Nói như vậy, chỉ cần là khôi lỗi cấp 3, đều không thể cấu thành uy hiếp đối với ngươi." Bạch Lộc Di nói, Tần Vấn Thiên lắc lắc đầu, khôi lỗi cấp 3 đỉnh cấp có thể trực tiếp giết chết ta, ta làm sao mà tiếp xúc được? "Trừ phi có người giúp ta ngăn cản nó công kích, để ta tới phá giải thần văn của nó, điều này cũng đúng." Bạch Lộc Di gật gật đầu, nhưng nghĩ đến khôi lỗi của mình bị phá hỏng, không khỏi lại trừng mắt với Tần Vấn Thiên nói, "Khôi lỗi của ta tính như thế nào, ta sửa giúp ngươi." Tần Vấn Thiên cười đi lên lại khiến cho trong mắt Bạch Lộc di sinh ra một chút tia sáng kỳ dị, hắn còn có thể sửa khôi lỗi. Tần Vấn Thiên đi đến bên cạnh khôi lỗi, không dùng bao nhiêu thời gian, hắn đã khiến khôi lỗi một lần nữa về tới trạng thái trước khi chiến đấu. Bạch Lộc di chỉ cảm thấy chịu đả kích mạnh, chẳng lẽ đúng như hắn nói, nhất pháp thông, vạn pháp đều thông. Bạch Lộc Di tận mắt thấy Tần Vấn Thiên trong nháy mắt đã có thể cấu tạo ra thần văn cấp 2, thầm nghĩ, hội giao lưu lần này, hắn chỉ sợ sẽ làm rất nhiều người của đông vực đều chấn động nhỉ. Diêm thiết, chỉ sợ hắn còn chưa biết mình đã chọc giận một nhân vật yêu nghiệt như thế nào. Tuy nói những ngày qua tần vấn thiên nhìn có vẻ như đã quên đi cái chết của lãnh ngưng, nhưng Bạch Lộc Di lại cảm nhận được, hắn chỉ là tạm thời đè phẫn nộ dưới đáy lòng, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Đông vực thành vọng châu, tông môn mạnh hoặc là thế lực gia tộc rất nhiều, lịch sử lâu đời, mà vua của đông vực, thế lực mạnh nhất, không thể nghi ngờ lại là thuộc về phủ trích tinh. Phủ trích tinh là một trong các thế lực cấp bá chủ của Hoàng Triều Đại Hạ, tọa lạc ở đông vực thành vọng châu bất cứ một hiệu lệnh nào cũng có thể làm mảnh lãnh địa đông vực thành vọng châu này run rẩy giờ phút này trong phủ trích tinh có một bóng người thanh niên đứng ở trên đài đá thanh niên này khoác một bộ trường bào rộng thùng thình khí chất phi phàm tùy ý đứng ở nơi đó giống như có một khí chàng độc đáo hắn giống như là trung tâm của thế giới này tồn tại có thể hấp dẫn ánh mắt người ta nhất dương phàm thiên tri kiêu tử con cưng của trời một thế hệ trẻ của phủ trích tinh xếp hạng 18 trong bảng thiên mệnh tu vi nguyên phủ đỉnh phong, một địch thủ có cấp độ hiếm có. Từng cái tên trên bảng thiên mệnh, vốn là đại diện cho nhân vật đỉnh phong của cấp độ nguyên phủ. Dương Phàm xếp hạng 18, ý nghĩa ở Hoàng Triều Đại Hạ, người nguyên phủ cảnh có thể chiến thắng hắn, chỉ sợ cũng chỉ có 17 người xếp hạng ở trước hắn, nhân vật như vậy, làm sao có thể không trói mắt. Ở Thành Vọng Châu, người xếp hạng 36 hạng đầu của bảng thiên mệnh có 4 người, trong 4 thế lực lớn cấp bá chủ đều có một người, Dương Phàm thuộc về một trong số đó, thiên tri kiêu tử của phủ trích tinh. Ba người khác, phân biệt là, Hoa Thái Hư, thiên tri kiêu tử gia tộc Hoa Thị, xếp hạng nhất bảng thiên mệnh, cho dù ba người dương phàm ở trước mặt hắn cũng ảm đạm thất sắc. Chảm Trần, thiên tri kiêu tử Điện Đan Vương, bảng thiên mệnh xếp hạng 11. Triệu Liệt, thiên tri kiêu tử Thiên Viêm Tông, bảng thiên mệnh xếp hạng 28. Bốn người này, ở thành vọng châu thanh danh cực thịnh, đều là thiên tri kiêu tử, bốn đại thiên kiêu của thành vọng châu, lần này ngươi muốn đi. Chấm. Bên cạnh Dương Phàm có một người trung niên khoanh tay đứng, tuy không tỏ ra một chút khí tức nào nhưng lại cho người ta một cảm giác mạnh mẽ, "Đi." Dương Phàm gật đầu, nơi đấy phi phàm, ta phải đi một chuyến, quả thực phi phàm, nhưng cũng nguy hiểm, ngày xưa Hoa Thái Hư bước vào trong đó, bị thương đi ra, càng là người thiên tài, ngược lại càng nguy hiểm. Người trung niên bình tĩnh nói, "Đó là bởi vì bọn họ có sự theo đuổi, bí cảnh hiểm địa nào có tuyệt đối an toàn. Hạng người thiên tài tâm trí cứng cỏi, mới đi tìm kỳ ngộ, tự nhiên gặp nguy cơ." người tầm thường lại không dám chỉ lo tính mạng ngược lại gặp nguy hiểm càng thấp giọng nói dương phàm bình tĩnh nơi đây hắn phải bước vào trong đó xem bên trong có gì tồn tại tốt người trung niên mỉm cười gật đầu thiên tri kiêu tử cần chính là tâm tính như thế này thẳng tiến bước lên chứ không lùi bước nơi đấy phức tạp cường giả thiên cương không thể đi vào chúng ta không thể theo ngươi bước vào trong đó nhưng lần này đông vực thành vọng châu không ít thế lực gia tộc đều đang chuẩn bị bọn họ sẽ trải đường cho ngươi Mặt khác, trên hội giao lưu lần này, chúng ta sẽ chọn lựa ra một đám người trình độ trên thần văn rất cao cùng nhau đi theo ngươi vào, sau khi bước vào trong đó, ngươi tự giải quyết cho tốt. Người trung niên chậm rãi mở miệng, dương phàm mắt nhìn phía trước, trong vẻ mặt có một sự sắc bén, thế lực các gia tộc lớn mài đao soàn soạt, ở trong mắt hắn, chẳng qua là đá kê chân của hắn mà thôi, bốn thế lực lớn cấp bá chủ tất cả đều có người bước vào trong đó, lại nào đến lượt thế lực gia tộc khác. Nhiều nhất, cũng chỉ là theo sau bọn họ kiếm chút cơ hội mà thôi, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện vài nhân vật lợi hại, cũng khó mà cấu thành uy hiếp đối với bọn họ, triệu liệt, chảm Trần cũng đều sẽ bước vào trong đó nhỉ, không biết Hoa Thái Hư, lần này sẽ đi hay không? Chấm, Dương phàm lẩm bẩm, Hoa Thái Hư là người hắn muốn vượt qua nhất. Người số một bảng thiên mệnh, cùng người phía sau ý nghĩa hoàn toàn khác, trên bảng thiên mệnh có vô số cường giả, gồm có 360 người, nhưng vị trí phía trên cùng kia, không thể phủ nhận là trói mắt nhất, chỉ có một mình hắn, tập trung vô số ánh mắt. Người khác trên bảng thiên mệnh đều có khả năng bị người ta quên đi, nhưng người số một, mặc kệ là ai, cũng sẽ không quên, Dương Phàm Người trung niên lại lần nữa mở miệng, nói với hắn, có nghĩ tới đạo lữ hay không? Chưa từng, Dương Phàm lắc đầu, tuổi của ngươi, cũng có thể chọn một vị đạo lữ ưu tú rồi, theo ngươi cùng nhau tiến lên. Hôm nay, thành vọng châu này, thật ra cũng có nữ tử không tệ, điện đan vương mạc khuynh thành, nghe nói rất được lạc hà thích, ngay cả ho ra cũng tựa như có ý, mặt khác, muội muội bạch lộc di của bạch lộc cảnh học viện bạch lộc, tựa như cũng không tệ, thanh thuần ôn nhu, ở trên thần văn cũng có trình độ rất cao, hội giao lưu lần này hẳn là sẽ xuất hiện. Người trung niên thản nhiên mở miệng, đương nhiên, nếu người không có ý ở đây, thì tạm thời không nói chuyện đạo lữ, tu hành, vĩnh viễn là vị trí số một, bạch lộc cảnh. Dương Phàm nghe được cái tên này, nói nhỏ một tiếng, học viện bạch lộc này cũng bất phàm, bạch lộc cảnh, chính là cường giả trên bảng thiên mệnh hơn nữa xếp hạng rất cao diêm ra diêm thiết khoanh chân ngồi ở trước người hắn diêm không cung kính đứng ở đó diêm không tuy ở diêm ra có chút địa vị nhưng đối với người chú này của hắn hắn lại cực kỳ sợ hãi người chú này quá âm trầm ai cũng không dám chiều chọc diêm vương chết vốn không thoát được liên quan với hắn sau đó hắn tuy bảo phụ thân cầu tình mặt khác giúp thúc thúc hắn tìm tới phải nữ nhân xinh đẹp nhưng hắn vẫn không hoàn toàn yên tâm sợ diêm thiết ghi hận trong lòng bọn chúng luôn luôn ở học viện Bạch Lộc, Diêm Thiết Lạnh như băng hỏi, người hắn yêu cầu, tất nhiên là Tần Vấn Thiên và Sở Mãng, hai người này giết con của hắn, làm sao có thể không chết, ừ, bọn họ tất nhiên là sợ hãi thúc phụ, nấp ở học viện Bạch Lộc không dám lộ diện. Diêm không đáp lại, Diêm Thiết mở mắt ra, trong đôi mắt âm trầm kia có tia sáng lạnh lóe lên, nói lạnh như băng, ta ngược lại muốn xem hắn có thể trốn bao lâu, hội giao lưu đã sắp bắt đầu. Bạch Lộc Di của Học viện Bạch Lộc kia cũng sẽ tham gia nhỉ, Bạch Lộc Di trình độ thần văn rất mạnh, nhất định sẽ tham gia hội giao lưu. Diêm không gật đầu, vậy thì trên hội giao lưu, ta bảo học viện Bạch Lộc giao người. Diêm thiết âm lãnh nói, nếu như học viện Bạch Lộc một mực bao che bọn chúng, ta sẽ khiến bọn họ hối hận. Diêm không nơm nớp lo sợ không nói gì, hắn không chút nghi ngờ, nếu như học viện Bạch Lộc thật sự một mực cất giấu tần vấn thiên, người chú này của hắn, ngay cả Bạch Lộc Di cũng dám động vào. Trong mắt lão, cũng không biết chữ, sợ, viết như thế nào, lãnh ra bên kia, lại phái người đến tặng lễ. Diêm không lại mở miệng nói, Diêm thiết cười lạnh khinh miệt, nói, lãnh ra, con ta chết bởi lãnh ngưng dựng lên, bọn chúng cho rằng chuyện lãnh ngưng chết là đã thôi sao. Thật buồn cười, lại còn một mực mưu toan ta cho bọn chúng danh ngạch, quà nhận lấy toàn bộ, bảo bọn chúng đưa thêm tới một chút nữa. Mặt khác, trước khi hội giao lưu bắt đầu, bảo lãnh ra đưa mấy mi nữ tới, chỉ cần tiểu thư lãnh ra, nhà hoàn tất cả đều không thu, lão quái vật. Trong lòng Diêm không chửi khẽ, lão quái vật này lòng dạ thật đen tối vốn dĩ không tính cho lãnh gia danh ngạch nhưng lại vẫn lừa lãnh gia hôm nay còn muốn lãnh gia đưa thiên kim tiểu thư đến nghĩ đến có mỹ nhân nũng nịu sắp gặp phải độc thủ của lão diêm không ở trong lòng âm thầm nguyên rủa lão quái vật này không biết nữ nhân đáng thương nào sắp phải xui xẻo rồi đợi lãnh gia cuối cùng phát hiện diêm thiết căn bản là không tính cho bọn họ danh ngạch không biết sắc mặt sẽ khó coi bao nhiêu chuyện như thế này cũng chỉ có mỗi lão quái vật này có thể làm ra tên biến thái này căn bản là cái gì cũng không cần. Thanh danh, hắn sớm ác danh rõ rệt rồi. Chấm, các thế lực thành vọng châu đều đang chuẩn bị hội giao lưu, học viện Bạch Lộc tất nhiên cũng không ngoại lệ, tần vấn thiên, học viện Bạch Lộc ta một vị gia chủ, bốn đại tộc lão, chín đại trưởng lão, bọn họ cùng nhau nắm giữ học viện Bạch Lộc, gia chủ chính là thái gia gia của ta, bốn đại tộc lão cùng với chín đại trưởng lão cũng đều là trưởng bối của ta, mà quyền quyết định học viện Bạch Lộc thì ở trong tay thái gia gia cùng với bốn đại tộc lão, học viện bạch lộc nếu muốn quyết định đại sự do năm người bọn họ quyết định chín đại trưởng lão chấp hành bạch lộc di đang giảng giải tình huống học viện bạch lộc cho tần vấn thiên tự nhiên không phải biết lấy thân phận gì cho tần vấn thiên mà là vì hội giao lưu sắp đến học viện bạch lộc cần đề cử ra ba người tham gia hội giao lưu lần này trong đó một người là chủ hai người là phụ bạch lộc di hy vọng lấy tần vấn thiên làm chủ như vậy nàng tất nhiên nên giới thiệu trước cho tần vấn thiên tình huống học viện bạch lộc tần vấn thiên lại nghĩ tới một số việc khác nếu là hắn muốn nắm giữ học viện Bạch Lộc, chỉ sợ cũng cần thái gia gia của Bạch Lộc Di, cùng với bốn vị tộc lão kia gật đầu. Hội giao lưu lần này, với hắn mà nói đó là một cơ hội, ít nhất, phải khiến người của học viện Bạch Lộc đều tán thành tần vấn thiên hắn, chỉ có tán thành hắn, mới có khả năng cái thư viện có được mấy ngàn năm nội tình này giao cho hắn nắm giữ. Nếu chỉ dựa vào thương vương lệnh cùng với một câu của hắn, tuy học viện Bạch Lộc có thể cũng sẽ đối xử tử tế hắn, nhưng hắn muốn thật sự khống chế thế lực này, sợ là khó, chúng ta đi thôi, các vị trưởng lão đã ở thư viện chờ, bọn họ hiển nhiên đều biết ngươi tồn tại, biểu hiện tốt chút. Bạch Lộc Di hướng Tần Vấn Thiên cười nói, ừ, Tần Vấn Thiên gật đầu, con dâu xấu sớm muộn gì cũng phải gặp cha mẹ chồng, sợ cái gì? Chấm, bên cạnh phàm nhạc nói nhỏ một tiếng, nhất thời dẫn tới Bạch Lộc Di chừng mắt nhìn hắn một cái, lập tức đôi mắt đẹp lóe lên, gương mặt thanh thuần lộ ra vài phần ngượng ngùng. Tên béo này vừa nói như vậy, ngược lại như là nàng kéo Tần Vấn Thiên đi gặp tộc trường sao lại cảm giác không thích hợp đi thôi tần vấn thiên thì lại sớm có chuẩn bị tâm lý rốt cuộc phải bước ra bước đầu tiên này thật có chút chờ mong một trong các thế lực của thương hoàng cung ẩn chi nhất mạch học viện bạch lộc có bao nhiêu năng lượng điều này chỉ sợ phải tới thời điểm hắn nắm trong tay thế lực vẫn hạ thấp này mới có thể hoàn toàn hiểu rõ học viện bạch lộc đài diễn võ quảng trường rất nhiều người tụ tập các trưởng lão dẫn đầu ngồi ở trên đài diễn võ hai bên trái phải đều có rất nhiều bóng người ánh mắt bọn họ đồng thời nhìn về phía mấy bóng người đối diện quảng trường đi tới chỉ thấy một thanh niên tuấn tú sóng vai mà đi cùng bạch lộc di càng làm không ít người hơi nhíu mày bạch lộc di thuộc thế hệ trẻ học viện bạch lộc bọn họ thật sự có người trong lòng sao chấm đám người tần vấn thiên đi tới phía trước quảng trường diễn võ đài bằng vào cảm giác lực mạnh mẽ tần vấn thiên rõ ràng cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn quét qua lại ở trên người mình từng ánh mắt này có nhuệ khí có sự lạnh lùng cũng có bình thản nhưng cực ít có thiện ý Điều này trái lại khiến Tần Vấn Thiên cười khổ, sở dĩ sẽ tạo thành cục diện như vậy, chỉ sợ là bởi vì học viện Bạch Lộc hiểu lầm quan hệ giữa mình cùng với Bạch Lộc Di, xem hắn là người Bạch Lộc Di ái mộ, lúc này mới có loại ánh mắt nhìn trong chọc này mà đánh giá hắn, dù sao Bạch Lộc Di ở học viện Bạch Lộc có địa vị phi phàm, Di Nhi, còn không mau qua đây. Bạch Lộc Sơn phụ thân Bạch Lộc Di hô to, nhất thời Bạch Lộc Di hướng tới Tần Vấn Thiên bên cạnh vụng trộm nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra một biểu cảm tựa cười mà không cười, cục diện hiểu lầm như vậy, để cho gã này chịu đi, xem hắn làm thế nào. Tần Vấn Thiên thấy Bạch Lộc Di không chút khách khí vứt bỏ mình, trong lòng không khỏi cười khổ, sau đó hắn nhìn thấy Bạch Lộc Di đi tới bên cạnh người trung niên vừa nói chuyện với nàng, chắc là phụ thân của Bạch Lộc Di, ở một bên khác của Bạch Lộc Di còn có một nam tử thanh niên, nam tử thanh niên này mặc bạch sam, cưng chiều xoa xoa đầu Bạch Lộc Di, như là đối xử với vãn bối của mình. Bạch Lộc Di hung hăng chừng mắt nhìn hắn một cái, lập tức lại mím môi cười, kéo cánh tay thanh niên, hiển nhiên quan hệ của hai người không phải bình thường. Mà vào lúc này, ánh mắt thanh niên kia nhìn về phía Tần Vấn Thiên, ném cho hắn một cái nhìn có cảm giác sắc bén, giống như ánh mắt đó muốn mình nhìn thấu, tùy ý một ánh mắt, thế mà cho Tần Vấn Thiên uy áp mãnh liệt, hiển nhiên thanh niên này thực lực không tầm thường, ít nhất mạnh hơn hắn rất nhiều, người này, hẳn là huynh trưởng của Bạch Lộc Di. Trong lòng Tần Vấn Thiên đoán, nếu như hắn là vị hôn phu của Bạch Lộc Di, như vậy mình ngày thường căn bản không có cách nào bình tĩnh ở chung với Bạch Lộc Di. Hơn nữa tư thái hai người ở chung, ngược lại khiến hắn nhớ tới tần giao tỷ vẻ mặt hắn nhìn tần giao, cũng không phải có vài phần tương tự sao, thích vuốt ve khuôn mặt tần giao, hoặc là rụi rụi đầu của nàng, mỗi lần đều chọc tần giao chừng mắt nhìn hắn, vãn bối tần vấn thiên, sở mãng, phàm nhạc huynh đệ ba người, ra mắt các vị tiền bối. Ánh mắt nhìn phía các trường giả trước quảng trường diễn võ, tần vấn thiên hơi hạ thấp người sở mãng và phàm nhạc cũng hành một lễ ở lại học viện bạch lộc nhiều ngày như thế hôm nay gặp trưởng giả học viện bạch lộc cấp bậc lễ nghĩa tất nhiên không tránh được không có ai đáp lại áp lực mơ hồ rơi ở trên người tần vấn thiên nhưng chỉ thấy thần thái hắn bình thản im lặng đứng ở đó không kiêu không nịnh tần vấn thiên hắn đã trải qua nhiều mưa gió như vậy sao có thể ngay cả chút định lực này cũng không có người vì chuyện gì mà đến chấm giờ phút này chỉ nghe một trưởng lão nhìn về phía tần vấn thiên mở miệng hỏi trưởng lão này mắt rất to, lúc nhìn chằm chằm người ta liền cho người ta cảm giác uy áp mơ hồ. Vãn bối trong khoảng thời gian trước từng ở học viện Bạch Lộc tu hành thần văn, lại được di tiểu thư chiếu cố, luận bàn thần văn, được lợi không phải là nhỏ, hôm nay tự nhận ở trên thần văn có chút thành tựu, nguyện thay học viện Bạch Lộc tham dự hội giao lưu đông vực thành Vọng Châu. Tần vấn thiên không nhanh không chậm nói, nói đùa, cho rằng học viện Bạch Lộc ta không có người sao, hội giao lưu sao cần người ngoài thay thế. Chấm chỉ thấy một lão giả rất cao tuổi quát lớn một tiếng người này đứng ở bên cạnh hiển nhiên địa vị không phải quá cao đều không phải là nhân vật quyền lực của học viện bạch lộc nhưng ở trường hợp như vậy mở miệng quát mắng địa vị cũng sẽ không quá thấp học viện bạch lộc chính là đại gia thần văn ở trên thần văn trình độ tự nhiên hơn người vãn bối ở trong luận bàn trao đổi với bạch lộc di cũng học được rất nhiều nhưng tu hành không có giới hạn võ đạo như thế thần văn cũng như thế tần vấn thiên đã đề xuất thay học viện bạch lộc xuất chiến tất là có chút nắm chắc nếu học viện Bạch Lộc cho rằng ta không phải người của học viện Bạch Lộc mà không đồng ý, coi như vãn bối chưa từng nói, hay cho chuyện có chút nắm chắc, ý của ngươi muốn nói là ngươi thích hợp hơn so với những người khác của học viện Bạch Lộc ta sao? Trưởng lão mắt to kia giọng ong ong, trong giọng nói mang theo một uy áp. Tần Vấn Thiên nhìn vào đôi mắt đối phương, không sợ chút nào, nghiêm mặt đáp lại, chính là như thế, hà. Lão giả mắt to khẽ nhíu mày, có một luồng khí sắc bèn ập vào mặt, lao thẳng tới trên người Tần Vấn Thiên, sau đó cười to nói, hay cho câu nói chính là như thế, thật cuồng vọng. Chấm, tần vấn thiên cảm giác được luồng uy thế kia, cả người căng thẳng, chỉ cảm thấy trái tim cũng như chịu áp bách, nhưng hắn vẫn như cũ đứng thẳng nơi đó, việc hôm nay cũng không thể giải quyết, nói gì thu phục học viện bạch lộc. Trưởng lão mắt to kia hiển nhiên là người thiên cương cảnh, không chỉ có hắn, các trưởng lão ngồi ở vị trí thượng thủ đều vậy. Ở trước mặt uy áp của trưởng lão, mắt to của hắn tựa như có thể cảm nhận được mình nhỏ bé, nhưng vậy lại thế nào? hắn sẽ không quên hắn vì sao mà đến. Bạch Lộc Sơn phụ thân Bạch Lộc Di thấy tần vấn thiên lưng thẳng như cũ, trong mắt không khỏi toát ra một chút tán thường. Chỉ thấy lúc này, khóe miệng tần vấn thiên lộ ra một ý cười thản nhiên, cuồng vọng sao, tiền bối không biết ta, lại nói ta cuồng vọng, lại há không phải cuồng ngôn. Nói xong, tần vấn thiên hơi ngửa đầu, thần thái bình thản ung dung kia, lộ ra một sự tự tin trời phú. Trưởng lão mắt to nhìn thấy tần vấn thiên vẻ mặt như vậy, trong lòng lại nhịn không được khẽ dao động khí chức và tự tin như vậy, hắn từng cảm nhận được ở trên người vài vị nhân vật thiên kiêu kia, hôm nay, tần vấn thiên vậy mà cũng toát ra khí chất như vậy, là vô tri cuồng vọng, hay là thật sự thiên kiêu, ta cũng muốn xem bản lãnh của ngươi một chút. Vẻ mặt trưởng lão mắt to hiện lên một tia dữ tợn, sau đó mở miệng nói, bạch lộc ngôn, ngươi đi thử một chút trình độ ở trên thần văn của hắn, được. Chỉ thấy một người trung niên tới trên quảng trường diễn võ, đứng ở phía trước tần vấn thiên, người này là một trong ba người lần này học viện bạch lộc chuẩn bị tham gia hội giao lưu hắn sẽ phụ tá bạch lộc di người muốn luận bàn loại sức mạnh nào là chiến là trận hay là khôi lỗi ánh mắt bạch lộc ngôn nhìn về phía tần vấn thiên trong lòng hắn lại hừ lạnh thật sự là hậu sinh vãn bối không biết điều nói năng thật càn rỡ tùy ngươi tần vấn thiên không thèm để ý nói lạnh nhạt thong rong ha ha bên kia trực tiếp khắc thần văn đi bạch lộc ngôn cười lạnh sau đó chỉ thấy bàn tay hắn hướng trên mặt đất vung lên, oanh một tiếng vang khẽ truyền ra, trên mặt đất hoa văn ánh sáng lóng lánh, không cần tỉ thí nữa. Tần Vấn Thiên thản nhiên nói, vẻ mặt đám người ngưng đọc, nhìn về phía Tần Vấn Thiên. Bạch Lộc Ngôn cũng dừng động tác, mắt nhìn Tần Vấn Thiên, cười lạnh nói, nhận thua sao? Các hạ sợ là không được, Tần Vấn Thiên thản nhiên phun ra vài chữ, khiến nụ cười của Bạch Lộc Ngôn đột nhiên cứng ngắc ở nơi đó, trong biểu cảm của hắn lộ ra một sự tức giận, cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng rồi. Không chỉ có Bạch Lộc Ngôn cảm thấy như thế, rất nhiều người ở đây đều có suy nghĩ tương tự, mặc dù là Bạch Lộc Sơn cũng nhíu nhíu mày. Bạch Lộc Cảnh bên cạnh Bạch Lộc Di thì lộ ra một chút biểu cảm thú vị, ánh mắt nhìn Tần Vấn Thiên mang theo vài phần hứng thú. Nhưng ngay lúc này, đám người chỉ thấy Tần Vấn Thiên nâng tay, một bàn tay vông ra, trong phút chốc có quang văn lóng lành ở trong hư không, hoặc nói đó không phải quang văn, mà là một đồ án hoàn chỉnh. Tần Vấn Thiên lại lần nữa phất tay, quang văn tiếp tục lóng lánh mà ra, trong nháy mắt này, ánh mắt đám người đột nhiên run lên, mặc dù là trưởng lão mắt to kia, giờ phút này cũng rất động dung, trong đôi mắt lóe ra ánh sao, đủ chưa? Chấm, bàn tay tần vấn thiên vỗ một cái, nhất thời quang văn tan đi, ánh mắt hắn nhìn về phía bạch lộc ngôn, bình tĩnh hỏi, không có khả năng, thần văn sư cấp 3, không có khả năng làm được không mượn dùng môi giới, hư không khắc văn. Trong lòng bạch lộc ngôn rung động, có chút không dám tin vào mắt của mình, người không làm được không có nghĩa là người khác không được. Tần vấn thiên tùy ý nói, bước chân hướng phía trước đi ra, đột nhiên, một luồng kiếm khí sắc bén từ trên người hắn bùng nổ, bước ra mỗi một bước, dưới chân đều xuất hiện một luồng kiếm văn, kiếm ý vù vù, thế mà lại theo hai bên tần vấn thiên, gào thét mà đi. Chấm chấm, tần vấn thiên bước ra từng bước một, giống như cực có quy luật, kiếm ngân lên càng thêm mãnh liệt, hắn vung bàn tay, hư không hiện bóng kiếm, kiếm uy càng lúc càng đáng sợ tràn ngập ra. Lúc này, hắn đã đi tới bên dưới đài diễn võ, chỉ thấy hắn một bước hướng lên trên, trong phút chốc, kiếm rít trên không, vô tận kiếm ý giận mà hội tụ, hóa thành một thanh kiếm uy ngập trời, kiếm quang trực tiếp phá hư không, áp bách bạch lộc ngôn tới. Kiếm uy khủng bố cuốn theo gió lốc đáng sợ, tiếng bước chân thịt thịch truyền ra, bạch lộc ngôn không ngừng lui về phía sau, vung thần thông công kích chống lại kiếm uy, nhưng gió lốc kiếm đáng sợ kia ngay lập tức hắn bao phủ trong đó. Bạch lộc ngôn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người lóng lánh tinh hồn, tiếng va chạm khủng bố truyền ra, kiếm huy rốt cuộc tiêu tán, nhưng kiếm khí vẫn như trước, bạch lộc ngôn chật vật không chịu nổi. Lại nhìn tần vấn thiên, giống như không có việc gì đứng ở bên cạnh diễn võ đài, hướng bạch lộc ngôn hành một lễ nói, đắc tội, hư. Bạch lộc ngôn phải tay áo bỏ đi, bị một hậu sinh vãn bối giao huấn, trong lòng tự nhiên khó chịu. Nhưng cũng biết trình độ thần văn của tần vấn thiên mạnh hơn hắn rất nhiều, cũng không tệ. Trưởng lão mắt to lại mở miệng nói, có thể hư không khắc văn, tự thành một thể, ta cho ngươi cơ hội, hội giao lưu lần này, ngươi và Bạch Lộc Di là phụ, phối hợp xuất chiến, phối hợp. Chấm, vẻ mặt Bạch Lộc Di cứng lại, hội giao lưu lần này gia tộc vốn định lấy hai người phụ trợ nàng, Tần Vấn Thiên xuất hiện, khiến nàng tự nguyện rời khỏi vị trí chủ chiến, nhường cho Tần Vấn Thiên. Hôm nay trưởng lão nói, bảo nàng và Tần Vấn Thiên hai người đều phối hợp, đúng. Tiểu Di, hội giao lưu lần này, cổ hưu đại sư sẽ đại diện học viện Bạch Lộc ta xuất chiến, phải khiến người bất ức một phen rồi trưởng lão mắt to nhìn về phía bạch lộc di mỉm cười nói khiến cho mắt đẹp bạch lộc di co lại cổ hưu đại sư hắn đã trở lại học viện cố ý mời đến lời trưởng lão mắt to nói khiến bạch lộc di có chút động dung cố ý đi mời cổ hưu đại sư đến xem ra lần này học viện bạch lộc rất coi trọng hội giao lưu lần này cổ hưu đại sư đi ra gặp một lần đi trưởng lão mắt to cười sau đó một tiếng cười sang sảng truyền đến mọi người chỉ thấy một lão giả mặc trường bào màu đen bước chậm ra đi tới quảng trường diễn võ nhìn các trưởng lão phía trước cười nói, các vị trưởng lão đã lâu không gặp, ngày xưa đại sư ở học viện Bạch Lộc ta tu hành một khoảng thời gian, đem lại thêm vẻ vang không ít cho học viện, hôm nay đại sư khắc thần văn cấp 3 cảnh giới nhập hóa, hội giao lưu lần này giao cho ngươi rồi. Trưởng lão mắt to rất khách khi nói, vì học viện xuất chiến, cổ mỗ vinh hạnh. Cổ hưu cười nói, tần vấn thiên bên cạnh bị vứt sang bên, chỉ thấy ánh mắt trưởng lão mắt to quét tần vấn thiên một cái, sau đó nói, theo học viện biết được, hội giao lưu lần này sẽ có không ít nhân vật lợi hại xuất hiện, có cổ hưu đại sư xuất chiến, có thể bảo đảm chắc chắn an toàn, ngươi, có ý kiến không? Trưởng lão mắt to nhìn về phía Tần Vấn Thiên, hỏi. Tần Vấn Thiên trầm ngâm chút, sau đó cười, không có vấn đề. Hôm nay xuất hiện, là vì để học viện Bạch Lộc nhận biết mình một phen, tuy triển lộ một ít năng lực, nhưng có lẽ là vì tuổi, học viện vẫn muốn tin tưởng một vị thần văn đại sư lão thành hơn. Nhưng cái này cũng không sao, mục đích của hắn đã đạt được chỉ cần có thể tham gia hội giao lưu lần này, là chính hay phụ lại có sao đâu, nếu bản thân mạnh, phụ cũng là chính. Ngược lại, giờ phút này trong lòng mọi người ở học viện Bạch Lộc đã hạ quyết tâm thắng được hội giao lưu lần này, nếu hắn khi thế bức người, lại tỏ ra tiến lên không biết lui bước. Ánh mắt trưởng lão mắt to tạm dừng một lát ở trên người Tần Vấn Thiên, sau đó mỉm cười gật đầu. Hôm nay, người học viện Bạch Lộc xem như đã biết Tần Vấn Thiên, hơn nữa, ấn tượng cũng không tệ, quảng trường diễn võ học viện bạch lộc đám người dần dần giải tán trưởng lão mắt to mời cổ hưu đến gặp lão một chuyến khi rời khỏi vẫn nhìn tần vấn thiên một cái ánh mắt bạch lộc sơn cũng nhìn quét tần vấn thiên một lần sau đó cũng rời đi chỉ thấy bạch lộc di và thanh niên bên cạnh nàng đã đi tới hướng tần vấn thiên nở nụ cười nói tốt rồi lần này đội hình học viện bạch lộc chúng ta làm mạnh chưa từng có đây là bạch lộc cảnh anh trai ta tần vấn thiên hướng bạch lộc cảnh khẽ gật đầu chỉ thấy bạch lộc cảnh đánh giá tần vấn thiên, ánh mắt hai người nhìn nhau, đều khẽ gật đầu, anh trai ta không thích thần văn, nếu không trình độ ở trên thần văn chỉ sợ sẽ so với ta còn lợi hại hơn. Hắn sở trường võ đạo, chính là cường giả xếp hạng trước 100 trên bảng thiên mệnh. Bạch lộc di mỉm cười nói, khiến tần vấn thiên có chút động dung. Bảng thiên mệnh có ý nghĩa với một số nhân vật nguyên phủ đỉnh phong của Hoàng Triều Đại Hạ, bạch lộc cảnh này, ở trong nguyên phủ cảnh toàn bộ Hoàng Triều Đại Hạ, xếp hạng trong 100 người đầu bảng, thực lực có thể hiểu được đến mức nào rồi, ca, tần vấn thiên hắn cũng rất lợi hại, bất kể là trình độ thần văn hay là trên võ đạo, tương lai chỉ sợ sẽ không thua ca đâu. Bạch Lộc Di cũng khen tần vấn thiên một tiếng, vậy ta sẽ rất cao hứng. Bạch Lộc cảnh mỉm cười nhìn muội muội mình, Bạch Lộc Di sao có thể không hiểu ý tứ của hắn, lường hắn nói, ca, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta và tần vấn thiên không phải như ngươi nghĩ, loại nào. Bạch Lộc cảnh tựa cười mà không cười nhìn muội muội mình. Giống như cố ý diễu cợt nàng khiến Bạch Lộc Di hung tận véo hắn một phát, không nói chuyện với ngươi nữa, ha ha. Bạch Lộc Cảnh nhìn thấy Bạch Lộc Di thần thái cao hứng cười lên, xoa xoa đầu của nàng nói, bất luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. đã nói không phải như ngươi nghĩ rồi mà. Trên khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần của Bạch Lộc Di có vài phần bất đắc dĩ, ta hiểu. Bạch Lộc Cảnh nhìn Tần Vấn Thiên, cười nói, xem ra ngươi còn cần cố gắng. nói xong, Bạch Lộc Cảnh liền quay lưng rời khỏi, khiến Tần Vấn Thiên hoàn toàn không biết nói gì gã anh trai này của bạch lộc di cũng là người thú vị nhưng tần vấn thiên nhìn ra được người anh này cũng rất cưng chiều bạch lộc di chỉ cần nàng thích hắn sẽ ủng hộ ngươi đừng để ý đến hắn bạch lộc di nói với tần vấn thiên nên chuẩn bị cho tốt hội giao lưu sắp bắt đầu rồi ừ tần vấn thiên nhẹ nhàng gật đầu hội giao lưu lần này khác với trước kia các thế lực có thể sẽ mời ra một số người khó chơi các ngươi cẩn thận ứng phó bạch lộc cảnh đột nhiên quay đầu nhìn bên này nói Khiến Bạch Lộc Di lộ ra một chút kinh ngạc, chẳng lẽ lần này thư viện cố ý mời cổ hưu đến, là có duyên cớ đặc thù sao? Hội giao lưu lần này, so với trước kia có gì khác nhau sao? "Chấm," Bạch Lộc Di hỏi, "Mấy ngày nay ngươi luôn bận ở cùng hắn, ngay cả hội nghị học viện cũng không tham gia, hiện tại mới đến hỏi ta?" Bạch Lộc cảnh lộ ra vẻ mặt tựa cười mà không cười, sau đó thanh âm hội tụ thành tuyến, bay tới bên người Bạch Lộc Di, có tin tức truyền ra, nơi thí luyện thần văn kia, rất có thể là tu đạo tràng của một vị thiên tôn đôi mắt đẹp của bạch lộc di trong giây lát co lại trong lòng rất rung động thiên tôn tu đạo tràng thì ra lại có tin tức như vậy nói như vậy lần thí luyện này chẳng phải là sắp dẫn phát một hồi sóng gió thật lớn vậy hoàng triều đại hà bạch lộc di muốn mở miệng đã thấy bạch lộc cảnh ngón tay đặt ở trên môi hiển nhiên là bảo nàng chớ có lên tiếng sau đó cười thoát tục nói người bên ngoài còn chưa biết đại khái chỉ có một số thế lực lớn của thành vọng châu mới tìm hiểu được một số sự tình hơn nữa thí luyện chàng có thể sẽ sớm mở ra nói xong bạch lộc cảnh xoay người rời đi chỉ thấy bạch lộc di nhìn về phía tần vấn thiên cười khổ nói còn tưởng hội giao lưu lần này sẽ rất đơn giản nhưng nghe ca ca nói tựa như có thể sẽ xuất hiện một số tình huống không ngờ tới giọng nói bạch lộc cảnh hội tụ thành tuyến để người xa xa không nghe được nhưng không cố ý đi giấu tần vấn thiên thiên tôn tu đạo trang chấm tần vấn thiên lẩm bẩm thiên tôn là tôn xưng đối với cường giả thiên tượng cảnh Tin tức như vậy nếu bị Hoàng Triều Đại Hạ biết, chắc chắn dẫn phát một cơn lốc, chỉ sợ thế lực cấp bá chủ của thành vọng châu sẽ sớm hành động. Bạch Lộc Di thấp giọng nói, Tần Vấn Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Tôn Sưng Hắn cũng từng nghe nói không ít, ví dụ như Thương Vương, Đan Vương, những tên này đều là Tôn Sưng. Vương, hẳn là Hoàng Triều Đại Hạ Tôn Sưng đối với những nhân vật thiên cương đỉnh phong kia, chúng ta đi thôi, phải làm công tác chuẩn bị cuối cùng, cổ hưu đại sư cũng cực kỳ lợi hại, chúng ta vẫn có phần thắng không nhỏ vẻ mặt bạch lộc di có vài phần ngưng trọng lại có vài phần chờ mong lúc này thành vọng châu quả thật tồn tại một làn sóng ngầm nhưng các thế lực lại tỏ ra đặc biệt thu mình người nhận được tin tức đều gắt gao che giấu tin tức tận lực phòng ngừa nó khuếch tán tuy biết có khả năng không giấu được nhưng ít ra cũng phải kéo dài một chút thời gian đợi đến sau khi thế lực khác của hoàng triều đại hạ biết khi đó đã muộn ngày hội giao lưu các đại vực thành vọng châu rốt cuộc cũng đến đông vực thành vọng châu các thế lực đi đến phủ trích tinh nơi thí luyện thần văn do bốn đại thế lực cấp bá chủ của thành vọng châu khống chế cửa vào. bởi vậy hội giao lưu cũng do bốn thế lực lớn tổ chức ở đông vực phủ trích tinh là bá chủ hội giao lưu cũng cử hành ở phủ trích tinh. một ngày này cường giả các thế lực đông vực đều buông xuống tu đạo tràng phủ trích tinh nhìn trong phủ trích tinh ẩn chứa ý hào sảng minh mông rất nhiều người đều sinh lòng hâm mộ. nơi này là thế lực cấp bá chủ vua đông vực ngày thường bọn họ không có cơ hội bước vào trong phủ trích tinh chỉ có hôm nay, phủ trích tinh mới cho phép người ngoài bước vào, đương nhiên, vẫn hạn định phạm vi bước vào. Thế lực lớn đông vực Diêm Gia đã đến, Lãnh Gia đã đến, Xích Lôi Tông đã đến, Thủy Nguyệt Sơn Trang đã đến, Luyện Yêu Tông đã đến. Các thế lực, ùn ùn buông xuống tu đạo tràng phủ trích tinh, đất mênh mông, cường giả như mây. Người Diêm Gia và Lãnh Gia giáp nhau, đám người Diêm Thiết cùng Diêm không hôm nay đều đến đây, chỉ thấy Diêm Thiết nhắm mắt, trên người lộ ra một luồng khí âm hàn, làm không ai dám tới gần, Diêm Thiết Đại Sư, nhà đầu mấy ngày trước đưa đi hầu hạ có được không? Chấm, chỉ thấy lãnh kiên phụ thân lãnh lâm đi đến trước người diêm thiết, thấp giọng nói, mùi vị không tệ, lãnh ra người còn có mấy vị thiên kim xinh đẹp. Chấm, diêm thiết đột nhiên mở mắt, mỉm cười nhìn lãnh kiên, khiến vẻ mặt lãnh kiên trầm xuống, trong lòng âm thầm nguyền rủa tên biến thái này. Lần này suýt nữa con gái hắn lãnh lâm phải đưa đi, diêm thiết đại sư, lãnh ra ta, hôm nay thực không còn nhà đầu có thể hợp mắt nữa lãnh kiên vốn định nhắc nhở diêm thiết hưởng hết nha đầu tốt của lãnh gia hắn rồi không ngờ diêm thiết trực tiếp lại muốn mở miệng đòi người thật là vô liêm sỉ con gái ngươi không phải sao chấm diêm thiết nhìn lướt qua lãnh lâm của lãnh gia bên kia khiến thân thể lãnh lâm khẽ run lên đại sư vẻ mặt lãnh kiên không quá dễ coi một danh ngạch một nữ nhân diêm thiết nhìn chằm chằm lãnh kiên nói lạnh như băng khiến vẻ mặt lãnh kiên cực khó coi người học viện bạch lộc tới đúng lúc này có thanh âm truyền ra, trong mắt Diêm Thiết đột nhiên bộc phát ra một luồng ánh sáng lạnh đáng sợ, ánh mắt hắn bay thẳng đến phía học viện Bạch Lộc nhìn lại, nháy mắt tập trung ở trên thân hai người trong đó. Tần Vấn Thiên, Sở Mãng, chính là hai người kia, hung thủ giết chết con hắn, bọn chúng, thế mà dám xuất hiện ở đây. Ánh mắt lãnh kiên hướng tới bên đó nhìn lại, hắn cũng đã thấy Tần Vấn Thiên, vẻ mặt không khỏi khựng lại, gã thế mà cũng đến đây. Tuy hắn biết Tần Vấn Thiên là thần văn sư cấp 3, nhưng lại không biết trình độ thần văn của Tần Vấn Thiên cụ thể mạnh bao nhiêu, tất nhiên sẽ không biết Tần Vấn Thiên sẽ tham gia hội giao lưu lần này, giết. Một sát niệm mãnh liệt từ trên người Diêm Thiết bùng nổ ra, Tần Vấn Thiên rõ ràng cảm nhận được luồng sát niệm này, ánh mắt hắn đột nhiên vòng tới, nhìn về phía Diêm Thiết, sau đó hắn thấy được Diêm Thiết cùng với Lãnh Kiên. Tương tự, ở trong ánh mắt bình tĩnh kia của Tần Vấn Thiên, trong phút chốc có một luồng ánh sáng giết chóc đáng sợ lóng lánh qua, như một tia chớp đâm về phía Diêm Thiết lãnh kiên chỉ cảm thấy cả người có hơi lạnh, nhìn chăm chăm tần vấn thiên vẻ mặt có chút khó coi, xem ra luyện khí sư trẻ tuổi cấp 3 này, sát ý rất mạnh đối với hắn, chỉ sợ là bởi vì cái chết của lãnh ngưng. Đám người học viện Bạch Lộc đi tới phía đông tu đạo tràng, đối diện với người của Diêm Gia, nhưng ở giữa lại ngăn cách một tòa tu đạo tràng. Chỉ thấy Diêm Thiết nhắm mắt, tựa như đang tự hỏi làm cách nào để cho tần vấn thiên cùng với sở mãng chết. Ở phía bắc tu đạo tràng, là vị trí chính chủ, nơi đó có một bức tường hùng vĩ, cao tới mười mấy mét, một hàng bóng người xuất hiện ở bên trên, ánh mắt nhìn quét bên dưới, ánh mắt mỗi một người đều là sắc bén như vậy, Dương Phàm. Đám người nhìn thấy thanh niên cầm đầu kia, mắt lộ ra ánh sao, Dương Phàm là một trong bốn thiên kiêu, hôm nay thế mà lại đến xem chiến. Lần này chọn lựa ra thần văn sư lợi hại, sẽ có thể chọn lựa một số người tới thần văn thí luyện tràng, những người này, đó là tùy tùng người của phủ Trích Tinh bước vào thần văn thí luyện tràng. Dương Phàm xuất hiện khiến mọi người hiểu chuyến đi thần văn thí luyện tri địa lần này, phủ trích tinh, sẽ là cường giả bảng thiên mệnh Dương Phàm dẫn quân. Tần Vấn Thiên đánh giá Dương Phàm, người này khoảng 22 tuổi, cực kỳ trẻ, nhưng trên người có một khí chẳng cường giả, cho người ta cảm giác phi phàm, người này Dương Phàm, xếp thứ 18 trong bảng thiên mệnh, thiên tri kiêu tử phủ trích tinh đông vực thành Vọng Châu, tương tự, một trong bốn thiên kiêu của thành Vọng Châu. Bạch Lộc Di si bên cạnh Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, ba người khác, phân biệt là gia tộc Hoa Thị Hoa Thái Hư, Người số một bảng thiên mệnh, huy chấn Hoàng Triều Đại Hạ, không ai không biết, còn có Điện Đan Vương Trảm Trần, xếp hạng 11 trong bảng thiên mệnh, so với Dương Phàm còn cao hơn, một người cuối cùng là Thiên Viêm Tông Triệu Liệt, hạng 28 bảng thiên mệnh, những người này, là thiên tri kiêu tử của Thành Vọng Châu, cũng cực nổi tiếng ở Hoàng Triều Đại Hạ. Bạch Lộc Si lần lượt giới thiệu, tựa như cố ý kích thích Tần Vấn Thiên. Nàng cho rằng, tương lai, Tần Vấn Thiên sẽ có cơ hội giành vị trí trên bảng thiên mệnh chiến tích kỳ lân 60 tháng liên tiếp nàng đã biết, người này ngày thường thậm chí luận bàn với sở mãng, sở mãng là thực lực nguyên phủ tầng 5 đỉnh phong, hơn nữa không phải bình thường nguyên phủ tầng 5, sức chiến đấu cũng cực kỳ đáng sợ. Bảng thiên mệnh, hẳn là mục tiêu của tần vấn thiên, không chỉ có muốn vươn lên, hơn nữa, hắn cần nhắm vào vị trí cao, mới không có lỗi với thiên phú của hắn. Bên cạnh dương phàm xuất hiện hai vị trưởng giả, một người trong đó thần thái uy nghiêm, như một thanh kiếm sắc bén lúc nào cũng có thể bùng nổ năng lượng kinh người một người khác thì tỏ ra mộc mạc hơn không ít người này mặc áo trắng đơn giản nhưng lại cực kỳ sạch sẽ tóc đen chùm vai ánh mắt sáng ngời có thân khoảnh khắc nhìn người đó trên tu đạo tràng rất nhiều người đều lộ ra nét kinh ngạc nhất là những thần văn sư kia ánh mắt lộ ra ý tôn kính phong cốc đại sư chỉ thấy không ít thần văn sư hướng lão giả áo trắng kia hành lễ ánh mắt bạch lộc si hiện lên một luồng hào quang kỳ lạ Cấp giọng nói, thần văn đại sư cấp 4 phong cốc đại sư, phủ trích tinh mời hắn tới, xem ra rất coi trọng hội giao lưu lần này, người hẳn là đều đến đông đủ rồi nhỉ. Thần văn sư tham gia hội giao lưu lần này, mời lên tu đạo tràng, phong cốc đại sư sẽ trở thành người quyết định hội giao lưu lần này. Lão giả sắc bén kia thản nhiên nói, giọng nói không lớn, lại có ý xuyên thấu mãnh liệt, phong cốc đại sư tự mình quyết định sao? Vẻ mặt mọi người lóe lên, sau đó chỉ thấy các phương vị lớn, từng bóng người bước lên đài tu đạo. Ba người một trận doanh, hơn nữa bọn họ tựa như tất cả đều đến từ các thế lực lớn kia của Đông vực thành Võng Châu, không có tán tu thần văn đại sư đi lẻ. Nhưng đây là việc cực kỳ bình thường, thần văn đại sư lợi hại, bọn họ căn bản không cần lấy thân phận tán tu tham gia, bởi vì chỉ có các thế lực lớn kia trả giá cao mời bọn họ. Khi từng bóng người đi lên đài tu đạo, không ít người đều phát ra tiếng kinh hô, thậm chí trên đài tu đạo rất nhiều ánh mắt bắt đầu va chạm, bọn họ thấy được một số thần văn đại sư ngày thường cực ít lộ diện lần này đều được mời tới. Cổ hưu, người thế mà cũng đến đây à? Chấm, chỉ thấy lúc này một giọng nói truyền ra, ánh mắt cổ hưu hướng tới phương vị đối diện tu đạo tràng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó xuất hiện ba vị lão giả tướng mạo rất giống nhau. Nhìn thấy ba người bọn họ, cổ hưu nhíu mày, xem ra có chút phiền phức, ba lão giả này thế mà cũng đến, lý gia tam huynh đệ, bọn họ cũng đến đây sao? Bạch lộc di nhíu nhíu mày, hướng tần vấn thiên thấp giọng nói, ba người này chính là ba anh em, có rất ít người biết tên thật của bọn họ, nhưng bọn hắn ở thành Vọng Châu rất có danh tiếng, bởi vì ba người đều là thần văn đại sư cấp 3. Hơn nữa tâm ý tương thông, chỉ cần một người bắt đầu khắc thần văn, hai người khác có thể trực tiếp căn cứ hoa văn hắn khắc giúp hắn cùng nhau hoàn thành. Người của các thế lực lớn phía dưới tu đạo tràng nhịn không được con người co rút lại. Không ổn rồi, bọn họ còn tưởng lần này Diêm Thiết Thu được hy vọng lớn nhất, nhưng hôm nay, cổ hưu đại diện học viện Bạch Lộc xuất chiến, lý gia tam huynh đệ đại diện thủy nguyệt sơn trang xuất chiến mặt khác người đại diện luyện yêu tông cùng với xích lôi tông xuất chiến tựa như đều là nhân vật lợi hại được mời đến người diêm gia và lãnh gia đều nhíu mày như vậy mà nói áp lực của diêm thiết cũng rất lớn trừ diêm thiết lãnh gia cũng mời thần văn sư xuất chiến nhưng chỉ sợ chỉ là đến góp vui ba hạng đầu cơ bản đã không còn hy vọng thật đáng chết đáng chết xem ra lời đồn có thể là thật phải bỏ lỡ cơ hội lần này rồi không ít người mắng thầm trong lòng nhưng diêm thiết trái lại không để ý cổ hưu cùng với lý gia tam huynh đệ ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào tần vấn thiên thật sự là trời giúp hắn tần vấn thiên gã lại dám đi lên tu đạo tràng tham gia hội giao lưu lần này nói như vậy nhất định phải tìm cơ hội giết chết gã chỉ là hiện tại không biết phong cốc hắn chế định quy tắc như thế nào để quyết định thắng bại hội giao lưu lần này người bước lên tu đạo tràng có 9 trận doanh mỗi một trận danh ba người tổng cộng 27 người bọn họ, đại diện chín thế lực lớn của Đông vực thành vọng châu. Chấm, Phong Cốc đại sư đứng ở trên tường cao, ánh mắt mang ý cười, nhìn phía dưới, ta từng bước vào nơi thí luyện thần văn, ký ức khắc sâu đối với nơi đó. Ở vùng đất thí luyện, có không ít thần văn cạm bẫy, trận pháp, khôi lỗi lợi hại, tóm lại, khó lòng phòng bị, đáng tiếc hôm nay ta không có cơ hội bước vào trong đó, bằng không nhất định còn muốn xông vào một lần nữa. Phong Cốc đại sư, hắn không chỉ là thần văn đại sư cấp 4 còn là một cường giả cảnh thiên cương, cho nên hắn không thể đi vào nơi thí luyện thần văn. Hoàng triều đại hạ 18 nơi thí luyện, có nơi thí luyện dưới nguyên phủ, có nơi thí luyện cấp nguyên phủ, cũng có con đường thí luyện cường giả cảnh thiên cương, nơi thí luyện thần văn của thành Vọng Châu chính là cấp nguyên phủ, hôm nay ta sẽ tiến hành ba tràng khảo nghiệm đối với các ngươi." Phong cốc đại sư bước chậm ra, sau đó chỉ thấy hắn đứng ở hư không, tay vung lên, trong phút chốc một bộ đồ họa thật lớn hướng bên dưới hạ xuống, oanh. Chấm một tiếng vang lớn khủng bố chấn động trong hư không, mọi người chỉ thấy đồ án to lớn kia hóa thành thực thể, giống như một khối đất đáp xuống trên tu đạo tràng, đập tu đạo tràng cũng không ngừng run rẩy. ánh mắt mọi người trong tích tắc dừng ở trên đó, chỉ thấy phía trên đồ họa kia có sơn có thủy, là một bộ đồ án bao hàm toàn diện, vùng đất thí luyện, thần văn cả bẫy vô số, khó lòng phòng bị. Ta không thể làm được trình độ như vậy, nhưng vẫn như cũ ở đây khắc xuống rất nhiều thần văn, các ngươi thay phiên tìm kiếm, cho đến khi không ai có thể tìm ra thần văn nữa mới thôi là sẽ kết thúc về phần thành tích của các ngươi ta tự khắc ghi nhớ phong cốc thản nhiên nói giờ phút này các ngươi có thể đi lên rồi tùy ý bắt đầu từ ai thần văn rất nhiều chỉ cần các ngươi có thể tìm ra nhưng kích phát mỗi một thần văn nó sẽ tự biến mất ta đến trước đi trong lý gia ba huynh đệ lão tam thản nhiên nói sau đó chỉ thấy ngón tay hắn chỉ ra về phía trước trong phút chốc tinh quang lóng lánh trong đồ hỏa phía trước một hư ảnh phượng hoàng bay lên trời lao thẳng lên trời, sau đó biến mất không thấy. Chấm chấm, bên cạnh hắn là Diêm Thiết, hôm nay tất nhiên không cần Diêm Thiết tự mình ra tay, bên cạnh hắn có một người đi ra, chỉ về phía một phương vị, nơi đó, có một con mãnh hổ rít gào. Sau đó là người của lãnh gia, sau đó nữa là người của xích lôi tông, rồi tiếp theo sau đó là tới phía bên phải của đám người tần vấn thiên, thế lực luyện yêu tông, cùng có ba người xuất chiến. Làm người ta có chút kinh ngạc là ba người này có người cầm đầu lính quân lại là một thanh niên, chỉ thấy hắn nhắm mắt dưỡng thần trung niên bên cạnh hắn đi ra điểm ra một luồng thần văn ta đến sau luyện yêu tông bạch lộc di si hướng phía trước đi lên một bước đứng ở bên cạnh đồ án tay nàng chỉ về phía trước ở nơi đó hư ảnh một thanh trường thương bắn ra trong nháy mắt chín đại trận doanh đều chỉ ra thần văn dễ dàng sau đó là lặp lại dần dần sau thời gian một nén nhang bắt đầu có người không thể tìm ra thần văn nhưng mỗi một trận doanh có ba người một người trong đó tìm không ra hai người khác có thể lên sân 9 lượt qua đi, đã có 9981 bộ thần văn được tìm thấy. Giờ phút này lúc đến lượt đông vực hàn gia, ba vị thần văn đại sư, không có một ai có thể tìm ra thần văn nữa, không khỏi cực kỳ xấu hổ. Hiển nhiên, vòng khảo nghiệm thứ nhất này, bọn họ thua cực kỳ triệt để, hàn gia ta rời khỏi hội giao lưu lần này. Chỉ thấy phía dưới tu đạo tràng, hàn gia có trường giả mở miệng, ba người kia cảm giác có chút mất mặt, xám xịt đi xuống. Hàn gia, hiển nhiên chuẩn bị không đủ. Lý gia lưỡi nhị đi lên trước một bước, bàn tay vung về phía trước, trưởng ấn trực tiếp khắc ở vị trí nào đó. Trong phút chốc dẫn phát cộng hưởng, nơi đó cũng có một đạo trưởng ấn bay ra, chính là một đạo thần văn ấn ký. Diêm gia bên kia, Diêm Thiết tự mình ra tay tìm ra thần văn, lãnh ra không thể tiếp tục tìm ra, tự động rời khỏi tranh đoạt, hy vọng của bọn họ ở trên người Diêm Thiết. Sau hai lượt, mặc dù Bạch Lộc Di cũng không thể tiếp tục tìm ra thần văn, Tần Vấn Thiên nhìn thoáng qua cổ hưu chỉ thấy đối phương cực kỳ chấn định nhắm mắt điều tức tần vấn thiên thấy bạch lộc di khó xử lấy thanh âm cực thấp nói khô mộc ánh mắt bạch lộc di nhìn phía một cây khô sau đó vung bàn tay một thần văn ẩn tàng xuất hiện quay đầu lại hướng tần vấn thiên lộ ra một nụ cười khô tần vấn thiên hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu bày tỏ an ủi sau đó hắn sẽ ra tay tránh để cho bạch lộc di xấu hổ lại thêm mấy lượt trôi qua liên tục có người rời khỏi Phong cốc đại sư tuy cũng không nói gì rằng sẽ đào thải ai, nhưng bọn họ tự biết không có hy vọng vấn đỉnh ba hạng đầu đoạt được danh ngạch, dứt khoát bỏ cuộc. Chín thế lực, chỉ còn lại có năm thế lực cuối cùng còn đang tiếp tục, phân biệt là Học viện Bạch Lộc ba người bọn Tần Vấn Thiên, Lý Gia Tam Lão của Thủy Nguyệt Sơn Trang, diên Gia ba người bọn Diêm Thiết, ba người luyện yêu tông lấy thanh niên cầm đầu, xích lôi tông một lão giả dâu bạc trắng cầm đầu ba người. Lão giả dâu bạc trắng này cũng là một vị thần văn đại sư cấp 3 rất có danh tiếng, tên là Tả Ngu, tự biết võ đạo không thể đột phá thiên cương liền dốc lòng chuyên nghiên thần văn người còn lại thật lợi hại thế mà còn có thể tìm ra mọi người nghĩ trong lòng chỉ thấy lý gia lão tam kia vung bàn tay lại tìm ra một chỗ thần văn diêm thiết không cam lòng yếu thế tiếp đó là tả ngu còn có cả thanh niên luyện yêu tông đều làm được tần vấn thiên nâng tay vung một phát trong một chỗ nước của đồ án một con cá kiếm phá không mà ra thật lợi hại xem ra tiểu di ở trên thần văn cũng không bằng hắn phương hướng học viện bạch lộc bạch lộc sơn thấp giọng nói bạch lộc di lui về sau hiển nhiên là không thể tiếp tục tìm được cho dù là cổ hưu lúc này mắt hắn cũng hơi giật giật có chút kinh ngạc năng lực cảm giác lực của tần vấn thiên quả thật không tệ rốt cuộc thời điểm lại đến lượt tả ngu hắn cũng không cách nào vung bàn tay nữa sau đó chỉ nghe hắn bình tĩnh nói không có thần văn nữa người xác định chấm trong hư không phong cốc cười hỏi tả ngu cau mày sau đó gật gật đầu ta xác định, người thì sao? Chấm, phong cốc nhìn về phía vị thanh niên phía dưới tả ngu, chỉ thấy thanh niên đột nhiên chỉ về phía trước, âm một tiếng vang lớn, chỉ thấy một cây cổ thụ tan vỡ, từ trong đó có một ánh đao thoáng hiện. Cảnh tượng này khiến vẻ mặt tả ngu ngưng trọng, sau đó thầm than một tiếng, nhưng hắn vẫn chưa chủ động rời khỏi, đến trình độ này, điều hắn thiếu sót chỉ là cảm giác lực, hai lượt phía sau, hắn nhất định không bại, các ngươi thì sao? Chấm, phong cốc nhìn về phía tần vấn thiên bên này, chỉ thấy lúc này cổ hưu mở mắt, nói còn có nữa tần vấn thiên đang muốn ra tay thấy cổ hưu đi lên hắn liền bỏ qua dự định ra tay cổ hưu vung bàn tay lại lần nữa tìm ra thần văn khiến vẻ mặt tả ngu càng thêm khó coi tiếp theo lý ra tam lão bọn họ cũng tìm ra một thần văn bí ẩn lúc đến diêm thiết hắn cau mày nói hẳn là hết rồi tả ngu nhảy qua thanh niên nhíu mày sau đó lắc lắc đầu cũng chưa nói hai chữ không có cổ hưu nheo mắt nhìn chằm chằm phía trước, tần vấn thiên thấy hắn không nói, thấp giọng nói, cổ lão, dưới sườn dốc, cần ngươi nhắc nhở. Chấm, cổ hưu nhíu mày nhìn về phía tần vấn thiên, sau đó vung mạnh bàn tay, phá thủy hư ảnh một con dao long, khiến mọi người đều cảm thán thần văn khắc họa tinh tế, cổ lão, tần vấn thiên cũng chỉ có ý tốt thôi. Bạch Lộc Di nói giúp tần vấn thiên, cổ lão tuy là tiền bối, nhưng tần vấn thiên thấy hắn trầm ngâm nhắc nhở một tiếng cũng không sai. Cổ lão này liền cảm giác mất mặt, ha ha, một thần văn cuối cùng lý gia lão đại cười nói sau đó lại lần nữa đánh ra một thần văn cổ hưu nhìn về phía đối diện gật đầu nói xem ra ba người các ngươi kỹ nghệ không tệ không có nữa sao chấm trong hư không phong cốc hỏi không có nữa lý gia tam lão đồng thời mở miệng không có cổ hưu trả lời khẳng định phong cốc cười một tiếng nhưng ngay tại lúc mọi người cho rằng kết thúc tần vấn thiên vung bàn tay thế mà lại như có một đạo kiếm quang chém ở trên đồ họa sau đó hắn lại chém ngang một bút, ánh sáng hai vết chém giống như hội tụ, có hai hoa văn ánh sáng đan sen mà xuất hiện, trong phút chốc, một thanh kiếm sắc bén từ trong núi phá không giết ra, phát ra tiếng kiếm ngân khủng bố. Trong nháy mắt này, trong mắt mọi người lóng lánh sự sắc bén, đều nhìn thanh niên phất tay kia, sắc mặt cổ hưu lại trầm xuống. Vẻ mặt tần vấn thiên bình tĩnh, nếu cổ hưu không có lời vừa rồi, hắn vẫn sẽ nhắc nhở một tiếng, nhưng đã không cần nhắc nhở, vậy thì tự mình ra tay, tần vấn thiên tự nhận đã tôn kính đối với cổ hưu trước đó thấy lão trầm ngâm tốt bụng nhắc nhở nhưng ngữ khí cổ hưu đáp lại rõ ràng không tốt hôm nay tần vấn thiên làm việc cũng cực kỳ quyết đoán hắn biết cổ hưu cảm thấy hắn mở lời nhắc nhở sẽ tổn thương tới mặt mũi tiền bối của lão cho nên tức giận nhưng mặt mũi là dựa vào thực lực tranh lấy bởi vậy vừa rồi hắn quyết đoán ra tay mặc dù biết rõ làm như vậy có thể sẽ đắc tội cổ hưu nhưng hắn không để trong lòng lúc tôn kính ngươi xương ngươi một tiếng cổ lão ngươi không cần tôn trọng, như vậy, tự trọng. Từng ánh mắt đặt ở trên người Tần Vấn Thiên, trong đó không thiếu một số người có ý sắc bén, một vòng khảo nghiệm này, khảo hạch là quen thuộc đối với thần văn cùng cường độ cảm giác lực. Tuy không nhất định có thể chứng minh trình độ Tần Vấn Thiên ở trên thần văn so với thế hệ trước còn lợi hại hơn, nhưng ít ra có thể biết được, cảm giác lực của hắn cực kỳ sâu sắc. Ánh mắt Bạch Lộc Di nhìn về phía Tần Vấn Thiên, gã này vẫn mang tính cách giống như trước đây, nhìn cứ như thong dong bình dị gần gũi, nhưng sự cao ngạo của hắn ai lại có thể đọc hiểu. Trong hư không, mặt phong cốc mang nụ cười nhạt, nhìn tần vấn thiên một cái, có thể ở trong rất nhiều thần văn đại sư cấp 3 nổi bật lên, kẻ này đáng để chú ý. Sắc mặt diêm thiết cứng đờ, lộ ra ý âm trầm. Lão không ngờ, tần vấn thiên có thể làm như vậy, nhưng vậy thì sao? Hắn vẫn phải chết, chết ở trong tay lão, sau đó bị luyện chế thành khôi lỗi hình người. Phương hướng lãnh ra, không ít người ánh mắt run rẩy đặc biệt là đám người lãnh kiên sắc mặt bọn họ không dễ coi chút nào cả thầm nghĩ chuyện này nhất định là ngoài ý muốn có lẽ là hắn vận khí không tệ cảm giác được một thần văn bí ẩn kia tồn tại ha ha thế mà vẫn có cá lọt lưới lý ra tam lão bên kia truyền đến một tiếng cười có chút bất ngờ bọn họ thế mà chưa phát hiện sơ sót rồi cổ hưu cười nhạt nhíu mày sau đó liền nhanh chóng bình tĩnh thấp giọng nói vận khí không tệ một thần văn cuối cùng bị ngươi tìm ra trong hư không phong cốc cười tủm tỉm vẻ mặt lão bình tĩnh nhìn tần vấn thiên chỉ thấy tần vấn thiên không nói một lời bàn tay một lần nữa vung lên trong phút chốc từng ánh hào quang lóng lánh chém ở trên dãy núi đồ án kia thế mà lại có động tĩnh đáng sợ tiếng vang ầm ầm truyền ra kèm theo một tiếng ông long khiếu cửu thiên mọi người chỉ thấy một hư ảnh yêu long ngửa mặt lên trời rít gào lao thẳng lên trời mà đi trong nháy mắt này hư không yên tĩnh không tiếng động Động tác của Tần Vấn Thiên khiến nụ cười của Cổ Hưu nháy mắt ngưng ở nơi đó, nụ cười kia tỏ ra cực khó coi, rất cứng ngắc. Một lời tùy ý kia của lão, đầu tiên là nói mình sơ sót, sau đó nói Tần Vấn Thiên vận khí không tệ, lại nói đó là một thần văn cuối cùng. Nhưng tiếp theo, Tần Vấn Thiên lại tìm ra một thần văn, Cổ Hưu lão là sơ sót hay là tìm không thấy. Vận khí quả thật không tệ, Tần Vấn Thiên thấp giọng cười, một thanh âm này lại khiến Cổ Hưu cực kỳ khó xử, Tần Vấn Thiên vận khí. Chấm, phía dưới tu đạo tràng, phương vị học viện Bạch Lộc, trưởng lão mắt to thấy cảnh như thế này, có chút không biết nói gì. Năng lực của Tần Vấn Thiên, tựa như có chút vượt quá dự đoán. Nhưng như vậy, Tần Vấn Thiên chỉ sợ sẽ đắc tội cổ hưu, kẻ này, rất kiêu ngạo. Trưởng lão mắt to thấp giọng nói, cổ hưu này ngạo trước, hai người đụng nhau, trái lại cũng có hứng thú. Bên cạnh, Bạch Lộc cảnh cười nhẹ một tiếng, trưởng lão mắt to nhìn hắn, sau đó hỏi, cảnh nhi, người thấy kẻ này thế nào? Chấm, Bạch Lộc Cảnh tùy ý nói, ta không có ý kiến gì, chỉ cần tiểu di thích là được, người quá cưng chiều tiểu di rồi. Trưởng lão mắt to lắc đầu cười nói, còn không? Chấm, giờ phút này, trong hư không phong cốc nhìn về phía Tần Vấn Thiên, vãn bối không biết. Tần Vấn Thiên đáp lại, hắn tìm không thấy, nhưng cũng không nói không có. Phong cốc đã là thần văn đại sư cấp 4, nếu nói có thể khắc một số thần văn cực kỳ bí ẩn cũng không phải là không có khả năng, ư. Ừ. Phong cốc gật gật đầu, không nói thêm gì, nói, các ngươi, đều đi xuống đi. Mọi người đi xuống đồ án, chỉ thấy phong cốc nâng tay vung, nhất thời bức họa cuộn tròn kia bay vào hư không, bị hắn thu hồi. Về phần vòng khảo nghiệm thứ nhất vừa rồi, hắn đã thấy, không chỉ có hắn, người ở đây, đều thấy rõ. Lý gia tam lão đều rất lợi hại, mặt khác cổ hưu, diêm thiết, tần vấn thiên, còn có thanh niên luyện yêu tông kia, bọn họ, là một nhóm người mạnh nhất. Nếu bàn tới thực lực chỉnh thể, hai thế lực mạnh nhất đó là lý gia tam lão và phe học viện bạch lộc thủy nguyệt sơn trang lý gia tam lão ba người đều mạnh học viện bạch lộc tần vấn thiên và cổ hưu tất nhiên không cần nhiều lời bạch lộc gì cũng rất lợi hại chẳng qua hiện tại còn không biết chưa cảm giác lực tần vấn thiên ở phương diện khác như thế nào trong hư không phong cốc cười nói vùng đất thí luyện có rất nhiều thần văn trận pháp các ngươi bước vào trong đó khó tránh khỏi lâm vào trong trận pháp bởi vậy đợt khảo nghiệm thứ hai này chính là khả năng phá trận. Ta lấy trận luyện thần binh, trong đó bao hàm toàn diện, xem các ngươi cần bao lâu phá trận mà ra. Đương nhiên, trong trận có nguy hiểm đến sinh mệnh, nếu ngã xuống trong đó, ta cũng không chịu trách nhiệm, các ngươi nếu muốn bỏ cuộc, hiện tại rời đi vẫn còn kịp. Phong Cốc vừa dứt lời, trong ánh mắt Diêm Thiết hiện lên một ánh sáng sắc lạnh, trong trận đã có nguy cơ như vậy thì trong trận giết người luôn thì có làm sao chứ? Hắn muốn tần vấn Thiên chết ở trên hội giao lưu lần này, đợt khảo hạch thứ hai này chính là cơ hội của hắn cảm giác lực sâu sắc thì làm sao? Diêm thiết tự tin trình độ của mình ở trên thần văn, tuyệt đối tần vấn thiên không thể so sánh được. Cảm giác lực mạnh, chỉ có thể chứng minh tần vấn thiên ở trên thần văn rất có tiềm lực, như người chết, cần tiềm lực tác dụng gì? Chấm, trong tu đạo tràng không ai lui ra, chỉ thấy phong cốc mỉm cười phất tay, nhất thời trước người lão xuất hiện một lá cờ xí, cờ xí này phe phẩy hạ xuống, trong phút chốc phóng to, một cơn lốc thổi qua, có khí tức đáng sợ tràn ngập ra, đi đi chỉ thấy phong cốc vung bàn tay cờ sĩ càn quét về phía tu đạo tràng cuồng phong thổi ở trên thân mọi người khiến mắt bọn họ khó mở tần vấn thiên đột nhiên phát hiện không gian xung quanh thay đổi hắn đã ở sâu trong một khoảng không gian khác nơi này một mảng xám xịt tầm mắt cực kỳ mơ hồ ý thức của hắn cũng như chịu hạn chế không thể kéo dài ra ngoài bạch lộc di tần vấn thiên hô một tiếng ta đây tiếng bạch lộc di đáp lại chuyển đến theo giọng nói đó đi vài bước tần vấn thiên vươn tay kéo bạch lộc di nói, trận pháp này lợi hại, cẩn thận, ông. Đột nhiên, không trung có một mảng ánh lửa ập tới, hướng tần vấn thiên bên này rơi xuống. Vẻ mặt tần vấn thiên trầm xuống, nâng tay đánh ra, nhất thời ánh lửa kia dập diệt, hóa thành khói, nhưng cái này tựa như chỉ là bắt đầu, sau đó từng mảng ánh lửa từ trên trời giáng xuống, hóa thành mưa lửa đầy trời, không ngừng từ không trung công kích đến, trận đạo ngàn vạn, quả thật là kỳ diệu vô cùng. Tần vấn thiên đoán, trận pháp này chỉ sợ phải vượt qua cấp 3, trận này là cửu trọng lôi hỏa khốn long trận, tuy có trận đạo cơ sở cấp 4, nhưng ta lại hạn chế uy lực của nó, phát huy ra công kích đều là cấp 3, các ngươi có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào chống cự, nghĩ cách phá trận mà ra. Lời phong cốc nói chuyển đến, rõ ràng rơi vào trong tay mọi người bên trong trận pháp. Hắn vừa dứt lời, trong trận pháp có lôi quang khủng bố lóng lánh, tiếng nổ xẹt xẹt cuồn cuộn, lôi hỏa đồng thời từ trên trời giáng xuống, như tận thế buông xuống, khôi lỗi. Bạch Lộc Di ngay lập tức phóng thích khôi lỗi của mình khôi lỗi đó phóng lên cao che ở trên không bọn họ nhìn lôi hỏa kia điên cuồng bổ xuống bạch lộc di mở miệng ở nơi này nếu như không có khôi lỗi giúp sức chúng ta mặc dù có thể ngăn cản những công kích này cũng sẽ bị tiêu hao vô hạn tinh thần nguyên lực phải nghĩ cách phá trận cổ hưu đại sư bạch lộc di hướng trong trận pháp hô một tiếng cổ hưu ở trên thần văn có trình độ rất cao tất nhiên có khôi lỗi lợi hại có thể giúp bọn họ phòng ngự không có ai đáp lại khôi lỗi trong hư không không ngừng chống cự lại công kích nhưng bọn họ lại cũng không dám tùy ý đi bừa cổ hưu đại sư nếu ngươi nghe được mà nói còn xin hội họp với chúng ta chấm bạch lộc di hô một tiếng nữa bạch lộc di ta cần nghĩ cách phá giải trận pháp ngươi tự mình cẩn thận giọng nói cổ hưu truyền đến khiến đôi mắt đẹp của bạch lộc di nheo lại cổ hưu này là cố ý sao cẩn thận đột nhiên tần vấn thiên quát kéo thân thể bạch lộc di né tránh chỉ thấy một ánh kiếm quang lóng lánh hạ xuống chém ở chỗ bạch lộc di vừa rồi đứng ánh mắt Tần Vấn Thiên nhìn tới, đột nhiên thấy được một khôi lỗi hình người. Tần Vấn Thiên nâng tay, thiên thủ ấn gạo thét hướng tới hư không đánh đi, gió nổi lên, những lôi hỏa kia ngăn trở, trong vẻ mặt của hắn lại chất chứa một mảng ánh sáng lạnh, đừng đi lung tung, dưới chân cũng có trận thần văn, lúc nào cũng có thể dẫm phải cạm bẫy. Tần Vấn Thiên thấy Bạch Lộc Di muốn động, không khỏi kéo nàng. Bạch Lộc Di lại lần nữa phóng thích một khôi lỗi, nhưng lại thấy lúc này, xung quanh, từng khôi lỗi hình người trong mắt lộ ra u quang, hướng tới bên này bắn tới, làm người ta cảm giác được từng tia hàn ý, người đi tìm cổ hưu. Tần Vấn Thiên nói với Bạch Lộc Di, không được, diêm thiết này khó chơi, hơn nữa rất nhiều khôi lỗi, hắn cực kỳ độc ác, một mình ngươi khó có thể đối phó. Bạch Lộc Di vội nói, người ở nơi này lại khiến ta phân tâm, yên tâm, hắn không làm gì được ta. Tần Vấn Thiên nói, đôi mắt đẹp của Bạch Lộc Di không quá dễ coi, hô, cổ hưu đại sư, người ở nơi nào? Hai người chúng ta đến hội họp với ngươi không ai đáp lại, nhưng lại có một khôi lỗi cấp tóc chạy tới, một thanh đại đao điên cuồng chém ra, bổ về phía Bạch Lộc Di. Thân hình Bạch Lộc Di né tránh, nhưng đúng lúc này, một nguy cơ mãnh liệt ập tới, Bạch Lộc Di xoay người bước ra, cẩn thận. Tần Vấn Thiên cảm giác được nơi đó có một cạm bẫy, vội vàng kéo, lại thấy dưới chân có một ngọn lửa phóng lên. Dưới chân Bạch Lộc Di hoảng loạn, lại một trường ấn màu đen lặng yên không một tiếng động đánh tới. Bạch Lộc Di như cảm giác được cái gì, nâng tay công kích, nhưng chỉ nghe nàng thét lớn một tiếng, thân thể hung hăng hút lên thân tần vấn thiên ở sau người, phía sau lại có khôi lỗi giết tới, diêm thiết, hôm nay ta nhất định giết ngươi. Tần vấn thiên ôm bạch lộc di, khiến thân thể bạch lộc di run rẩy rõ ràng. lập tức nàng cảm giác được tiếng gió gào thét, tần vấn thiên lợi dụng thân pháp cấp tốc xuyên qua ở trong trận pháp, đây chính là hành động cực kỳ nguy hiểm, trong trận pháp từng bước nguy cơ, như vậy có chút vô ý là rơi vào trong nguy cơ. tần vấn thiên cũng buồn bực ở trong trận pháp này hắn sợ đầu sợ đuôi, căn bản khó có thể phát huy năng lực của hắn, nếu không nếu là chính diện đối phó với khôi lỗi, hắn có thể dễ dàng phá đi khôi lỗi rồi. Tần Vấn Thiên dựa vào cảm giác lực mạnh mẽ tránh được không ít cạm bẫy, nhưng còn cần ứng phó trong hư không lôi hỏa rơi xuống. Ôm thân thể mềm mại của Bạch Lộc Di trong tay, hắn vẫn cảm thấy tay chân rối loạn, thậm chí sau lưng thừa nhận một đòn, ói ra một ngụm máu tươi, nếu không phải có yêu thần biến hộ thể, chỉ sợ một đòn này đã phải bị thương nặng, thả ta xuống, ta không sao đâu. Bạch Lộc Di khẽ hô một tiếng, đặt chân trên mặt đất, đôi mắt đẹp của nàng nhìn Tần Vấn Thiên nói, ngươi không sao chứ. Không có việc gì, ngươi giúp ta hộ pháp, ta đến phá trận. Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, sau đó thần nguyên trong cơ thể rít gào lên, chỉ thấy hắn nâng tay là trăm ngàn trưởng ấn thổi quét ra, đồng thời chân đạp đại địa, thần văn điên cuồng diễn hóa đan sen mà xuất hiện, hư ảnh đại bằng lóng lánh hào quang lấp lánh. Bạch Lộc Di thấy Tần Vấn Thiên khắc thần văn, ánh mắt nhìn chằm chằm và hư không, Tinh hồn trên người cũng phóng thích ra, trong tay nắm một thần binh. Vẻ mặt tần vấn thiên rất nghiêm trọng, hắn biết sức mạnh hủy diệt trong này. Thần văn bình thường căn bản không chịu nổi, hắn cần thần văn cấp ba khắc chế lợi hại, mới có thể thay hắn ngăn trở công kích. Không bao lâu, lấy tần vấn thiên và Bạch Lộc Di si làm trung tâm, một hư ảnh đại bằng khổng lồ lóng lánh xuất hiện, chỉ thấy tần vấn thiên khoanh chân ngồi, đột nhiên nhắm mắt lại, đại bằng có thể chống lại công kích trong hư không hạ xuống, như vậy mà nói hắn có thể an tâm phá trận. Ánh nến trong cơ thể an tĩnh thiêu đốt, tâm thức tần vấn thiên cảm giác tất cả xung quanh, giống như muốn trận pháp này nhìn thấu, từng cái hoa văn đan sen phức tạp kia khiến tần vấn thiên cực kỳ rung động, bách văn liên hoàn. Trái tim tần vấn thiên nhảy lên thình thịch, quả nhiên, trong sách cổ có nói, đạo thần văn muốn tăng uy lực lên một cấp, độ khó không thua gì gấp trăm lần, tranh lệch giống như từ nguyên phủ bước vào thiên cương, độ khó kinh người, trận đạo bởi thần văn mà xuất hiện, tự nhiên giống nhau, Tần Vấn Thiên cảm giác được, trận pháp cấp 4 này, trong đó có lượng lớn thần văn cấp 3, từng vòng đan xen vào nhau, coi như mấy trăm thần văn cấp 3 liên hoàn mà sinh, cuối cùng thành tựu được trận pháp mạnh mẽ này, ta nếu muốn phá giải, cần mấy trăm thần văn liên hoàn này cởi bỏ toàn bộ, vốn dĩ không có khả năng làm được, muốn phá trận, chỉ sợ chỉ có thể là giải trước một ít thần văn, từ trong trận mở ra một lỗ thủng đi ra ngoài. Tần Vấn Thiên nghĩ trong lòng, phong cốc đại sư không phải cũng có ý như vậy sao, chỉ cần phá trận mà ra là được, không cần trận pháp phá hư toàn bộ, thần văn có mạnh yếu, nơi thần văn mỏng yếu, đó là chỗ hồng. Tần vấn thiên cẩn thận tìm tòi, trầm lòng, khi tâm thức tràn ngập, trong mơ hồ, hắn cảm nhận được rất nhiều người trong trận pháp. Lý gia tam lão liên hợp phá trận, ba người động tác thành thạo vô cùng, hơn nữa phối hợp cực kỳ tinh diệu, khiến tần vấn thiên thầm than chỉ sợ phá trận mà ra trước hết sẽ là ba người này. Ngoài ra, cổ hưu cũng xuất hiện, ba khôi lỗi thủ hộ lão, hơn nữa vị trí của lão, thế mà cách vị trí lúc trước bạch lộc di bị công kích rất gần lão hoàn toàn có năng lực giúp đỡ nhưng một mình một người suy nghĩ trận pháp phá trận không bận tâm tới người khác hay cho một cổ hưu đại sư trong vẻ mặt tần vấn thiên hiện lên một sự lạnh lẽo cổ hưu này xem ra là người quá trọng danh lợi muốn tranh cao thấp với lý gia tam lão phá trận ra ngoài đầu tiên về phần diêm thiết người này càng thêm cẩn thận quanh người hắn lại có rất nhiều khôi lỗi hắn thủ hộ trong đó trận địa sẵn sàng đón quân địch bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đánh bất ngờ hắn. Diêm thiết này là người âm độc tàn nhẫn, bởi vậy hắn lúc nào cũng đề phòng người khác chơi hắn, một người cực cẩn thận, điều này làm tần vấn thiên thầm than muốn ở trong này giết hắn là rất khó. Thanh niên luyện yêu tông cùng với đám người xích lôi tông tả ngu, bọn họ cũng xuất hiện ở trong cảm giác của tần vấn thiên, đôi mắt tần vấn thiên hiện lên một tia sắc bén, chỉ thấy một con dao găm đáng sợ trực tiếp đâm vào trái tim tả ngu, chính là thanh niên luyện yêu tông kia làm, chỉ thấy trong mắt hắn lộ ra ánh sáng yêu dị tả ngu ném vào trong một mảng ánh lửa, thi thể cũng cháy hết, nhẫn thần văn thì bị hắn thu hồi. Ba người của xích lôi tông, đều đã ngã xuống. Chấm, thanh niên tựa như còn chưa bỏ qua, ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục đi tìm con mồi khác, chỉ cần hắn gạt bỏ thêm người của một phe, như vậy chỉ còn lại ba thế lực, có thể trực tiếp nắm chắc ba hạng đầu, ha. Đúng lúc này, thanh niên khẽ nhíu mày, tựa như cảm giác được như có người đang nhìn trộm hắn, trong mắt hắn đột nhiên có một mảng ánh sáng lạnh lẽo yêu dị. Tần vấn thiên thu hồi cảm giác, tâm như gương sáng, đối với những người này có cái hiểu biết đại khái, không có một người nào lương thiện, nơi đó, có một lỗ hồng. Tâm thức tần vấn thiên cảm nhận được nơi nào đó thần văn mỏng yếu, lại vẫn chưa mở mắt ra, hắn cần hoàn toàn cảm nhận rõ ràng, rồi mới đi phá giải. Bạch lộc di nhìn hư ảnh đại bằng trong hư không, chỉ cảm thấy càng lúc càng yếu, trong vẻ mặt hiện lên một chút mảng sốt sắng, có thể rồi. Ngay lúc này, tần vấn thiên đột nhiên mở mắt ra, bật ra một thanh âm chỉ thấy hắn đứng dậy, hướng tới nơi nào đó bước đi, năm ngón tay cùng ra, chỉ về phía trước, thần văn hào quang lóng lánh, thế mà lại có tiếng vang khẽ phốc phốc truyền ra, nghịch thần văn. Trong lòng bạch lộc di chấn động, theo tần vấn thiên, hội giao lưu lần này vốn tưởng nàng sẽ triển lộ mũi nhọn, lại không ngờ đầu tiên là cổ hưu đến học viện bạch lộc, sau đó lý gia tam lão xuất hiện, thanh niên kia cùng với tả ngu cũng đều phi phạm, lại thêm diêm thiết. Điều này khiến Bạch Lộc Di nàng trái lại trở thành một người không bắt mắt, khiến nàng rất chịu đả kích. Đương nhiên, những người đó phần lớn đều là thế hệ trước, chỉ có Tần Vấn Thiên cùng thanh niên luyện yêu tông kia bất phàm nhất, nếu luận tới tiềm lực, không ai có thể so sánh. Người bên ngoài, lại không cách nào nhìn thấy tình hình trong trận, bọn họ chỉ thấy cửa xí kia bay bay, gió mạnh gào thét, toàn bộ tu đạo tràng đều bị làn gió này bao phủ trong đó, tất cả bên trong đều không thể biết được. Ngay lúc này, phương vị nào đó, sương mù gió mạnh kia rung chuyển hẳn lên, sau đó hoành một tiếng vang lớn, chỉ thấy ba bóng người phá không mà ra bước ra khỏi trận pháp trước hết, lý gia tam lão, ba huynh đệ này tâm ý tương thông, hơn nữa năng lực thần văn ngang nhau, phối hợp lại quả nhiên mạnh nhất. Đám người nhìn thấy lý gia tam lão đi ra thầm nghĩ, mà người Thủy Nguyệt Sơn Trang càng mặt mang ý cười, xem ra hội giao lưu lần này, hy vọng đoạt hạng nhất của bọn họ là lớn nhất, ha ha, cổ hưu lão đầu còn chưa đi ra. Chấm, ánh mắt lý gia tam lão nhìn phía học viện Bạch Lộc, trong mắt lộ ra hào quang khiêu khích, đi ra rồi. Một thanh âm truyền ra, sau đó đám người chỉ thấy bóng người cổ hưu từ trong trận lao ra, cùng lão còn có mấy khôi lỗi, tuy so với huynh đệ ba người, ta chậm hơn chút, nhưng cũng không tệ rồi. Lý gia tam lão cười nhạt nói, là so với ba người bọn ngươi hợp sức chậm hơn chút, đáng tiếc ta không có trợ thủ tốt. Chấm, cổ hưu thản nhiên nói, ý có sự ám chỉ, hiển nhiên là đang nói lý gia tam lão các ngươi có ba người hợp sức, cổ hưu ta chỉ một mình. Đúng lúc này, Diêm Thiết và thanh niên luyện yêu tông cũng xông ra, nhưng bọn họ đều chỉ còn lại có một người, đồng bạn của bọn họ đã ngã xuống trong trận pháp, tiểu di đâu. Chấm, không ít người của học viện Bạch Lộc lộ ra nét lo lắng, sau đó bọn họ hướng cổ hưu hô, cổ hưu đại sư, tiểu di vẫn ổn chứ. Trong trận pháp không thấy rõ nhau, cô ấy đi theo tiểu tử kia, không đi cùng với ta, cũng không biết như thế nào. Cổ hưu đáp lại, khiến người của học viện Bạch Lộc nhíu nhíu mày, có chút lo lắng, phốc. Chấm, một tiếng vang nhỏ, sau đó đám người đã nhìn thấy bóng người tần vấn thiên và Bạch Lộc di, khiến không ít người thầm nghĩ xem ra tần vấn thiên cảm giác lực tuy lợi hại nhưng đạo thần văn trung quy không chỉ có dựa vào cảm giác lực là được phá trận này hắn so với người khác chậm hơn một ít được rồi người đều đã đi ra phong cốc vung bàn tay tiếng gió nổi cờ sĩ bay lên bị phong cốc thu lại chỉ thấy ánh mắt lão lóe ra mũi nhọn đối với tất cả sự việc trong trận lão rõ như lòng bàn tay lý gia tam lão và cổ hưu đều tự phá trận sau đó thanh niên luyện yêu tông tìm được khe hở lý gia tam lão phá trận lao ra diêm thiết thì mượn dùng một chỗ vết rách sau khi cổ hưu phá trận lưu lại mà phá trận chỉ thấy ánh mắt hắn quét tần vấn thiên một cái sau đó thân hình bay đi về tới trên tường thành cười nhạt nói kẻ này không tệ hả vẻ mặt đám người cứng lại kẻ này không tệ chấm kẻ này là chỉ người nào chấm còn có xích lôi tông tả ngu đại sư bọn họ đều ngã xuống ở trong trận pháp rồi sao quá đáng tiếc rồi vẻ mặt nhóm người xích lôi tông rất khó coi hôm nay trên tu đạo tràng phủ trích tinh chỉ còn lại có bốn thế lực. Thủy Nguyệt Sơn Trang, Lý Gia Tam Lão, Học viện Bạch Lộc, Cổ Hưu, Tần Vấn Thiên, Bạch Lộc Di. Chấm, Diêm Gia, Diêm Thiết, còn có thanh niên luyện yêu tông kia. Kế tiếp, chỉ cần loại bỏ một thế lực, thì sẽ quyết định ra ghế tam giáp, vậy ai sẽ bị đào thải? Chấm, ánh mắt mọi người nhìn về phía trên tường thành, đám người dương phàm bình tĩnh nhìn về phía bên này, chỉ thấy phong cốc cười nói, kế tiếp, một vòng khảo nghiệm cuối cùng, cho các ngươi thời gian một canh giờ, phân biệt ở trên tu đạo tràng khắc ra thần văn công kích mạnh nhất, bốn phe giao thủ, khắc thần văn sao. Chấm, trong tu đạo tràng, ánh mắt mọi người sắc bén, chỉ thấy diêm thiết nhìn chằm chằm tần vấn thiên, âm trầm nói, người không ra tay sao, lãnh ngưng, ả chết thê thảm lắm. Trên người tần vấn thiên tràn ngập ra một ý chí lạnh như băng, con người của hắn giống như muốn xuyên thấu thân thể diêm thiết, hắn đã giết chết, may mà ả à chết thảm, nếu không, ta sẽ đùa bỡn thật kỹ, sau đó ả luyện thành khôi lỗi như vậy mới thật là thú vị đáng tiếc chấm diêm thiết cười khặc khặc nói đúng rồi lãnh ra tặng thêm mấy nhà đầu đến chỗ đó của ta người đoán kết cục của họ thế nào chấm dứt lời diêm thiết hướng phía trước đi ra một bước bắt đầu khắc xuống thần văn công kích trong mắt tần vấn thiên sát ý sắc bén bước chậm ra nhưng lại thấy cổ hưu thản nhiên nói trận chiến này là của ta chấm tần vấn thiên lạnh lùng nhìn quét lão một cái nói người khác của ngươi ta khác của ta không liên quan nhau hừ đừng ảnh hưởng đến ta chấm cổ hưu lạnh lùng nói ánh mắt của lão nhìn chằm chằm lý ra tam lão ba lão già này mới là đối thủ của lão tần vấn thiên và cổ hưu cách một đoạn hôm nay trên tu đạo tràng chỉ có bốn thế lực vị trí trái lại là rất lớn chỉ thấy tần vấn thiên ngừng đầu ánh mắt nhìn về phía hư không nụ cười của lãnh ngưng như hiện lên ở trước mắt hôm nay người hại chết ngươi sẽ chết ở nơi đây tần vấn thiên lẩm bẩm không chút nào che giấu giọng nói của hắn khi hắn cúi đầu nhìn về phía diêm thiết cùng với đám người diêm không phía dưới ánh mắt lạnh lùng đáng sợ kia muốn làm máu của người ta cũng đọng lại diêm thiết thấy ánh mắt của tần vấn thiên cũng không kiêng rè một chút mà nhìn thẳng gã buồn cười kẻ này thế mà còn muốn giết hắn mà không phải nghĩ giữ mạng mình sao chấm cất giọng cười âm lạnh diêm thiết bắt đầu khắc thần văn không chỉ có hắn đám người lý gia tam lão cổ hưu thanh niên luyện yêu tông đều bắt đầu khắc thần văn. Ba người bọn Lý Gia Tam Lão đồng thời ở ba phương vị lớn khắc thần văn, nhưng bọn họ khắc thần văn lại giống như có cảm giác hòa lẫn, tựa như lúc nào cũng có khả năng hội tụ với nhau, cảnh này khiến trong lòng mọi người kinh ngạc. Đều nói ba người tâm ý tương thông, ba người họ liên thủ khắc ra thần văn, tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ nhỉ. Chấm, lại nhìn cổ hưu, chỉ thấy lão từng nét bút từng nhát vạch đại khí mênh mông, khắc ra hoa văn cho người ta cảm giác mênh mông hào phóng có phong phạm đại sư nhìn qua đã thấy phi phàm lấy thanh danh cổ hưu khắc gia thần văn sẽ là thần văn cấp ba đỉnh phong dù sao phong cốc cho bọn họ thời gian một canh giờ tùy ý bọn họ phát huy thanh niên luyện yêu tông khắc gia thần văn thì lại mang theo một luồng khí yêu tả làm người ta cảm giác được một luồng khí yêu dị đập vào mặt cực kỳ mãnh liệt không có ai dám xem nhẹ thanh niên luyện yêu tông trầm mặc kia lần này chính là khảo nghiệm bản lĩnh đích thực không biết ai khắc gia thần văn công kích mạnh nhất người các thế lực phía dưới tất cả đều nghiêm túc nhìn những người này khắc thần văn bọn họ đoán lý gia tam lão rất có khả năng đoạt lấy hạng nhất của lần này cổ hưu đại diện học viện bạch lộc chỉ sợ chỉ có thể khuất mình ở vị trí thứ hai chấm về phần diêm thiết có lẽ có thể lấy được hạng ba thanh niên luyện yêu tông tuy cũng lợi hại nhưng ba thế lực kia dù sao cũng mạnh hơn phải biết rằng trước đó thời điểm không biết lý gia tam lão cùng với cổ hưu sẽ xuất hiện tiếng hô diêm thiết đoạt lấy hạng nhất của hội giao lưu là cao nhất rất nhiều người đều cho rằng Diêm Gia lần này sẽ lấy được 10 danh ngạch bước vào vùng đất thí luyện. Người Diêm Gia cực kỳ khẩn trương, đám người lãnh gia bên cạnh Diêm Gia, ánh mắt sáng ngời tương tự, bọn họ trả giá lớn như vậy, chính là vì khó được gặp một lần hội giao lưu lần này, không tiếc hy sinh nữ tử đích hệ gia tộc, trao đổi vài danh ngạch, bọn họ hy vọng, Diêm Thiết có thể lấy được hạng nhất, lãnh kiên, vừa rồi ngươi và Diêm Thiết trao đổi như thế nào? Chấm chỉ thấy lãnh gia trưởng lão lãnh mâu hướng lãnh kiên hỏi vẻ mặt lãnh kiên không dễ coi chút nào cả tới bên người lãnh mâu, thấp giọng nói, diêm thiết hắn nói, một danh ngạch, đổi lấy một vị tiểu thư đích hệ của lãnh gia ta, càn dỡ. Chấm, lãnh mâu nhất thời khó coi vô cùng, lãnh gia chúng ta trả giá chẳng lẽ còn chưa đủ nhiều. Chấm, lãnh kiên không nói gì, cúi đầu không dám nói lời nào. Ánh mắt lãnh mâu nhìn chằm chằm hắn, khiến lãnh kiên mở miệng nói, đều là tần vấn thiên và lãnh ngưng kia gây ra chuyện, nếu không phải là con của diêm thiết chết, sao có thể có kết cục như vậy? Một mình lãnh ngưng là đủ rồi, hừ lãnh mâu hừ lạnh một tiếng, nói. Xem tiếp một chút đi, lãnh kiên gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trên đài tu đạo, chỉ thấy người bên trên đều đang nghiêm túc khắc thần văn, tần vấn thiên. Lãnh kiên nhìn chằm chằm tần vấn thiên, chỉ thấy hắn cũng ở nơi đó im lặng khắc thần văn, nhưng lại không có chút mỹ cảm, căn bản nhìn không ra một chút đồ án, không biết đang khắc cái gì, cái quỷ gì vậy. Chấm, lãnh kiên cười lạnh, thần văn sư cấp 3 này nói chung là hơi trẻ tuổi, năng lực khắc thần văn không được. Học viện Bạch Lộc bên kia, trưởng lão mắt to hướng Bạch Lộc ngôn hỏi, ngươi xem ai khắc thần văn là tinh diệu nhất. Chấm, Bạch Lộc ngôn chính là thần văn đại sư ở học viện Bạch Lộc thua tần vấn thiên, chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn về phía tu đạo tràng, thấp giọng nói, lý gia tam lão và cổ hưu đại sư tạo thần văn là tinh diệu nhất, huy lực hẳn là sẽ cực mạnh. Thần văn của Diêm Thiết có chút quỷ dị, lộ ra tà khí, cũng sẽ rất khó chơi, thanh niên luyện yêu tông khắc thần văn, yêu khí mạnh mẽ, y yêu tà nồng đậm, mơ hồ có ý giết chóc tràn ngập. Trưởng lão mắt to nhẹ nhàng gật đầu, nói, vậy ngươi cho rằng, lý gia tam lão và cổ hưu đại sư ai sẽ thắng? Không thể xác định, bạch lộc ngôn lắc lắc đầu, lần này, nếu là bị Thủy Nguyệt Sơn Trang cướp lấy tiên cơ, chỉ sợ bước vào vùng đất thí luyện, cũng sẽ chịu sự cản tay của bọn họ. Trưởng lão mắt to nhíu mày nói, tần vấn thiên thì sao, hắn khắc thần văn như thế nào? Xem không hiểu, chưa có bất cứ khí thức nào tràn ra. Bạch lộc ngôn nhíu mày nói, theo lý thuyết, tần vấn thiên ngày xưa đối phó hắn hư không khắc thần văn một bước một hoa văn kiếm rít trên không ở trên trình độ thần văn hẳn là có thiên phú cực cao mặc dù có thể nội tình không đủ không thể khắc ra cấp ba đỉnh phong thần văn nhưng cũng không đến mức quá kém mới đúng nhưng giờ phút này tần vấn thiên khắc thần văn hắn lại có chút xem không hiểu trên tường thành người trung niên sắc bén bên cạnh dương phảm hướng phong cốc hỏi đại sư thần văn sư đợt này thực lực như thế nào phủ trích tinh bọn họ muốn dẫn những người này bước vào vùng đất thí luyện như vậy cần không chỉ có một người đội hình thần văn sư ba hạng đầu bọn họ đều cần như vậy ở sau khi bước vào vùng đất thí luyện mới có thể làm việc cho bọn họ không tồi phong cốc mỉm cười gật đầu không chỉ không tồi hơn nữa còn có hai vị thanh niên cực kỳ có tiềm lực trung niên khẽ gật đầu phong cốc đại sư cũng đã nói không tệ như vậy tất nhiên là không tệ rồi thời gian chậm rãi qua đi đã gần một canh giờ bốn thế lực lớn trên tu đạo tràng nhưng lại có năm người khác thần văn bởi vì cổ hưu đại sư học viện bạch lộc cùng với tần vấn thiên đều tự tác chiến không phối hợp lẫn nhau nhưng cổ hưu đại sư mới là chủ yếu tần vấn thiên tuy có cảm giác lực mạnh mẽ nhưng một vòng cuối cùng này khảo nghiệm là năng lực thật sự tần vấn thiên chỉ sợ chỉ là tùy ý đi qua sân chút thôi lúc này mọi người đã có thể cảm nhận được khí tức khủng bố các thần văn khắc ra kia chất chứa đang lan tràn uy thế cực kỳ mạnh có thể rõ ràng cảm giác được hư ảnh đang ngưng hình Lý gia tam lão nơi đó, hình như có ba con ác sao ngẩng đầu, uy thế bá đạo cực kỳ đáng sợ, hơn nữa, ba con ác sao này nối liền cơ thể mà sinh. Cổ hưu đại sư nơi đó, cũng là yêu thú thần văn, như có hư ảnh thanh long lóng lánh ra. Đã là thần văn công kích, thần văn loại thú không thể nghi ngờ là cực kỳ thích hợp, lực công kích mạnh mẽ đáng sợ. Diêm thiết phát thần văn là tà ác nhất, như có rất nhiều ánh sáng u minh đáng sợ tà ác lóng lánh, cho người ta cảm giác đáng sợ xương trắng trồng chất thanh niên luyện yêu tông, thần văn hắn khắc yêu khí cực nặng, giống như luyện ngục yêu mãng, đôi mắt ác độc lóe ra hào quang làm người ta sợ hãi, thật mạnh, hầu như đều là thần văn công kích đứng đầu của một tầng cấp 3 này, đủ để đối phó người nguyên phù đỉnh phong. Những người này, đứng ở chính giữa thần văn, có thể tùy ý khống chế, chủ đạo tất cả. Nay, duy nhất chưa bại lộ uy thế, chỉ có thần văn của tần vấn thiên, hắn đứng đó, xung quanh có một khí tức kỳ diệu tràn ngập, một luồng khí ở đó xoay tròn cũng không biết hắn khắc là thần văn gì, đến giờ rồi. Trên tường thành phong cốc thản nhiên mở miệng nói, biểu diễn bắt đầu rồi. Chấm, diêm thiết cười lạnh lùng giữa tận, trong đôi mắt tỏa ra hào quang âm lãnh, đi. Chỉ thấy lý gia tam lão chỉ ra ngón tay, trong phút chốc ba con ác dao rít gào lao ra, lao thẳng về phía cổ hưu. Tam đầu ác dao khủng bố che cả bầu trời, cổ hưu hừ hư lạnh một tiếng, hư ảnh thanh long phía sau lão cuồn cuộn bay lên, một tiếng rồng gầm chấn động không gian, tiếng rít gào đáng sợ đến cực điểm, vươn ra vuốt sắc, hướng tới đầu của tam đầu ác sao chụp tới, uy lực này. Trong lòng mọi người rung động, bọn họ nhìn thấy thân thể cổ hưu bay lên, lão trở thành linh hồn yêu thú, yêu thú này do thần văn khắc mà xuất hiện, lão chính là chủ đạo, nguyên lực tinh thần trong cơ thể điên cuồng tràn ra, thanh long và tam đầu ác sao va chạm, phát ra tiếng vang rung trời, hừ. Chỉ thấy lý gia tam lão hừ lạnh một tiếng, thân thể bọn họ đồng thời lao ra, buông xuống trên cái đầu của tam đầu ác sao, bắt đầu điên cuồng chém giết diêm thiết và thanh niên luyện yêu tông đều không vội chỉ yên tĩnh nhìn một màn này xảy ra chiến đấu như vậy tiêu hao đối với người khống chế thần văn chính là cực kỳ lớn vậy cứ chờ bọn hắn chậm rãi tiêu hao đi học viện bạch lộc trong mắt diêm thiết tản mát ra ánh sáng lạnh thấy hai người đại chiến không ngớt hắn lặng lẽ phóng ra tinh thần nguyên lực đột nhiên một gương mặt thật lớn như u minh đột nhiên hướng phía trước bổ nhào ra gương mặt to lớn như u minh kia sau khi tới gần thanh long đột ngột cắn xé một miếng trong phút chốc từng luồng u quang thẩm thấu vào bắt đầu tàn phá bừa bãi ở trong cơ thể thanh long phá hư từng cái hoa văn kia vẻ mặt cổ hưu đại sư khó coi lý ra tam lão không chút khách khí triển khai cường công thanh long thần văn không ngừng tan rã thét lớn một tiếng cổ hưu phun ra một ngụm máu tươi người cũng ngã xuống chân liên tục lui chỉ thấy lão ôm ngực ánh mắt nhìn về phía phong cốc bên kia thần văn lão khắc không yếu nhưng gặp phải liên thủ công kích ta tự có phán đoán phong cốc thấy ánh mắt cổ hưu bình tĩnh mở miệng cổ hưu gật đầu nhưng cảm giác rất mất mặt như vậy cho dù phong cốc tán thành năng lực của lão nhưng hạng nhất khẳng định là không có phần của lão sẽ vô cùng có khả năng bị lý gia tam lão đoạt đi thậm chí vị trí thứ hai cũng nguy hiểm dù sao vòng thứ ba khảo nghiệm này lão bị cản quét loại đầu tiên diêm thiết lão hận nha cổ hưu xem ra thực lực của ngươi không được tốt lắm lý gia lão đại trào phúng cười nói ở trước mặt lý gia tam lão cổ hưu không chiếm cứ bất cứ ưu thế nào, ba lượt, đều không có, hư. Cổ hưu hư lạnh một tiếng, nói, lần này ta nhận thua, ngươi ba người chiến một mình ta, có gì đáng để kiêu ngạo, ta chỉ hận không có trợ thủ tốt, cổ hưu đại sư, lời không thể nói như thế. Chỉ nghe Bạch Lộc Di sau lưng mở miệng nói, ở lúc vòng thứ nhất, Tần Vấn Thiên đã có lòng giúp ngươi, ngại là ngươi tự đánh giá bản thân quá cao, quát hắn nhắc nhở, lúc đợt thứ hai, thời điểm chúng ta cần liên thủ, ngươi lại chỉ lo một mình phá trận, nếu không ba người chúng ta liên thủ, sẽ chỉ phá trận mà ra càng nhanh hơn. Cổ hưu nghe được lời Bạch Lộc Di nói cao mày, nếu không phải thân phận Bạch Lộc Di ở đó, lão đã quát, ta biết học viện Bạch Lộc thua rồi, trong lòng ngươi không vui, nhưng, cổ mỗ tự nhận đã cố hết sức. Cổ hưu thản nhiên nói, sau đó nhìn về phía Tần Vấn Thiên, kẻ này lần này phụ trợ ta, nhưng, lại chỉ tự mình khắc trận, học viện Bạch Lộc thua, việc không liên quan tới cổ mỗ, yên tâm, cổ đại sư, thù lao hứa hẹn cho ngươi, sẽ không thiếu trưởng lão mắt to biết ý tứ cổ hưu thản nhiên nói cổ hưu nhẹ nhàng gật đầu nhìn quét qua tần vấn thiên bên cạnh khắc thần văn hư lạnh một tiếng lần chiến đấu này cần ngươi làm gì dứt lời lão phải ống tay áo học viện bạch lộc còn chưa thua tần vấn thiên thản nhiên nói khiến vẻ mặt cổ hưu khựng lại lại thấy ánh mắt sắc bén của tần vấn thiên nở rộ ánh sáng lạnh lẽo nói lạnh như băng ngươi thua không có nghĩa là học viện bạch lộc thua đã không được thì cút đã không được thì cút tần vấn thiên vừa dứt lời đột nhiên có từng luồng mũi nhọn kinh người phóng tới đặc biệt là cổ hưu chỉ thấy lão nhíu mày như kiếm trong mắt bắn ra tia sáng lạnh lẽo đáng sợ người thiếu niên này lại cuồng vọng như thế cổ hưu lão thân là thần văn đại sư giờ phút này ý lạnh lùng trong lòng có thể nghĩ một luồng uy thế mạnh mẽ ập vào mặt đi bao phủ tần vấn thiên người khác cũng đều bị lời của tần vấn thiên trấn trụ kẻ này cuồng vọng thế mà quát cổ hưu đại sư không được thì cút ngữ khí là cản dỡ không ai có thể so sánh ha ha thật thú vị học viện bạch lộc không chỉ có thua xem ra còn sắp nội chiến rồi tiếng cười diêm thiết có vài phần âm trầm tần vấn thiên muốn ra tay hắn đương nhiên cực kỳ vui vẻ như vậy mới có cơ hội cho gã chu sát nếu ngươi không cho ta lời giải thích cho dù ngươi là khách của học viện bạch lộc cổ mỗ cũng sẽ không bỏ qua cổ hưu lạnh lùng nói cổ hưu đại sư ngươi đã thua nên tạm thời lui ra phía sau học viện bạch lộc còn cần tiếp tục chiến bạch lộc di thấy tần vấn thiên mở miệng biết gã này chỉ sợ có chút tự tin, có lẽ thực có năng lực khắc ra thần văn công kích tam gia đỉnh phong, thấy cổ hưu không thuận theo không buông tha, nàng tự nhiên là đứng về phía tần vấn thiên. Vẻ mặt cổ hưu khựng lại, nhìn về phía Bạch Lộc Di nói, ta là do học viện Bạch Lộc mời đến, nếu không có ta, học viện Bạch Lộc có thể đi đến một bước này. Hôm nay, thấy ta thất bại ở trong bao vây công kích, học viện Bạch Lộc lập tức thể hiện thái độ này sao? Đôi mắt đẹp của Bạch Lộc Di hiện lên sự lạnh lẽo, cổ hưu này thế mà lại đầu mâu chỉ hướng học viện bạch lộc mơ hồ có ý trách cứ học viện bạch lộc đãi khách không chu toàn thật buồn cười vòng thứ nhất tần vấn thiên mới là người cảm nhận được thần văn cuối cùng cần cổ hưu đại sư hay không không có gì khác nhau đợt thứ hai cổ hưu đại sư tuy đi ra nhưng tần vấn thiên và ta cũng phá trận mà ra mới đi đến vòng này không có vấn đề gì từ khi nào biến thành công lao của cổ hưu ngươi vậy chấm bạch lộc di không nói tiếp nhưng vòng thứ ba cổ hưu là trực tiếp bị thua càng không có chuyện gì của lão học viện bạch lộc ta đã mời cổ hưu đại sư đến đây ngươi bất kể thắng bại vẫn cho ngươi tôn trọng như cũ nhưng tần vấn thiên cũng là khách học viện bạch lộc ta mời chính ngươi bị thua thì thôi lại còn muốn buông lời ngung cuồng nói ra lời bất kính chiến đấu lần này cần ngươi làm gì cho tần vấn thiên tần đại sư hắn còn đang xuất chiến vì học viện bạch lộc đó bạch lộc di tiếp tục nói cổ hưu đại sư ngươi ở trong lần chiến đấu này luôn muốn thể hiện bản thân ta cũng muốn trả lại đại sư một tiếng lần chiến đấu này, cần ngươi làm gì, tốt, tốt. Cổ hưu bị bạch lộc di nói đến mức sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt xanh mét, không ngờ hôm nay bị một vãn bối giáo huấn như vậy, tiểu di, không được vô lễ với cổ hưu đại sư. Phía học viện bạch lộc, trưởng lão mắt to thấy bạch lộc di rõ ràng giúp đỡ tần vấn thiên, không khỏi thầm nghĩ nữ tử hướng ngoại, nhưng hắn giờ phút này mới mở lời ngăn cản, hiển nhiên đối với biểu hiện của cổ hưu cũng cực kỳ bất mãn. Vừa rồi Bạch Lộc Di đã nói, Cổ Hưu ở thời điểm đợt thứ hai chiến đấu bận bởi bản thân lo phá trận, nàng và Tần Vấn Thiên vứt bỏ không để ý, cổ đại sư, người tạm thời lui xuống đi, đừng ảnh hưởng người khác. Trưởng lão mắt to lại nói với cổ Hưu. Chấm, vẻ mặt cổ Hưu trầm xuống, lập tức lạnh lùng nhìn quét Tần Vấn Thiên một cái, nói, hội giao lưu kết thúc, ta xem ngươi cho ta câu trả lời như thế nào. Dứt lời, lão phất tay áo lui ra, lạnh lùng tràn ngập bốn phía, có ý tứ. Diêm thiết cười nhạt, nói kẻ này giao cho ta được lý gia tam lão cười thứ nhất đã là vật trong bàn tay diêm thiết muốn giết tần vấn thiên xem bọn họ có quan hệ như thế nào để những kẻ này thông thả và chạm đi phương hướng lãnh gia trong mắt lãnh lâm lộ ra hàn quang giết chết hắn hắn vừa rồi nghe được phụ thân nói diêm thiết nói một danh ngạch đổi một người nếu như lãnh gia muốn tiếp tục trao đổi danh ngạch nàng sẽ rất nguy hiểm tất cả cái này đều là tần vấn thiên tạo thành hắn phải chết người lãnh gia vẻ mặt đều lạnh như băng, nhìn quét tần vấn thiên, người này, phải chết, giữ lại sẽ thù hận lãnh già bọn họ. Thanh niên luyện yêu tông đương nhiên sẽ không nhúng tay, hắn một mực thở ơ lạnh nhạt. Diêm thiết ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm tần vấn thiên nói, yên tâm, ta sẽ không để người chết nhanh như vậy, trước khi người chết, ta sẽ cho người thống khoái hẳn hoi. Tần vấn thiên lạnh lùng nhìn quét một lượt, trong đôi mắt đó tràn ngập sát ý đáng sợ. Hắn từng nói, hôm nay, hắn chắc chắn phải giết được Diêm thiết. Diêm thiết không chết, hắn làm sao đối mặt được với lãnh ngưng? Hắn phải chết, Diêm không phải chết, lãnh kiên phải chết. Thiếu nữ xinh đẹp đáng thương chết thảm ở dưới sự tàn khốc như vậy, gương mặt xinh đẹp mỉm cười kia vẫn sẽ quanh quẩn ở trong đầu tần vấn thiên. Những người hại chết nàng, đều phải trả giá đắt. Người thứ nhất, sẽ là Diêm thiết. Chỉ thấy thân thể Diêm thiết chậm rãi bay lên, khuôn mặt u minh khổng lồ theo đó dâng lên, nhìn chằm chằm tần vấn thiên, khiến tần vấn thiên cảm giác được từng đợt hàn ý. Tần vấn thiên đạp một bước, tinh thần nguyên lực lưu động, thần văn hắn khắc rốt cuộc bắt đầu lưu động, mọi người chỉ cảm thấy một cơn lốc xoáy đáng sợ điên cuồng quay cuồng, lốc xoáy này giống như tầng mây cuồn cuộn hướng ra bên ngoài cuốn đi, rít gào, không ngừng bốc lên, lực lượng khủng bố trở nên bạo động, luồng khí trời đất điên cuồng chảy vào trong đó. Ở trung tâm gió lốc kia, mọi người đột ngột cảm giác được một khí tức sắc bén đáng sợ, đó là tiếng kiếm rít. Chấm, vô tận kiếm sắc điên cuồng ở trong gió lốc, hóa thành vòng xoáy kiếm, từng tầng một đẩy về phía trước, hóa thành một thủy chiều kiếm đạo, đây là thần văn gì? Chấm, con người của mọi người co rút lại, nhìn chăm chăm thần văn của tần vấn thiên, luồng kiếm ý kia càng lúc càng đáng sợ, giống như từ trong gió lốc vô hình ấp ủ mà sinh, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng mạnh. Diêm thiết hừ lạnh một tiếng, sau đó truyền ra một tiếng gạo giống, khuôn mặt u minh khổng lồ trong giây lát mở ra cái mồm to như chậu máu, hướng thần văn tần vấn thiên khắc bổ nhào tới thân thể Tần Vấn Thiên theo sóng kiếm quay cuồng bay lên trời, đột ngột, một luồng sát ý làm người ta sợ hãi thổi quét ra, luồng sát ý này cùng Thủy Triều kiếm đạo đáng sợ kia hội tụ cùng một chỗ, trong khoảnh khắc cả mảng không gian bao phủ, giết. Chấm, đúng lúc này, ngón tay Tần Vấn Thiên hướng phía trước nhấn một cái, trong phút chốc, sóng kiếm quay cuồng giống như sóng thần cuồng mãnh gào thét lao ra, sát khí làm người ta kinh hãi thổi quét cả mảng không gian, thiên địa ở giờ khắc này tựa như chỉ có tiếng kiếm ngân sắc mặt diêm thiết cứng đờ, sắc mặt đột ngột trở nên đặc biệt khó coi, từng chút u quang gào thét tấn công, phập, phập. Kiếm diệt tất cả, từng điểm u quang kia bị chém diệt toàn bộ, diêm thiết lạnh lùng quát một tiếng, khuôn mặt u minh khổng lồ hướng về phía trước gào giống mà ra, ngàn vạn thanh kiếm sắc đâm vào trên nó, nhưng lại không cách nào dao động. Tần vấn thiên lại ra chỉ một lần nữa, gió lốc lại một lần nữa quay cuồng, từ trong vòng xoáy chui ra một thanh kiếm khổng lồ ngập trời, chiếu sáng cửu thiên. Một kiếm hàn quang, thiên địa biến sắc kiếm rít mà qua truyền ra tiếng nổ vang ầm ầm khuôn mặt u minh khổng lồ bị thanh kiếm lớn đâm thủng sau đó vạn kiếm cùng phát phốc một tiếng vang lớn rốt cuộc khuôn mặt u minh khổng lồ triệt để sụp đổ tán loạn vô số thanh kiếm sắc bén kia hướng diêm thiết bắn giết khiến vẻ mặt diêm thiết đại biến từng khôi lỗi bỗng dưng hiện lên che ở trước người hắn người phạm quy rồi tần vấn thiên lạnh như băng mở miệng ngón tay lần thứ ba chỉ ra trong nháy mắt lực lượng cả bầu trời giống như hội tụ ở trên vô tận mưa kiếm Giết. sắc mặt tần vấn thiên rét lạnh đến cực điểm kiếm như mưa rơi tiếng vang răng rắc truyền ra khôi lỗi của diêm thiết bị hủy diệt vỡ nát ở trong kiếm ta nhận thua diêm thiết nổi giận gầm lên một tiếng thân thể hắn hướng tới bên dưới đài chiến đấu chạy đi nhưng chỉ thấy màn kiếm vô tận hạ xuống tiếng gió gào thét khiến bước chân của hắn đột nhiên cứng ngắc ở nơi đó phốc 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 từng thanh tinh thần lợi kiếm bắn ở xung quanh hắn trong phút chốc mảnh không gian đó vỡ nát diêm thiết quay đầu lại nhìn tần vấn thiên đứng ở trong màn kiếm sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn thế nào cũng không ngờ, thần văn sư tam gia trẻ tuổi này có thể khắc ra thần văn đỉnh phong như vậy. Trong hư không, thần văn sư tam gia trẻ tuổi mà mạnh mẽ kia ánh mắt rét lạnh mà sắc bén, kiếm khí vờn quanh thân, đôi mắt tràn ngập sát ý đó của hắn khiến Diêm Thiết cảm giác được cả người đều lạnh lẽo thấu xương, ta đã nhận thua, ngươi không thể động thủ. Diêm Thiết vẫn nộ quát. Ngươi đã phạm quy, nếu không đã chết. Tần Vấn Thiên thản nhiên nói, ta nói rồi, hôm nay, ta chắc chắn sẽ giết ngươi dứt lời ngón tay hướng về phía trước kiếm quang ngập trời ra sát phạt sắc mặt diêm thiết trắng bệch lộ ra sự hoảng sợ không nhìn thấy màn kiếm ngập trời hạ xuống diêm thiết nổi giận gầm lên một tiếng một thanh kiếm lớn khủng bố lao thẳng xuống phúc từng thanh kiếm sắc bén đâm vào trên người diêm thiết trong phút chốc thân thể diêm thiết vỡ nát trên đầu hắn cắm một thanh kiếm lớn bộ mặt dữ tận vô cùng khủng bố hôm nay ta chắc chắn sẽ giết ngươi chấm lời tần vấn thiên nói còn đó thân thể diêm thiết giật giật sau đó chuyển ra một tiếng vang nhỏ mưa máu rải xuống thân thể hắn bị hủy diệt liền biến mất ở trong vô tận kiếm sắc sát phạt hóa thành cho bụi diêm thiết chết thần văn đại sư từng được xưng có hy vọng nhất đạt được hạng nhất hội giao lưu lần này đã ngã xuống chết ở trong tay thần văn sư tam giai trẻ tuổi tần vấn thiên từng là thần văn sư tam giai cực ít người quen biết không có danh tiếng không ai biết tới hắn dựa vào thủ đoạn cường thế đánh chết diêm thiết người diêm gia đột nhiên biến sắc hẳn, diêm thiết đã chết. Chấm, tử vong, điều này có ý nghĩa hội giao lưu lần này, diêm gia hắn, chưa thể đạt được ghế bà hạng đầu, sẽ không có danh ngạch. Người diêm gia, cũng từng nghe nói thù hận giữa tần vấn thiên cùng diêm thiết, nhưng bọn họ cũng không để ý, tin tưởng diêm thiết sẽ đối phó tần vấn thiên, nhưng hiện tại, tần vấn thiên đã giết chết diêm thiết. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía tần vấn thiên lộ ra một hận ý mạnh mẽ. Diêm không, hận tương tự, nhưng trong lúc hận, Thân thể hắn run nhẹ nhẹ. Tại sao có thể như vậy? Tần Vấn Thiên đã giết chết Diêm Thiết. Điều này sao có thể là thật được? Chấm, người lãnh gia, cũng chấn động tới mức không nói nên lời. Diêm Thiết, đã chết, như vậy, danh ngạch của lãnh gia bọn họ trực tiếp biến thành bọt nước rồi. Cho dù bọn họ có người trao đổi, cũng không có cơ hội nữa. Lãnh gia bọn họ, một cái danh ngạch cũng đừng nghĩ lấy được. Nhưng, còn không chỉ như vậy, tự tay phá diệt hy vọng của bọn họ. Người giết chết Diêm Thiết, là người bọn họ từng từ bỏ. Tần Vấn Thiên. Chấm, đã từng, Tần Vấn Thiên tại lãnh gia, là gần như vậy, nhưng vì diêm thiết, bọn họ tặng ra lãnh ngưng, bức tử lãnh ngưng, tự tay, khiến một người vốn có thể trở thành bằng hữu đã trở thành kẻ địch. Trưởng lão chấp sự lãnh gia lãnh màu sắc mặt xanh mét, chỉ thấy hai tay hắn nắm chặt, phát ra tiếng vang răng rắc. Trả ra lớn như vậy, cho diêm thiết nhiều chỗ tốt như vậy, kết quả lãnh gia bọn họ nhận được cái gì? Chấm, diêm thiết, đã chết, vì mấy danh ngạch, bọn họ hy sinh lãnh ngưng, lưng mang tiếng xấu, liều mạng đắc tội Tần Vấn Thiên, hiện tại, Tần Vấn Thiên dùng thần văn, đánh bại, hơn nữa còn giết chết Diêm Thiết. Cái này tính là cái gì? Lãnh ra, giống như một trò cười vậy, giết rồi, tốt lắm. Giờ phút này, ở phương hướng lãnh ra, một tiếng quát truyền ra, là phụ thân lãnh ngưng, nhìn thấy Tần Vấn Thiên giết chết Diêm Thiết, hắn cảm thấy trong lòng thống khoái, một đám người lãnh ra nhìn chằm chằm, sau khi lãnh ngưng chết, hắn cũng biết, hắn là một phụ thân, thực có lỗi với lãnh ngưng đối với những người của lãnh gia, hắn có cửu thị. Lãnh màu ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn hắn một cái, lãnh kiên cũng quát, người cầm miệng, ta cầm miệng. Chấm, phụ thân lãnh ngưng cười lạnh nói, lúc trước ai hạ lệnh giết chết lãnh ngưng nữ nhi của ta, buông tha tần vấn thiên, sau đó nghĩ tận biện pháp đi lấy lòng diêm thiết, hiện tại thế nào? Hiện tại diêm thiết đã chết, tần vấn thiên lấy được danh ngạch, chuyện này, ai là người chịu trách nhiệm? Lãnh kiên sắc mặt xanh mét, cảm nhận được ánh mắt sắc bén của mấy vị trưởng lão phóng tới, trong lòng hắn run run, ra trò cười như vậy, trả ra lớn như vậy, chuyện này, ai gánh vác trách nhiệm? Lãnh mâu là trưởng lão, hắn khẳng định sẽ không có chuyện gì, lãnh kiên hắn thì sao? Chấm, ánh mắt mọi người, đều nhìn về phía tần vấn thiên. Chỉ thấy khí tức tần vấn thiên lúc này, vẫn lạnh như băng, tràn ngập sát ý, ánh mắt hắn nhìn chăm chú về phía riêng ra, từng luồng khí tức cuồng bạo điên cuồng bùng nổ, cặp mắt kia đảo qua, mọi người đều có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người hắn, người tiếp theo, là ngươi. Ngón tay tần vấn thiên chỉ hướng diêm không, trong phút chốc, diêm không cảm giác cả người như nhập hầm băng, lời nói của tần vấn thiên, giống như là tuyên bố hắn tử vong, ánh mắt hắn, như là lưỡi kiếm xuyên thấu trái tim. Nhớ tới hai lần trước tần vấn thiên tạo thành bóng ma tâm lý đối với hắn, thân thể hắn run lên nhẹ nhẹ, sợ hãi là rất mạnh. Hắn thật sự sợ tần vấn thiên, người này giống như là một tấm màn đen, trùm diêm không ở bên trong, nhìn không thấy ánh sáng hắn giết thúc phụ giết chết hắn giết chết hắn diêm không thân thể run run chỉ hướng tần vấn thiên mà nói ánh mắt nhìn về phía người diêm ra nhưng mà thấy ánh mắt tất cả người diêm ra đều lạnh lùng nhìn hắn khiến cho diêm không trong lòng mạnh mẽ run rẩy là ngươi gây ra chuyện chấm thấy một lão giả ánh mắt giống như muốn xé rách diêm không hắn nghe nói đầu tiên hết là vì diêm không và tần vấn thiên có mâu thuẫn sau đó hắn lại dẫn theo con diêm thiết đi giết tần vấn thiên mới dẫn đến con diêm thiết chết sau đó Diêm Thiết nổi giận, bức tử một nữ nhân tần vấn thiên thích, cho nên kết thù. Nguyên bản bọn họ không để ý, nhưng hiện tại, Diêm Thiết đã chết, thí luyện lần này đã không còn duyên với Diêm gia nữa. Chấm, tất cả cái này là Diêm không gây ra họa, còn làm cho một vị thần văn sư thiên tài Cửu thị Diêm gia, mà sau lưng thần văn sư thiên tài này, là học viện Bạch Lộc, bắt đầu từ hôm nay, Diêm không bị trục xuất khỏi Diêm gia, sống chết của hắn, Diêm gia không có quan hệ. Lão giả nọ lạnh lùng nói, trong phút chốc diêm không cảm thấy đầu phát mộng ánh mắt trống rỗng hoang mang lo sợ diêm ra trục xuất hắn khỏi gia tộc chấm chuyện này là vì sao không có diêm ra hắn sẽ chết tần vấn thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn phụ thân diêm không đưa mắt nhìn về phía phụ thân nhưng mà lại nghe lão giả tiếp tục quát lạnh nếu như ngươi muốn giúp nó như vậy sẽ cùng đi với nó phụ thân diêm không sắc mặt tái nhợt ánh mắt nhìn lướt qua tần vấn thiên trong hư không hắn rõ ràng chuyện mà trưởng lão diêm tộc lo lắng xuất phát từ ích lợi. Hôm nay, diêm thiết đã chết, báo thù không có ý nghĩa gì, giết tần vấn thiên thì có thể thế nào, còn sẽ hoàn toàn đắc tội học viện Bạch Lộc, bọn họ không có ưu việt gì. Cục diện như vậy, xử lý thế nào? Chấm, buông tha diêm không, cùng hắn phủi sạch quan hệ, như vậy, tần vấn thiên có hận thế nào, cũng không có khả năng mang cổ cửu hận này đặt ở trên diêm gia hắn. Tần vấn thiên chỉ cần thông minh một chút, sẽ biết đây là diêm gia cố ý hóa giải việc này, hy sinh diêm không phụ thân diêm không thấy phụ thân không nói lời nào ánh mắt đỏ hồng lên ngày xưa bọn họ bức bách lãnh ra hy sinh lãnh ngưng hôm nay diêm ra sẽ hy sinh diêm không hắn sao diêm không ở một khắc này một giọng nói rét lạnh vang lên diêm không quay đầu lại thấy tần vấn thiên đứng ở trên hư không sát ý cuồn cuộn gào thét xuất ra sắc mặt diêm không lập tức tái nhợt báo ứng đã đến hôm nay người cũng phải chết tần vấn thiên ngón tay rung lên trong phút chốc kiếm ý quay cuồng Diêm không cảm thấy bị một luồng kiếm ý sát phạt ngập trời tập trung vào thân thể, hắn bay lên không chạy trốn, đã thấy kiếm quang xuyên thấu qua, phập một tiếng truyền ra, thân thể hắn đã rơi xuống đất. Diêm không, chết, đi, trưởng lão Diêm tộc vất ống tay áo, rời khỏi, phụ thân Diêm không thân thể run nhẹ nhẹ, đi đến bên cạnh Diêm không, mang thi thể nhấc lên, ngẩng đầu, lạnh như băng nhìn tần vấn thiên một cái, sau đó, hắn cũng theo người Diêm ra rời đi. Chấm. Tần Vấn Thiên thấy rõ ràng Diêm Gia hận hắn nhưng không muốn cùng hắn kết thù. Phụ thân Diêm không càng hận hắn nhưng Diêm Gia sẽ không cho phép hắn báo thù. Đây là do hắn triển lộ ra thiên phú và thực lực. Hành vi của Diêm Gia đối với lãnh gia xúc động là thật lớn, bọn họ phải suy nghĩ nên xử trí việc này như thế nào. Tần Vấn Thiên hận lãnh gia, tuyệt đối sẽ không kém hơn so với Diêm Gia, là bọn hắn tự tay bức tử lãnh ngưng. Tần Vấn Thiên thân hình lóe lên, trở lại chỗ, lúc hắn giết chết Diêm Thiết cùng với Diêm không, lý gia tam lão cùng với thanh niên luyện yêu tông vẫn không nhúng tay bọn họ thấy lực lượng thần văn của tần vấn thiên cảm giác được uy hiếp đáng sợ từ thần văn này tự nhiên mặc kệ tần vấn thiên tiêu hao nhiều một chút nhưng giờ phút này lý gia tam lão cùng thanh niên luyện yêu tông đã có cảm giác không ổn tần vấn thiên ở vòng thứ ba biểu hiện ra cường thế như vậy cộng thêm cảm giác lực thần kỳ của hắn ở vòng thứ nhất trong lòng phong cốc đại sư thực khả năng đã xem hắn định ở vị trí đệ nhất hơn nữa một phương học viện bạch lộc không chỉ có Tần Vấn Thiên, còn có Cổ Hưu, Bạch Lộc Di, yếu nhất là Bạch Lộc Di, đều rất lợi hại, cho dù bọn họ nảy sinh ra nội chiến một chút, nhưng không che giấu được một bản học viện Bạch Lộc chỉnh thể mạnh mẽ, nếu như Tần Vấn Thiên thật sự liên thủ cùng với Cổ Hưu, bọn họ chỉ sợ sớm đã bị đánh bại, không sai, người mạnh hơn nhiều so với Cổ Hưu lão nhân, buồn cười là hắn vừa rồi còn quá lớn lối. Lý gia lão đại ánh mắt nhìn về phía Tần Vấn Thiên, có vài phần bội phục, thần văn sư cấp 3 đỉnh phong trẻ tuổi như vậy, quả thật đủ lợi hại, cộng thêm vòng thứ nhất hắn đã biểu hiện ra cảm giác lực cũng làm người ta khiếp sợ cổ hưu nghe được lời ấy thần sắc xanh mét vừa rồi ở thời điểm tần vấn thiên triển lộ thực lực thần văn sắc mặt hắn đã cực kỳ khó coi lời nói đã là quá vẹn toàn xin tiền bối chỉ giáo tần vấn thiên bình tĩnh nhìn về phía lý gia tam lão sự lạnh lùng trên người thu gom lại rất nhiều diêm thiết và diêm không đã chết kế tiếp nên tranh đoạt đệ nhất cho học viện bạch lộc ha <laughs> ha kêu một tiếng lý thúc là tốt rồi hai chữ tiền bối này chúng tôi đảm đương không nổi, hậu sinh khả úy, sao, ta cũng nên học hỏi kiến thức hạ thần văn của ngươi. Lý gia lão đại nghe tần vấn thiên kêu một tiếng tiền bối tâm tình giác tốt, trong lời nói cũng khách khí rất nhiều. Con người đều như thế, người khác tôn kính mình, mình liền đáp lại, đương nhiên, cái này cũng thành lập ở cơ sở hai bên địa vị ngang hàng, nếu không phải tần vấn thiên triển lộ ra thực lực, lý gia tam lão sẽ không khách khí như vậy. Tần vấn thiên nhẹ nhàng gật đầu, chân bước ra một bước, bàn tay huy động, kiếm ý khủng bố lại lần nữa quay cuồng lên ngàn vạn lợi kiếm điên cuồng triển áp mà giết ra lý gia tam lão thân hình lơ lửng trong không trung ba ác sao cuồng bạo đánh ra cùng ngàn vạn lợi kiếm điên cuồng va chạm cùng một chỗ kiếm cùng ác sao điên cuồng quấn lấy nhau tiếng giống cuồng bạo chấn động hư không tiếng kiếm rít đáng sợ cực kỳ chói tai từng luồng khí lưu trở nên cuồng bạo hẳn lên tần vấn thiên từng bước một bước tới ngón tay không ngừng chỉ về phía trước giống như lấy hắn làm trung tâm không ngừng có cự kiếm lấp lánh nổ bắn ra vô cùng vô tận. Rốt cuộc, một tiếng giống lớn, đã thấy một ác sao thoát phá, bị kiếm chu diệt, ha ha, làm rất tốt, ta nhận thua. Lý gia lãn đại thoải mái cười nói, tần vấn thiên vung bàn tay lên, kiếm khí tiêu tán, lại nói, lý thúc thần văn lợi hại, ta cũng chỉ hơn một chút. Khiêm tốn, chúng ta ba người, người một người, hơn nữa trẻ hơn mấy chục tuổi, căn bản không phải chung một tầng, qua thêm vài năm nữa, chúng tôi chỉ sợ làm đồ đệ cho người cũng không xứng. Lý gia lão đại khoát tay áo, cười nói, bằng hữu như ngươi, ba huynh đệ ta giao định rồi, người cũng không nên ghét bỏ. Tần Vấn Thiên cũng lộ ra chút ý cười, lại thấy Lý gia lão đại lại nhìn về phía thanh niên luyện yêu tông, nói, ngươi cũng trẻ tuổi như thế, thực đã kích người, chúng ta thử xem sao, tốt. Thanh niên luyện yêu tông gật đầu, lập tức thần văn cự mãng yêu khí tận trời sông ra, cùng hai ác sao còn lại va chạm, điên cuồng chém giết một trận, thanh niên luyện yêu tông bại trận, thần văn của hắn, trung quy là yếu hơn một bậc tần vấn thiên đánh chết diêm thiết đánh bại lý gia tam lão mà thần văn của lý gia tam lão đánh bại thanh niên luyện yêu tông xếp hạng tựa như đã xác định thật sự là phong hồi lộ truyền trưởng lão mắt to cười lớn ra tiếng hắn còn tưởng rằng học viện bạch lộc lần này lấy không được đệ nhất lại thật không ngờ tần vấn thiên cho hắn ngạc nhiên lẫn vui mừng lớn như thế kẻ này không tệ lão giả bên cạnh trưởng lão mắt to nói đột nhiên trong lòng khẽ động cùng trưởng lão mắt to liếc nhìn nhau sau đó ánh mắt bọn họ nhìn phía phong cốc trong hư không Phong Cốc Đại Sư cũng đã nói qua một câu như vậy, kẻ này không tệ. Hôm nay xem ra, kẻ này, chỉ người nào, đã có thể rõ ràng. Phong Cốc Đại Sư mặt hơi cười, gật đầu nói, hội giao lưu lần này, cũng coi như viên mãn, bên này học viện Bạch Lộc, tất nhiên là đệ nhất, Thủy Nguyệt Sơn Trang, xếp thứ hai, Luyện Yêu Tông, thứ ba. Phong Cốc Đại Sư tuyên bố kết quả cũng ở trong mọi người dự đoán, mọi người đều có tâm tư, có người mất mát, có người khiếp sợ, cũng có người cao hứng. Bạch Lộc Di là thật cao hứng. Học viện Bạch Lộc, lấy được đệ nhất, hơn nữa, là dựa vào tần vấn thiên, nàng đương nhiên cao hứng. Sắc mặt cổ hưu khó coi, hắn còn cuồng ngôn muốn tần vấn thiên cho hắn một câu trả lời. Hôm nay, tần vấn thiên cần trả lời cho hắn sao, ha ha, cổ hưu, tặng ngươi một câu, hội giao lưu lần này, học viện Bạch Lộc cần ngươi để làm gì? Chấm, tiếng của lý gia lão đại truyền đến, rơi vào trong tai cổ hưu có vẻ cực kỳ trói tai, đây là câu hắn từng nói với tần vấn thiên, nhưng hiện tại, lại dùng ở trên người hắn mới chuẩn xác nhất. Cần hắn để làm gì? Sao sao sao, sao, hậu sinh khả úy, lớp người sau, người trẻ, nhưng lại rất đáng phục, đáng nể, tài giỏi, những bậc thế hệ đi trước không thể xem thường. Cổ hưu trong lòng phẫn hận, lý ra lão đại này thế mà chơi hắn như vậy, thấy ánh mắt của rất nhiều người rơi ở trên người hắn, cổ hưu cảm thấy đây là lần đầu tiên mất mặt như thế. Hắn cuồng ngôn bảo tần vấn thiên vô dụng, mà Tần Vấn Thiên lấy lực bản thân vì học viện Bạch Lộc mà cướp lấy đệ nhất hội giao lưu, căn bản không có chuyện của Cổ Hưu hắn. Hắn thế nào cũng thật không ngờ, Tần Vấn Thiên trẻ tuổi như thế, tạo nghệ trên thần văn lại cao như vậy, nếu như thế, vì sao học viện Bạch Lộc còn muốn mời hắn? Hay là, học viện Bạch Lộc cũng không biết tạo nghệ của Tần Vấn Thiên ở trên thần văn cao tới bao nhiêu? Không chỉ có Cổ Hưu bất ngờ, mọi người xung quanh phủ Trích Tinh Tu Đạo Tràng đều có chút kinh hãi, nhìn Tần Vấn Thiên thật kỹ. Kẻ này tương lai có cơ hội giống như phong cốc đại sư, trở thành thần văn đại sư cấp 4. Địa vị thần văn đại sư cấp 4, cùng thân phận thần văn đại sư cấp 3 là hoàn toàn khác nhau, hắn có thể luyện chế thần văn cấp 4, khắc chế đại trận cấp 4, đại trận cấp 4 là có thể đối phó cường giả thiên cương canh. Đây đúng là nguyên nhân Diêm gia nhận tài, thậm chí không tiếc hy sinh Diêm không, bởi vì học viện Bạch Lộc tồn tại, bọn họ không thể giết Tần Vấn Thiên, như vậy là không thể ngăn cản hắn trưởng thành. Không thể ngăn cản, thì chỉ có hóa giải cừu hận, vì thế, hy sinh diêm không. Tần vấn thiên thật ra thần sắc bình tĩnh, lần này giành lấy đệ nhất hội giao lưu, là hắn đáp ứng Bạch Lộc Di, giống như hắn cũng cần một cơ hội như vậy, kể từ đó, học viện Bạch Lộc, đối với hắn sẽ có nhận thức càng thêm rõ ràng, con đường về sau, sẽ dễ đi hơn rất nhiều, các vị vất vả rồi, ở một thời khắc này, thấy phía trên tường thành, người trung niên sắc bén bên cạnh phong cốc đại sư ánh mắt nhìn mọi người trên tu đạo tràng, thản nhiên nói, dựa theo ước định, học viện Bạch Lộc, chưa thần văn đại sư tham gia hội giao lưu lần này ra, còn có thể đưa 10 người bước vào nơi thí luyện thần văn, Thủy Nguyệt Sơn Trang, có thể đưa 8 người, luyện yêu tông, có thể đưa 6 người. Mọi người đều gật đầu, bọn họ đã vì hội giao lưu lần này chuẩn bị đã lâu, không phải chính là vì thí luyện này sao, hôm nay, rốt cuộc đã được danh ngạch, 3 ngày sau, các người đều tự dẫn người tới nơi này tập hợp, sau đó, chúng ta xuất phát tới nơi thí luyện. Mặt khác, mấy thế lực cấp đại bá chủ thành vọng châu khác cũng sẽ đồng thời tới. Hôm nay, các ngươi đi chuẩn bị cho tốt trung niên sắc bén nói khiến cho mọi người biến sắc bọn họ đều thực sự rõ ràng thí luyện lần này kỳ ngộ rất lớn nhưng mà cũng có nguy cơ rất lớn ngay tại đông vực trừ bỏ ba thế lực bọn họ ra còn có phủ trích tinh một bá chủ này mà ở ngoài đông vực thành vọng châu còn có ba thế lực lớn cấp bá chủ khác bọn họ đều mang theo rất nhiều người tới nơi thí luyện chỉ là ở trong các thế lực này khả năng sẽ có cạnh tranh mạnh mẽ cộng thêm nguy cơ trong khi thí luyện đây chắc chắn sẽ không phải là một lần thí luyện thoải mái thiên tôn tu đạo tràng lần này người tham gia thí luyện chỉ sợ đều sẽ là tồn tại đỉnh tầng nguyên phủ cảnh giới này dương phàm hắn sẽ đi như vậy các cường giả khác trên bảng thiên mệnh của thành vọng châu đâu rất nhiều người trong lòng nghĩ nhưng đều đứng dậy hướng về phía tường thành hành một lễ cáo lui rời đi sau khi mọi người rời đi phía trên tường thành phong cốc và người trung niên sắc bén cười nói những người này không tệ xem ra đội hình lần này bước vào nơi thí luyện sẽ mạnh mẽ chưa từng có người trung niên khẽ gật đầu đáng tiếc phong cốc đại sư nếu có thể bước vào là sẽ hoàn mỹ ha ha nếu ta có thể bước vào các cường giả thiên cương phủ trích tinh cũng đều có thể bước vào cũng sẽ không có chuyện gì của ta chuyện hôm nay đã xong phong mẫu cáo từ phong cốc chắp tay cáo lui một tiếng sau đó cũng rời đi dương phàm người có ý nghĩ gì chấm người trung niên sắc bén nói với dương phàm bên cạnh hy vọng bọn họ có thể phát huy chút tác dụng. Dương Phàm thấp giọng nói, trong mắt hắn, thần văn sư cấp 3 có lợi hại vẫn chỉ là thần văn sư mà thôi, đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ bọn họ cực kỳ quan trọng, nhưng đối với nhân vật thiên kiêu cấp bá chủ như Dương Phàm mà nói, thần văn sư chỉ là một chức nghiệp mà thôi, không có gì đặc biệt. Thần binh, hắn không thiếu, chiến đấu, đợi cho bọn họ khắc xong thần văn cấp 3 đỉnh phong, Dương Phàm tự tin giết bọn họ trăm lần cũng đủ. Ở Dương Phàm xem, tu sĩ võ mệnh, chỉ có bản thân thực lực mạnh mẽ, mới là tất cả. Thần văn sư này, chỉ là ở thời điểm bước vào nơi thí luyện thần văn, đối với hắn có chút tác dụng, không hơn không kém. Học viện Bạch Lộc, sau khi đám người tần vấn thiên trở về, học viện Bạch Lộc tâm tình rất tốt, lần này lấy được đệ nhất, bọn họ có được 10 danh ngạch. Bước vào nơi thí luyện thần văn, một danh ngạch nào, đối với bọn họ đều đặc biệt quan trọng, ý nghĩa có thể thêm một cường giả bước vào trong đó. Giờ phút này bên trong một tòa đại điện, tụ tập không ít người học viện Bạch Lộc, tần vấn thiên cũng ở đó nhưng không có cổ hưu cổ hưu tự biết không còn mặt mũi về lại học viện bạch lộc nên không cùng người học viện trở về một mình rời khỏi học viện bạch lộc tất nhiên cũng sẽ không để ý cổ hưu rời đi có tần vấn thiên ở đây vị trí của cổ hưu đã bị xem nhẹ chỉ là bọn họ thầm thấy đáng tiếc vốn tưởng rằng cổ hưu đại sư có thể giúp được lại không nghĩ tới hắn tự cho mình rất cao đã cùng tần vấn thiên bạo phát xung đột về chọn người lần này các vị có ý kiến gì chấm bên trong đại điện không thể thiếu trưởng lão học viện Bạch Lộc, giờ phút này trưởng lão mắt to mở miệng, trưng cầu ý kiến mọi người, đệ nhất lần này là Tần Vấn Thiên lấy về được, trước tiên hãy hỏi hắn có yêu cầu gì không? Có một lão giả áo trắng có chút nho nhã thản nhiên nói, trưởng lão mắt to gật đầu, hẳn nên. Dứt lời, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Vấn Thiên, lại cười nói, Tần Vấn Thiên, lần này giành lấy đệ nhất, công lao của người rất lớn, thi luyện lần này, ta cũng đơn giản nói với ngươi gần đây có tin tức truyền ra, nơi thí luyện thần văn thực có thể là một thiên tôn tu đạo tràng thiên tôn am hiểu năng lực thần văn kỳ ngộ rất lớn nhưng đồng nghĩa nguy cơ cũng sẽ rất cao lần này cường giả bước vào trong đó sẽ rất nhiều thậm chí các thế lực cấp bá chủ lớn đều sẽ có nhân vật thiên kiêu đặt chân người đã đoạt đệ nhất đối với việc chọn người người có yêu cầu gì hay không chấm tần vấn thiên mắt lộ ra vẻ suy tư lần này kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại nếu là thực lực quá yếu bước vào trong đó khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm không thể biết trước chỉ sợ cho dù là thực lực của sở mãng cũng không đủ nếu gặp phải nguy hiểm học viện bạch lộc bảo vệ trước hết nhất định sẽ là bạch lộc di tiếp theo là hắn học viện quyết định ta không có yêu cầu gì tần vấn thiên lạnh nhạt nói sở mãng và phàm nhạc vẫn không cần bước vào người học viện bạch lộc bảo vệ không được người đã không có yêu cầu vậy do chúng ta quyết định tiểu di người bồi vấn thiên đi ra ngoài một chút trưởng lão mắt to mỉm cười nói với bạch lộc di bạch lộc di nhìn về phía tần vấn thiên chừng mắt nhìn hắn một cái, khiến cho Tần Vấn Thiên cười khổ. Đi ra đại điện, Tần Vấn Thiên thấy Bạch Lộc Di trên khuôn mặt thanh thuần vẫn mang theo thần sắc tức giận, không khỏi cười khổ nói, ngươi chừng ta làm cái gì? Hiện tại mọi người học viện hiểu lầm, chỉ sợ ta giải thích cũng không có người để ý. Bạch Lộc Di buồn bực nói, vừa rồi trưởng lão mắt to mỉm cười gật đầu với nàng, để cho nàng bồi Tần Vấn Thiên đi một chút, chuyện này ý nghĩa là gì Bạch Lộc Di làm sao không rõ ràng, trưởng lão mắt to đã chấp nhận Tần Vấn Thiên, đối với bọn họ kết giao cũng không phản đối. Nhưng mà, nàng với Tần Vấn Thiên không có gì cả, trưởng bối này lại đều cho rằng giữa bọn họ có ái muội gì đó, điều này làm sao mà nàng không cảm thấy buồn bực cho được, bằng không ta đi giải thích một tiếng. Chấm, Tần Vấn Thiên nhún vai nói, ngươi muốn cùng ta phủi sạch quan hệ như vậy sao? Chấm, Bạch Lộc Di bĩu môi nói, nhất thời Tần Vấn Thiên trên trán có vài đường gân đen, tư duy mỹ nữ, thật sự là khó giải. Nhìn thấy Tần Vấn Thiên không biết làm sao, Bạch Lộc Di trên mặt nở rộ một chút ý cười, chọc ngươi thôi, không cần giải thích, chúng ta tự mình rõ ràng là được, đi thôi, muốn đi đâu. Đi đài địa ngục một chút, gần đây tinh thạch trên tay tiêu hao quá nhanh, lần này còn phải bước vào nơi thí luyện, chuẩn bị trước một chút. Tần Vấn Thiên cười nói, khiến cho Bạch Lộc Di trợn cặp mắt trắng giả. Người này, xem đài địa ngục là nơi nào, nơi đưa cho hắn tinh thạch, chấm, nhưng mà sau khi Bạch Lộc Di nhìn thấy Tần Vấn Thiên biểu hiện ở trên đài địa ngục, cũng chỉ có thể không nói gì, Hôm nay hắn bước vào nguyên phủ cảnh tầng 3 đối thủ tự nhiên cũng là cùng chung cảnh giới, nhưng mà, vẫn không ai có thể thắng được hắn, tên biến thái này ở cùng cảnh giới hầu như vô địch, không ai có thể đủ cấu thành uy hiếp đối với hắn. Trực tiếp đưa chiến tích từ 60 thắng liên tiếp, tăng lên tới 90 thắng liên tiếp. Tên Kỳ Lân, càng ngày càng nhiều người biết, thời điểm hắn ở nguyên phủ cảnh tầng 2, thắng liên tiếp 60 trận, không bao lâu sau, hắn vừa bước vào nguyên phủ cảnh tầng 3, lại thắng liên tiếp 30 trận, lần tiếp theo xuất hiện chỉ sợ sẽ gia nhập trận doanh trăm thắng liên tiếp. Danh hiệu đài địa ngục trăm thắng liên tiếp này đều là uy danh hiển hách. Chỉ là không biết kỳ lân này có thể sinh ra một kỷ lục mới của đài địa ngục hay không. Điện Đan Vương cũng đang thảo luận chuyện nơi thí luyện. Tứ đại thế lực cấp bá chủ thành Vọng Châu cùng trưởng quản cửa vào nơi thí luyện. Bọn họ ước định khi thí luyện đường mở ra hàng năm, mỗi một thế lực phải cùng số lượng người bước chân vào trong đó. Lần này nhân số bọn họ thương lượng, dừng ở 20 người, chảm chân. chuyến thí luyện lộ lần này, người tới lãnh đạo. Lúc này một người trung niên đối với người phía trước mở miệng nói. Thanh niên này khí chất có vài phần phiêu giật, tuấn tú phi phàm, liếc mắt nhìn một cái lại như là một gã thư sinh bình thường. Hắn đúng là nhân vật thiên kiêu điện đan vương, một trong bốn thiên kiêu thành vọng châu, chảm trần xếp thứ 11 trên bảng thiên mệnh, đệ tử rõ ràng. Chảm trần nhẹ nhàng gật đầu, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía một mỹ phụ nhân bên cạnh người trung niên, mỹ phụ nhân này tuy có chút tuổi, nhưng rất có phong vận, cho người ta cái đẹp thành thục khi trẻ tuổi tất cũng là nhân vật hoa thủy đúng là ái nữ của đan vương lạc hà sư thúc không biết chuẩn bị để cho vị sư đệ sư muội nào tới khuynh thành sư muội chỉ sợ sư thúc không để đi vào trảm trần mỉm cười nói với lạc hà khuynh thành tu vi còn không đủ lần này không thể đi mạo hiểm bạch phỉ nàng thật ra muốn đi ta cũng không ngăn ngươi đưa nàng đi đi lạc hà cười nói với trảm trần sư muội người đối với khuynh thành thật đúng là yêu thương có thừa luyến tiếc nàng mạo hiểm. Người trung niên bên cạnh mỉm cười nói, mấy ngày qua, những tên này muốn nói việc hôn nhân đều bị ngươi cự tuyệt mặt sám mày cho rời đi, sư muội có phải trong lòng sớm có tính hay không? Ta có thể có tính toán cái gì, xem ý nguyện của nàng đi, hoa gia nghe nói có chút ý tưởng, nhưng mà ta cũng không phải thực hy vọng khuynh thành gả đi hoa gia, đáng tiếc chảm trần có người yêu, nếu không ta sẽ gả khuynh thành cho chảm trần. Lạc Hà cười cười nói, hiển nhiên nàng đối với sư đệ thiên kiêu điện đan vương này cũng rất thích trong nháy mắt, ba ngày đã trôi qua, phủ trích tinh tu đạo tràng, ba thế lực lớn hội tụ đến, nhưng đội hình lúc này, không lớn như lần trước. Dù sao, ân này danh ngạch bọn họ cho phép bước vào thí luyện chẳng có hạn. Một bên học viện Bạch Lộc, Tần Vấn Thiên, Bạch Lộc Di, cộng thêm 10 người khác, tổng cộng 12 người. Một bên Thủy Nguyệt Sơn Trang, Lý Gia Tam Lão, đưa vào 8 danh ngạch, tổng cộng 11 người. Một bên Luyện Yêu Tông, bởi vì người tốt nhất tham gia hội giao lưu chỉ có thanh niên nọ còn sống, cho nên, thanh niên luyện yêu tông cộng thêm 6 danh ngạch, tổng cộng 7 người. ba phương thế lực, 30 vị cường giả, trong đó có 6 thần văn sư, những người khác, tất cả đều là nhân vật lợi hại nguyên phù cảnh. Ví dụ như học viện Bạch Lộc, trừ tần vấn thiên cùng với Bạch Lộc di ra, những người khác đều là cường giả nguyên phủ tầng 9, không có ngoại lệ. Học viện Bạch Lộc nội tình nhiều năm, người nhân vật nguyên phủ tầng 9 có thể dễ dàng tìm ra, hơn nữa sức chiến đấu của bọn họ đều rất lợi hại. Nhất là Bạch Lộc cảnh, cường giả trong bảng thiên mệnh, ở trong học viện Bạch Lộc, hắn là nhân vật đứng đầu hành động lần này, tần tiểu huynh đệ, sau khi bước vào nơi thí luyện, nếu gặp phải vấn đề khó, cùng nhau hóa giải. Giờ phút này, Lý gia tam lão ánh mắt nhìn về phía tần vấn thiên, lên tiếng chào hỏi với hắn, Lý Thúc nói đúng, thần văn sư chúng ta không nhiều lắm, tất nhiên cần phối hợp lẫn nhau. Tần vấn thiên gật đầu, tiến vào thí luyện nơi thần văn, bọn họ là người dò đường, nhưng mà, thực lực của bọn họ thật ra cũng còn yếu, nhưng muốn xâm nhập nơi này có thần văn sư sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, đều đến cả rồi. Chợt nghe phía trên tường thành vang lên giọng nói, lập tức mọi người ngừng đầu, liền thấy 20 vị cường giả lấy dương phàm cầm đầu bước chậm đến, bọn họ khí tức mạnh mẽ, ánh mắt nhìn quét qua đã sinh ra một luồng sắc bén đáng sợ. Lần này, phủ trích tinh phái ra đều là nhân vật tinh anh tầng thứ nguyên phù. Thực lực càng mạnh, bước vào trong nắm chắc càng lớn. Trung niên sắc bén ngày ấy ở trên tường thành cũng xuất hiện, hôm nay đúng là hắn dẫn đội, thấy hắn phất tay, mở miệng nói với mọi người, nếu đã đến cả rồi, chúng ta xuất phát đi, rõ. Mọi người đều gật đầu, lập tức từng bóng người bay lên trời. Chấm, một hàng bóng người, chậm rãi, hướng tới một phương vị của thành vọng châu. Nơi thí luyện thần văn, một trong 18 nơi thí luyện hoàng triều đại hạ, cùng nơi thí luyện thú linh, nơi thí luyện tiên linh lúc trước tần vấn thiên đã từng vào là nổi danh tương đương. Nơi thí luyện thú linh, rất nhiều thế lực cấp bá chủ đều có cửa vào, nơi thí luyện tiên linh, Bị tiên chỉ cung thanh nghị tiên tử nắm trong tay về phần nơi thí luyện thần văn bởi vì ở thành vọng châu bởi vậy bị bốn thế lực lớn cấp bá chủ thành vọng châu chặt chẽ nắm trong tay bọn họ quyết định ai có thể bước vào trong đó bốn thế lực lớn cấp bá chủ thành vọng châu đông vực phủ trích tinh nam vực tông thiên viêm trung vực điện đan vương bắc vực hoa gia duy chỉ có tây vực không có thế lực cấp bá chủ quần hùng rất nhiều hỗn loạn không chịu nổi không có người thống trị nơi thí luyện thần văn là ở một mảng sa mạc hoang vu tây vực thành vọng châu nơi này cũng được xưng là sa mạc tây vực sa mạc tây vực cát vàng trải khắp trên đại địa làm cho mảng đại địa này hóa thành màu vàng liếc mắt nhìn một cái không thấy giới hạn bão cát cuồn cuộn quét qua đại địa trải đầy màu vàng kia phát ra tiếng xào xào trăm ngàn dặm nhìn không thấy bóng người lộ ra khí tức hoang vu trong khu sa mạc tây vực im lặng hoang vu này ở một khoảng nào đó đột nhiên xuất hiện một điểm đen cùng với điểm đen này dần dần tới gần một luồng khí tức hủy diệt tràn ngập, tiếng gào thét hết sức chói tai. Chỉ trong nháy mắt, điểm đen hóa thành lốc xoáy màu đen, sắc trời đột nhiên hóa thành màu đen, ảm đạm không ánh sáng, lốc xoáy màu đen áp bách đến kia, làm cho người ta như thấy được cảnh tượng tận thế. Chấm chấm, cát vàng bị cuốn vào trong hư không, theo lốc xoáy bay múa, nếu có người ở nơi này tất nhiên sẽ biết, đây là một lần lốc xoáy màu đen mà sa mạc Tây vực cách một đoạn thời gian sẽ gặp. Nhưng mà đúng lúc này, xa xa trong lốc xoáy, lại có một hàng bóng người bước chậm đi theo lốc xoáy cùng nhau đi tới đi đến chỗ sâu trong sa mạc tây vực thật sự là xui xẻo đụng phải lốc xoáy chết tiệt này chỉ thấy một người trong đó thấp giọng mắng có chút buồn bực đoàn người này khí chất phi phàm đúng là người đi tới nơi thí luyện thần văn người cầm đầu là một thanh niên thân thể có vẻ cường tráng người thanh niên này trên mặt đầy vẻ cao ngạo thản nhiên toàn thân đều tràn ngập sức mạnh và khí thức cuồng bạo thần thái của hắn không tự chủ được sẽ cho người ta một cảm giác uy nghiêm mãnh liệt Người này tên là Triệu Liệt, người cũng như tên, tính cách như lửa nóng, nhân vật Thiên Kiêu Tông Thiên Viêm, một trong tứ đại Thiên Kiêu thành vọng châu, xếp hạng thứ 28 trên bảng Thiên Mệnh, ở trong bốn Thiên Kiêu, Triệu Liệt xếp ở cuối cùng, nhưng hắn vẫn không phục. Lúc này, trong mắt hắn còn có một luồng nhiệt nóng cháy mãnh liệt, nghe nói, lần này Dương Phàm và Trảm Trần cũng đều đến, hắn cũng muốn xem hai Thiên Kiêu còn xếp trên hắn ở trên bảng Thiên Mệnh này, hôm nay tu vi đã đến bước nào rồi, đã đánh sâu vào tầng thứ của Thiên Cương cảnh hay chưa? Đáng tiếc lần này hoa thái hư không đến không thể thấy phong thái đệ nhất bảng thiên mệnh này nhưng có đám người chảm trần dương phàm bạch lộc cảnh chuyến đi này cũng sẽ không tịch mịch triệu liệt từ trong lốc xoáy đi ra trong miệng phun ra một đạo âm hào khí trong mắt hắn giống như có một đám lửa đang ở thiêu đốt chấm thành vọng châu mênh mông trừ bỏ tứ thiên kiêu ra còn có không ít nhân vật trên bảng thiên mệnh thí dụ như bạch lộc cảnh học viện bạch lộc trong những người này có thanh niên cũng có lão già lần này nhắm chừng sẽ có không ít người bước vào nơi thí luyện thần văn hơn nữa có lời đồn nọ triệu liệt sao có thể không chờ mong thân thể gia tốc đi tới qua một ít thời gian triệu liệt rốt cuộc thấy được một tòa cổ thành sa mạc ở phía trước tòa cổ thành này chiếm diện tích đất cực rộng giống như bị mai táng ở trong lòng đất sa mạc bị người đào bới ra bốn phía cổ thành có các cường giả thủ hộ rõ ràng đúng là người thế lực cấp bá chủ thành vọng châu bọn họ là người thủ hộ cổ thành này nơi này đúng là cửa vào nơi thí luyện thần văn ở phía trước nhất cổ thành sa mạc có rất nhiều bóng người bọn họ chia làm ba trận danh lớn triệu liệt liếc mắt nhìn một cái đã biết những người này là người thế lực phương nào ha ha chảm trần dương phàm đã lâu không gặp triệu liệt cười vang nói nhất thời chảm trần điện đan vương dương phàm phủ trích tinh ánh mắt đều nhướng lên liếc về hư không nhìn về phía triệu liệt chảm trần mỉm cười nói triệu liệt huynh gần đây khỏe không chấm về phần dương phàm lại không nói gì giống như tính cách hắn là như thế không thích nhiều lời, trên mặt luôn mang theo ngạo khí nhẹ nhẹ, biết các người sẽ tới, sao lại không khỏe. Chấm, giọng triệu liệt rất lớn, ánh mắt hắn lại nhìn về phía trận doanh hoa gia, lập tức ánh mắt tập trung ở trên một người, cười nói, hoa thái hư không đến, ngươi lại đến. Hôm nay, gia tộc hoa thị, muốn bồi dưỡng hoa thái hư thứ hai sao? Thanh niên hoa gia này ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại, nhìn về phía triệu liệt. Người này tên là Hoa Phong, tu vi tất nhiên cũng là nguyên phủ đỉnh phong, hơn nữa, hắn ở trong bảng thiên mệnh, xếp 60, trẻ tuổi như thế, đã nhập hạng 60 bảng thiên mệnh, cũng là nhân vật phong lưu thành vọng châu. Hắn sở dĩ không quá trói mắt, đơn giản là ở Hoa Gia còn một người, Hoa Thái Hư. Hoa Thái Hư ở đây, bất luận kẻ nào của Hoa Gia cũng đều bị át đi phong thái, bọn họ có ưu tú, giống như đều chỉ là làm nền, người vẫn thích nói thừa nhi. Chấm, Hoa Phong thản nhiên nói, khiến cho trong mắt triệu liệt bắn ra một ánh hỏa diễm, sang sảng nói, ta không chỉ thích nói lời thừa, còn thích chiến đấu, hy vọng có cơ hội lĩnh giáo ngươi. Tuy tôi chờ đợi, Hoa Phong thản nhiên nói, ánh mắt chuyển qua không hề để ý tới triệu liệt, triệu liệt, thiên kiêu tông thiên viêm, xếp thứ 28 bảng thiên mệnh, Hoa Phong, trừ Hoa Thái Hư ra thì là thanh niên kiệt xuất nhất Hoa Gia, xếp 60 bảng thiên mệnh. Trận doanh phủ trích tinh, Bạch Lộc Di si ở bên cạnh Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, nàng biết Tần Vấn Thiên đến từ nơi khác đến, tất nhiên trước tiên giúp Tần Vấn Thiên giới thiệu một số nhân vật mấu chốt những người này đều là người có thể hô phong hoán vũ ở thành vọng châu. Tần vấn thiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn đầu hơi thấp, lại âm thầm đánh giá nhân vật phong lưu của thành vọng châu, nhất là chú ý đám người điện đan vương cùng với hoa gia bên kia. Chảm trần đan vương điện, 11 bảng thiên mệnh, người này lại có vài phần dáng vẻ thư sinh, nhìn như tính cách hiền hòa, dễ ở chung, bên cạnh hắn còn có người yêu là một vị nữ tử rất xinh đẹp. Dương phàm phủ trích tinh, tính cách hơi trầm mặc, rất ít lời, trên mặt thủy chung có kiêu ngạo nhè nhẹ, nhẹ không thích gần ai. Triệu liệt, tính cách trương cuồng, giống như lửa nóng. Hoa phong, tạm thời còn nhìn không ra, nhưng không thể nghi ngờ là nhân vật thiên kiêu này đều có ngạo khí, cho dù là bạch lộc cảnh phi thường bình thản, tần vấn thiên cũng có thể cảm giác được, trong xương cốt hắn cũng mang vẻ kiêu ngạo. Chấm, kiêu ngạo, vốn là từ tự tin sinh ra, ở trong xương cốt tần vấn thiên hắn, làm sao không biểu lộ tính cách đặc biệt như vậy, hoa thái hư và hoa tiêu vân cũng không xuất hiện song bạch phỉ điện đan vương nàng ở đây mà khuynh thành lại không đến. Tần vấn thiên trong lòng có vài phần mất mát, hắn trước khi đến cũng từng nghĩ, có thể gặp lại được mạc khuynh thành hay không, đáng tiếc, mạc khuynh thành không đến, bạch phỉ, lại đến. Hắn nhận ra bạch phỉ, nhưng bạch phỉ không có chú ý tới người không bắt mắt như hắn. Bạch phỉ từng nói với hắn, hắn và mạc khuynh thành, không phải người cùng đẳng cấp, bảo hắn không cần si tâm vọng tương. Hôm nay, hắn cũng đi tới thành vọng châu, nếu bị bạch phỉ nhìn thấy, không biết nàng sẽ sinh ra ý tưởng thế nào chỉ sợ sẽ cho rằng tần vấn thiên ngu không ai sánh bằng mọi người đều đã đến vậy không cần chậm trễ nữa trực tiếp bước vào nơi thí luyện thần văn người trung niên sắc bén bên cạnh dương trầm thản nhiên nói ở trong bốn trận danh lớn đều có một nhân vật lợi hại dẫn đội bọn họ đều gật đầu đồng ý nhất thời chỉ thấy đám người thủ hộ ở phía trái phải đi tới trước một cánh cửa đầy vẻ xa xưa của cổ thành hai tay bọn họ ngưng kết cổ ấn kỳ quái hơn nữa mỗi người ngưng cổ ấn đều khác nhau lại mang cổ ấn đánh ra đánh ở trên cánh cửa trông xa xưa mà tăng thương phía trước nhất của cổ thành trong phút chốc tiếng oanh đùng đùng truyền ra cánh cửa trông xa xưa mở ra từ bên trong tràn ngập ra một cỗ khí tức viễn cổ thông qua cánh cửa này là bên trong cổ thành giống như cũng là mục tiêu của mọi người nơi thí luyện thần văn cửa thành mở trong mắt mọi người phong mang lóng lánh sau đó nhao nhao dạo bước bước vào trong cổ thành Điều làm người ta rung động là khi bọn họ bước vào trong đó lại thấy cảnh trí giống như ở bên ngoài, từ bên ngoài nhìn là tòa cổ thành này, từ giữa xem tựa hồ cũng giống như nhau. Nơi này có rất nhiều cung điện thương tàng cổ lão, có đại địa bát ngát, trong không gian tràn ngập khí tức cổ xưa thần bí. Nhưng có thể khẳng định được một điều rằng nơi này và bên ngoài không phải là chung một không gian. Mọi người có thể rõ ràng cảm thụ được có một luồng sức mạnh thiên tượng kinh khủng. Nơi này có trời, có tinh không, ban ngày có tinh không? trong tinh không có tinh quang, chính giữa tinh quang vô tận, mọi người thấy được một hư ảnh to lớn, chỉ thấy hắn đứng ở đó, trấn áp vùng đất này, muốn trả đạp vùng đất này ở dưới chân, đây là tinh tượng, xem ra nghe đồn đến một chút cũng không giả tạo. Vừa thấy một cảnh tượng như vậy, trong lòng mọi người xuất hiện cùng một ý nghĩ, những thế lực cấp độ bá chủ hẳn sớm đã biết, nhưng những người khác, bước vào trong này, mới chính thức tinh tường. Bọn họ thấy được tinh tượng, cảm nhận được sức mạnh tinh tượng, hư ảnh đứng ở trong hư không dẫm đạp cổ thành kia, giao cho mảnh không gian này một luồng trọng lực kinh khủng, đó là trọng lực tinh tượng. Có người thử để thân thể trôi nổi lên lại kinh hãi phát hiện rằng bọn họ làm không được, chỉ có thể trôi nổi một chút, nếu đi lên nữa, luồng sức mạnh tinh tượng kia sẽ ép vỡ bọn họ, tinh tượng. Bạch lộc cảnh thì thào nói nhỏ, tùy tiện nói, xem ra lần trước tiến đến, mới dẫn phát nơi thí luyện sinh ra tinh tượng, ở trước đây, tuy các đại thế lực ở Vọng Châu Thành đều biết nơi này phi phàm, nhưng đang không ngừng đào móc, Bây giờ chỉ dựa vào tình tượng này thì có thể xác định nơi này từng có Thiên Tôn tu hành. Bạch Lộc Di cùng với đám người tần vấn Thiên nhẹ nhàng gật đầu, lần trước bước vào cụ thể gặp cái gì, bọn họ không biết, tự hồ ngay cả Hoa Thái Hư cũng bị thương, nhưng bây giờ lại có thể khẳng định, nơi này là chỗ tu hành của Thiên Tôn, chư vị thần văn đại sư, xin ở phía trước mở đường. Thời khắc này, chỉ thấy bên cạnh Dương Phàm, có một lão giả lông mày dập, ánh mắt của hắn thâm thúy, liếc mắt nhìn như khiến người ta hãm vào, cho người một cảm giác nguy hiểm thực lực của người này, tất nhiên rất mạnh, lão chu sát này là cường giả bảng thiên mệnh. Bạch lộc cảnh nhìn tần vấn thiên nhắc nhở, sau đó vỗ nhẹ bờ vai của tần vấn thiên nói, hết sức cẩn thận, chiếu cố cho tiểu di, vâng. Tần vấn thiên gật đầu, rồi cùng bạch lộc di liếc nhìn nhau, sau đó tới phía trước mọi người, lý gia tam lão, thanh niên luyện yêu tông cũng nháo nhào tiến lên, tần tiểu huynh đệ, chúng ta đi thôi. Lý gia lão đại nhìn tần vấn thiên gật đầu, sau đó dạo bước đi ra người của trận doanh phủ trích tinh cũng đi theo bọn họ nơi thí luyện thần văn có rất nhiều thần văn bẫy dập thần văn sư mở đường là truyền thống từ trước đến nay hơn nữa kinh nghiệm của tổ tiên đối với hậu nhân không có tác dụng gì bởi vì thần văn có thể phá giải đã phá giải thần văn có thể muốn mạng bọn họ bọn họ đều chết ở bên trong có tin tức cũng không mang ra chấm thế lực khắp nơi một đường đi về phía trước thâm nhập trong thành cổ dọc theo đường đi không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào không ít nơi đều lọt vào phá hư hơn nữa rõ ràng còn có dấu vết phân lộ hủy diệt hiển nhiên là tiền nhân gây ra cái đài cao kia có vẻ là nơi tinh tượng đạp vào ngay lúc này ánh mắt mọi người nhìn về phía trước nơi đó có một đài cao rộng rãi như tu luyện đài xung quanh còn có ghế đá cửa trụ to lớn tinh tượng ở trong hư không nơi cước bộ của hư ảnh đạp xuống chính là tu luyện đài có tinh lực ba động dường như bốn thế lực cũng cảm nhận được cái gì vội chạy về nơi đó các ngươi đi lên xem một chút chu sát chỉ về phía đài cao nhìn đám người tần vấn thiên nói tần vấn thiên hơi nhíu mày ngữ khí của chu sắt này có thể nói không chút khách khí cứ như ra lệnh cho bọn họ những người thế lực cấp độ bá chủ này vốn dĩ coi bọn họ là công cụ đi đi xem tam lão nháo nhào tiến lên phía trước tính cách của tần vấn thiên cẩn thận ngắm nhìn đài cao trên đài cao kia như có sức mạnh thần văn đang lưu truyền khiến tần vấn thiên cảm thấy có gì đó kỳ dị lý thúc hãy chờ một chút có gì đó quái lạ lắm tần vấn thiên hô một tiếng thời điểm hắn cảm nhận được chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, hắn mơ hồ cảm thấy nơi này có một luồng sức mạnh kỳ diệu. Cụ thể là sức mạnh cn 4 thế nào, hắn lại không có cách nào cảm nhận được. Lý gia tam lão quay đầu lại nhìn Tần Vấn Thiên, sau đó ngừng lại, người nhìn ra cái gì? Tần Vấn Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, không biết, nhưng cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng ba động, nơi này, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, không biết. Chu sát nhíu mày, có chút không hài lòng, đã không cảm giác được thì đi tới thử xem, không phải vậy là biết liền, tiền bối, nơi này nguy hiểm, hơi bất cần một chút là có thể vạn kiếp bất phục, chúng ta có thể vòng qua đài cao này đi xem những nơi khác trước. Mặc dù trong lòng tần vấn thiên không vui, nhưng vẫn thấp giọng nói, nếu như ngươi nói vậy, như vậy sau này gặp phải tình hình như vậy chẳng phải đều phải vòng qua, vậy còn tới nơi này làm để làm gì? Chấm, chu sát thấy tần vấn thiên chất vấn hắn, nhíu mày lạnh nhạt nói. Nếu như vậy, xin mời tiền bối đi đầu, tần vấn thiên làm ra dấu mời cũng không khách khí nữa bọn họ tới nơi này không phải là cầu phủ trích tinh đến ngược lại phủ trích tinh ở trong này phải dựa vào bọn họ làm việc lại còn thái độ như thế tất nhiên khiến lòng người khó chịu ngươi nói cái gì trên người chu sát đột nhiên tỏa ra một luồng hẳn ý chỉ thấy một lão giả mặt tròn ở bên cạnh nói quên đi tiểu huynh đệ nói cũng có lý chúng ta cẩn thận chút trong tính cách của chu sát mang theo sát khí lão giả này hiển nhiên khéo đưa đẩy hơn rất nhiều thí luyện vẫn cần mượn sức mạnh của thần văn sư, coi như khó chịu cũng nên ra ngoài rồi hẳn nói, tính tình của chu sát này quá kém, hừ, phải đi một người. Chu sát hừ lạnh, quên đi, lão tam, người đi. Chỉ thấy lúc này lý gia lão đại nhìn tam đệ của hắn nói, không được. Tần vấn thiên kiên quyết cự tuyệt, hắn mở tâm thức, cảm thấy mạnh mẽ, lúc này cảm giác không ổn lại càng thêm mãnh liệt. Nhìn kỹ đài cao kia, tuy đổ sụp phá hư, nhưng ghế đá, bia đá giống như tế đàn, trong đạo thần văn là thuộc về nơi đầu mối, cực kỳ then chốt, nếu có thần văn sát lục, một khi xúc động, hậu quả rất đáng sợ, lý thúc, không thể đi. Tần vấn thiên kiên quyết mở miệng nói, bọn họ theo phủ trích tinh đến, cũng không phải tới đo nguy hiểm, đây là nguyên tắc, bằng không rất có khả năng một chút cũng đừng nghĩ tới việc sống sót đi ra ngoài. Lý gia tam lão nở nụ cười, bọn họ có thể nhận ra tần vấn thiên có ý tốt, nhưng không muốn làm căng với phủ trích tinh. Đúng lúc này, bên tông thiên viêm, có người đi lên đài cao, tới trung tâm, không có vấn đề gì. Chấm, nhìn thấy người nọ bình yên vô sự, thần sắc của chu sát càng lạnh hơn, phúc. Chấm, đột nhiên, trên bầu trời, một luồng sức mạnh khiến người ta sợ hãi ép xuống, như có một cái chân ngập trời trà đạp xuống, sau đó ở dưới ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, người kia bị nghiền nát bấy, dòng máu chảy ở trên đài cao lại bị đài cao hấp thu hết. Cảnh tượng như vậy làm cho mấy người do dự muốn tiến lên phát lạnh, nguy hiểm thật, nếu không phải vừa rồi bên phủ trích tinh có người nhắc nhở, bọn họ thật sự đã lên rồi. Lý gia tam lão tim đập càng nhanh, hít sâu một hơi, sau đó dành cho tần vấn thiên một ánh mắt cảm kích, nguy hiểm thật, bọn họ mà đi tới chính là tìm cái chết. Sắc mặt của chu sát trầm xuống, không nói gì, tần vấn thiên cũng không thèm để ý hắn, chỉ thấy hắn cho mày, trái tim lại bắt đầu nhảy lên, cẩn thận, có quỷ gì. Chấm, tần vấn thiên thấp giọng nói, tiếng nói của hắn vừa dứt, đại địa bỗng nhiên hơi giật giật, dường như đang run rẩy, thật là đầu mối tế đàn ánh mắt của tần vấn thiên nhìn chằm chằm đài cao phía trước, trong lòng chấn động kịch liệt, lần này thí luyện, rất có khả năng khác so với bất kỳ lần nào trước đây, vấn thiên, tiểu di, trở về. Bạch lục cảnh hình như cũng cảm thấy có gì đó không phải, tần vấn thiên và bạch lục di lập tức quay về, người của các đại trận doanh bắt đầu tụ tập, đùng. Thủ trưởng của tần vấn thiên ấn ở trên đại địa, bắt đầu khắc họa thần văn. Lúc này đại địa run rẩy càng lợi hại lên, song trưởng của tần vấn thiên điên cuồng rung rung, hắn cảm giác được mặt đất có văn lộ nhúc nhích, cảnh đại ca, người giúp ta chém đứt mặt đất xung quanh. Tần vấn thiên quát lên, bạch lộc cảnh gật đầu, sau đó chỉ thấy trên người hắn tràn ngập ra một luồng khí tức hùng mạnh, bàn tay chém xuống, trong sát na đại địa băng liệt, dường như bị chém đứt, nhưng đại địa băng liệt kia lại bắt đầu di chuyển, muốn tụ họp, chém, đừng cho đại địa tụ họp, ta cần một ít thời gian. Tần vấn thiên lớn tiếng nói, lúc này cuồng phong gào thét, khí lưu kinh khủng bắt đầu phân tán cả không gian, không ai sẽ dự liệu được tình hình như vậy. Người học viện Bạch Lộc về Tần Vấn Thiên cùng với Bạch Lộc di vào giữa, cuồng chém đại địa xung quanh, Tần Vấn Thiên thì cấp tốc vỗ vào đại địa, từng cái văn lộ bắt quái lấy tốc độ nhanh nhất khuếch tán cả vùng đất này, phong ấn trận. Bạch Lộc di thấy động tác của Tần Vấn Thiên lập tức hiểu rõ, Tần Vấn Thiên khắc thần văn phong ấn. Giọng nói ầm ầm truyền ra, trên trời cao, tinh tượng như trước, hư ảnh kia đứng sừng sững ở bầu trời, trên đại địa, thì cuồng phong gào thét, khí lưu hủy diệt tịch quyển cả không gian, đại địa điên cuồng vỡ ra, a à, Một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đã có người bắt đầu ngã xuống, động tác của tần vấn thiên phát huy đến cực hạn, hắn cũng cực kỳ phiền muộn, tạo nghệ thần văn của bản thân còn chưa đủ, muốn khắc họa thần văn mạnh mẽ cần thời gian, đứng vững. Bạch lộc cảnh quát, chỉ thấy đầu ngón tay hắn lợn lờ tinh mang vô cùng sắc bén, sau đó thân hình hắn như gió, vòng quanh đại địa, sức mạnh kinh khủng cắt mặt đất ra, âm. Chấm, xa xa, chỉ thấy trên mặt đất bỗng nhiên có từng ngọn núi đột ngột mọc lên phảng phất như từ trong hư vô xuất hiện từ lòng đất sinh trưởng ra cao vút nhập thiên hóa ra cổ thành không ngừng bị hủy diệt phá hư đại địa mới dần dần sinh ra duy chỉ có hư ảnh ở trong hư không mãi đứng sững ở đó thay trời đổi đất chấm trong lòng mọi người chấn động bọn họ biết lần thí luyện này không giống với bất kỳ lần nào trước đây tần vấn thiên điên cuồng khắc thần văn rốt cuộc thần văn rực rỡ sáng lên hóa thành một đồ án bát quái to lớn đồ án bát quái này bao phủ cả không gian, nở rộ quang hoa kỳ dị, trong mặt đất nhúc nhích văn lộ như bị phong kín, sức mạnh hủy diệt trùng kích tới như yếu đi rất nhiều, ngẩng đầu nhìn bốn phía, cuồng phong gào thét, đại địa nứt ra lại hợp lại, không ngừng đan xen. Qua một khoảng thời gian, luồng sức mạnh hủy diệt kia mới dần dần ngừng lại, rốt cuộc mọi người có thể thấy rõ tình cảnh xung quanh. Thân thể của bọn họ còn đang ở tại chỗ, trong hư không thiên tượng vẫn đứng sững đó, nhưng nơi này đã không phải cổ thành, mà là tu đạo tràng chân chính, đại trận thật là khủng khiếp. Trong lòng tần vấn thiên dung động, cải tạo toàn bộ vùng thế giới này, trước kia hết thảy, cũng chỉ là che giấu tràng cảnh thật sự. Tu đạo chàng hạo hãn bao la, ở phía trước nhất có một cánh cửa, cánh cửa kia trong suốt, có thể thấy rõ ràng tình hình xa xa, ở nơi đó, thanh tùng cổ phong, yêu nhã tĩnh mịch, có một đại điện tọa lạc, trong đại điện mơ hồ có thể thấy một pho tượng, pho tượng này ngồi xếp bằng dường như đã tọa hóa, ở trên bàn tay của người đó nâng một quyển sách cổ, thiên tôn, từng đạo phong mang từ trong con người của mọi người bộc phát ra, nơi này, mới thật sự là thiên tôn tu đạo tràng, chết một người, xuất hiện thiên tôn tu đạo tràng, đáng giá, quá đáng giá. Người của các đại trận doanh nhìn nhau, trong tròng mắt của bọn họ rõ ràng mang theo cảnh giác, nghi ngờ và sợ hãi, tiếp đó sẽ phải xem ai có thể được vật mà thiên tôn lưu lại trước, ông, ông. Từng làn gió phất qua, rất nhiều thân ảnh gào thét lao ra, đánh về cánh cửa phía trước cực nhanh, nhưng bọn họ mới vừa bước ra vài bước, mặt đất đột nhiên sáng lên cẩn thận, có bẫy dập, một người la lên, nhưng đã muộn, những người lao ra kia trong nháy mắt bị văn lộ lưu động bao phủ, mặt đất đột ngột đâm ra mũi nhọn sắc bén đáng sợ, một người không chú ý tới lòng đất, thân thể bị xuyên thấu từ phía dưới, cắm thẳng vào đầu, tử trạng vô cùng thê thảm. Còn có một người bị ác long công kích, trong lòng đất bỗng nhiên xuất hiện mấy con ác long, đồng thời cắn xé về phía hắn, tinh hồn của người nọ nháy mắt bạo phát, ngón tay bắn ra phía trước, hóa thành huyết chỉ kinh khủng không gian xung quanh như hóa thành huyết quang đáng sợ, thân thể của ác long phía trước bạo liệt lên, sau đó âm thanh ảo ảo truyền ra, hóa thành mưa máu. Đồng thời tà trưởng của hắn vỗ về phía sau, nhanh như thiểm điện, cước bộ không quên xung kích ra, nhưng quang văn trên mặt đất duy trì sáng lên liên tục, vài mũi tên rực rỡ đáng sợ đánh giết tới, như thiểm điện kim sắc, còn có xúc tu xuất hiện, cuốn lấy hai chân của hắn, ánh mắt người nọ lộ ra vẻ sợ hãi cực độ, sau đó bị giết chết. Người lao ra, không có một ai sống sót, toàn bộ chết hết, tu vi của bọn họ, đều là nguyên phủ tầng 9, trưởng khống sức mạnh ý chí mạnh mẽ, một bước một sát cơ. Chấm, nội tâm mọi người rung động thật sâu, bọn họ chính mắt thấy mấy người kia tử vong cũng không dám bước ra cứu viện, thậm chí, bộ pháp của bọn họ đều không dám tùy ý động, chỉ cần khẽ nhúc nhích, thì có khả năng dẫn động thần văn công kích hủy diệt, so với thí luyện trước kia thì nguy hiểm hơn. Chỉ nghe một người mở miệng, chính là một lão giả của đan vương điện. Chỉ nghe hắn mở miệng nói, lần trước ta cũng tới, trong thành cổ có thật nhiều thần văn bẫy dập, nhưng chắc chắn không phải toàn bộ bẫy dập cấp ba đỉnh phong như vậy, chúng ta có thể trực tiếp thấy thiên tôn hư ảnh, nhưng một bước một sát, mỗi một bước, đều tràn ngập sát cơ, ta tuyệt đối tin tưởng, đây mới thực là thiên tôn tu đạo tràng. Mọi người chấp nhận gật đầu, lần này so với dĩ vãng, nguy hiểm hơn quá nhiều, một bước một giết, không thể ngự không, mặc dù gần trong gang tắc, lại như chỉ xích thiên nhai, muốn đi tới, khó như lên trời, có biện pháp gì không? Chấm. Thanh âm của Thiên Viêm Tông Triệu Liệt rất lớn, nhìn mọi người mở miệng hỏi, vừa rồi hắn suýt nữa đi ra ngoài, hắn đang nghĩ, nếu như hắn đi ra ngoài, có thể chống lại những công kích hủy diệt kia hay không? Dĩ vãng gặp phải thần văn bẫy dập chỉ có hai biện pháp, thứ nhất bằng thực lực mạnh mẽ xông vào, thần văn sư cấp 2 từng bước phá giải, nhưng bây giờ, bất luận là loại biện pháp nào, độ khó đều lớn hơn trước quá nhiều, nguy hiểm gấp 10 gấp trăm lần. Lão giả kia thản nhiên nói, làm cho thần sắc của mọi người trầm xuống, cứ như vậy không người nào dám xông loạn chư vị đại sư đây là lúc các ngươi nên biểu hiện lúc này một lão giả của tông thiên viêm mở miệng nói làm cho thần sắc của đám thần văn sư hơi có chút biến hóa tình cảnh như thế là bọn hắn không muốn nhìn thấy ta phải có một khoảng thời gian cảm nhận thần văn sư của tông thiên viêm mở miệng nói được thế lực khắp nơi đều giao lưu cùng các thần văn sư bên phủ trích tinh đám người tần vấn thiên ở trong một thần văn phong ấn mặt đất như cắt đứt khỏi chỗ khác bọn họ ở trong phong bạo kia chịu ảnh hưởng ít nhất, chỉ thấy ánh mắt đám người Dương Phàm nhìn đám người Tần Vấn Thiên, Dương Phàm mở miệng nói, học viện Bạch Lộc được hạng nhất hội giao lưu, hiện tại cần các ngươi xuất lực, ta sẽ làm hết sức. Tần Vấn Thiên nhìn Dương Phàm nói, Dương Phàm khẽ gật đầu, nhìn về phía Lý Gia Tam lão cùng với thanh niên luyện yêu tông, nếu người nào có thể phá giải, phủ trích tinh tất nhiên có thâm ta. Chấm, mấy người nhao nhao gật đầu, nhưng tâm như gương sáng, thời điểm cần lợi dụng bọn họ ngược lại rất khách khí. Tần Vấn Thiên nhắm mắt, cảm giác an tĩnh hết thảy trong không gian này, tuy có chút thần văn khắc họa vô cùng huyền diệu, nhìn không thấy bộ dạng, nhưng có thể cảm giác được. Lúc đầu phong cốc đại sư để cho bọn họ tìm ra thần văn cũng là như thế, nhưng thần văn nơi này hiển nhiên không phải ngày trước phong cốc đại sư dành cho thần văn có thể đánh đồng. Phóng thích tâm thức, trong lòng Tần Vấn Thiên lại hơi rung lên, hắn thấy được một hình ảnh đáng sợ. Một bước một sát cơ, mỗi một bước đều chất chứa thần văn công kích, toàn bộ đều là thần văn cấp 3 nếu chỉ như vậy thì không làm khó được những thần văn đại sư kia, vẫn có thể phá giải. Thứ thực sự làm tần vấn thiên rung động là những thần văn này một vòng tiếp một vòng, mặc dù ngươi hủy diệt một đoạn, cũng không ảnh hưởng một đoạn khác hay những văn lộ xung quanh khác tụ thành thần văn công kích này không phải thần văn phân tán độc lập, mà là một thần văn chỉnh thể. Thần văn trong cả không gian, là một chỉnh thể, rút dây động rừng. Hắn đi ra ngoài, có thể chậm rãi phá giải thần văn, nhưng thời điểm phá giải thần văn, có lẽ thần văn sư đã bị thần văn dẫn động khác giết chết làm sao tiếp tục nữa chấm mặc dù lực cảm ứng của thần văn đại sư khác không bằng tần vấn thiên nhưng qua chút thời gian thần sắc của bọn họ cũng từ từ biến hóa chỉ thấy một người mở miệng nói thần văn này không cách nào phá giải không cách nào phá giải chấm không ít người sầm mặt lại không cách nào phá giải vậy cũng chỉ có thể xông vào mà vừa rồi kết cục những người kia bọn họ thấy được toàn bộ đều chết Ánh mắt của Chu Sát nhìn về phía Tần Vấn Thiên, thấy Tần Vấn Thiên mở mắt liền nói: "Ngươi cảm giác với thần văn rất mạnh, cần bao lâu mới có thể phá giải?" "Rất khó, ta không có nắm chắc." Tần Vấn Thiên đáp lại, Chu Sát nhíu mày nói: "Ta cho ngươi thời gian 7 ngày." Dứt lời, hắn liền nhắm mắt lại, 7 ngày, hắn thấy đã rất lâu rồi, nếu như Tần Vấn Thiên không cách nào phá giải, như vậy chỉ có thể xông vào. Trong mắt Tần Vấn Thiên hiện lên một tia lãnh quang sau đó nhắm mắt lại không nói gì tiếp tục an tĩnh cảm thụ không nói phủ trích tinh hắn muốn tiếp tục đi về phía trước nhất định phải phá giải thần văn khó hơn nữa cũng phải phá thời gian từng chút trôi qua không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ tần vấn thiên không đi tìm hiểu cách phá giải từng thần văn mà muốn in cả không gian này vào trong đầu hắn tin tưởng từng nghiên cứu thần văn là tuyệt đối không thể phá giải như vậy thì chỉ có một con đường từ trong chỉnh thể hoàn chỉnh tìm kiếm phương pháp phá giải Tần vấn thiên cảm giác, bức họa kia dần dần rõ ràng, càng ngày càng nguyên vẹn. Khi hắn dụng tâm nhìn hình ảnh, trong tâm tần vấn thiên hơi run một chút. Hắn thấy được một thần ưng kinh khủng, thần ưng này muốn dương cánh bay lên không, sông lên tận chín tầng mây. Nó ngẩng đầu, đôi mắt phong duệ, hình như có ý không cam lòng, bởi vì nó không thể bay lên không, nó làm không được. Ở trên không của nó, có một thân ảnh, chân đạp đại địa, trấn áp bát phương, nó muốn bay lên không, lại không bay nổi, bị trấn áp ở đó, bởi vậy lệ khí ngập trời muốn giết chóc hết thảy người ngăn trở nó bay lên không những người dẫm đạp nó kia đều phải chết ý cảnh như vậy làm cho trong lòng tần vấn thiên rung động ánh mắt của hắn mở ra nhìn thân ảnh mơ hồ trong hư không dưới thiên tôn trấn áp thần ưng không bay lên được làm sao phá giải chấm không chỉ thần ưng bị trấn áp đồng nghĩa với việc bọn họ không thể ngự không không thể đi ngang qua không gian trong nháy mắt bảy ngày đã qua vẫn không có một người động chư vị đại sư còn chưa phá giải được sao chấm tính cách của triệu liệt nôn nóng hắn đã hỏi nhiều ngày ngày nào đều hỏi nhưng mỗi lần đợi được đều là câu trả lời phủ định lão hủ vô năng không phá giải được một lão giả từ tốn nói đã không phá giải được như vậy cũng chỉ có một đường sông vào chấm triệu liệt mở miệng hỏi đúng vậy thần văn lão giả kia gật đầu được bây giờ người xông lên đi triệu liệt nhìn lão giả kia nói giọng nói vô cùng bất thiện làm cho lão giả kia cau mày nói lão hủ không đủ thực lực có lẽ khó mà xông qua, nếu như thế, cần ngươi để làm gì nữa. Trên người triệu liệt bốc lên một luồng hỏa diễm khủng bố, đột nhiên bàn tay chảm ra, một đạo đao mang lóng lánh, lưu quang kinh khủng nóng rực chảm qua không gian, thân thể lão giả kia bị bổ ra, hóa thành làm hai. Chấm, cảnh tượng này khiếp sợ những thần văn sư khác, chỉ thấy ánh mắt của triệu liệt nhìn những người khác, lạnh như băng nói, các ngươi cũng không cách nào phá giải sao. Chấm, thần văn sư khác sắc mặt khó coi, xanh mét nói, chúng ta thử xem, Ừ. triệu liệt gật đầu rồi nói các ngươi mời thần văn đại sư tới cũng nên ra tay hay không người điện đan vương người hoa gia người phủ trích tinh ánh mắt của bọn họ đều nhìn thần văn đại sư trong trận danh của mình chỉ thấy ánh mắt chu sát nhìn về phía tần vấn thiên nói bảy ngày đã đến tần vấn thiên mở mắt nói ta cần thêm thời gian không có thời gian ta nói rồi sau bảy ngày không phá giải được chỉ có xông vào chu sát thản nhiên nói tình huống của tông thiên viêm người cũng thấy đấy Chu Sát không mở miệng nói thêm nữa, nhưng mọi người đều nghe hiểu được. Tần Vấn Thiên nhìn Chu Sát, chuyện gọi là phá giải không được của hắn mà xông vào ngay hiển nhiên là muốn những thần văn sư bọn họ đi xông vào trước. Giống như Triệu Liệt nói, đã không phá được, như vậy cần thần văn sư có ích lợi gì? Chấm, ở trong mắt những thế lực cấp độ bá chủ này, giá trị của thần văn sư thật sự là bị lợi dụng. Chính bọn hắn cũng tình tường điểm này, nhưng bọn hắn làm sao không những thế lực bá chủ này bị lợi dụng làm hồ vệ cho bọn họ đi phía trước, bọn họ phá thần văn những người này đứng ra chống lại nguy cơ bất ngờ chỉ là cục diện hôm nay nhưng thần văn sư kia chưa bao giờ trải qua bọn họ không phá giải được thần văn không chỉ không phá giải được hơn nữa bị vây ở chỗ này một khi đi phá giải kết cục khả năng là tử vong tình hình như vậy thì làm cho song phương tiềm ẩn mâu thuẫn trực tiếp bạo phát ra những cường giả thế lực cấp độ bá chủ kia muốn bức bách bọn họ đi phá không phá được thì chết tần vấn thiên nhìn chu sát nhìn thấy thần sắc của đối phương băng hàn hắn mở miệng nói ta mới vừa phỏng đoán ra một chút mánh khóe nếu như hiện tại ngươi để ta đi phá thần văn kết cục là chết dù tiền bối xông vào cũng vậy nếu như ngươi để cho ta một ít thời gian còn có chút hy vọng giọng nói của tần vấn thiên rất bình tĩnh không có một chút nổi giận hôm nay hắn sớm đã học được làm sao ẩn giấu tâm tình của mình sẽ không dễ dàng bạo lộ ý nghĩ trong lòng chu sát cau mày sau đó chỉ nghe dương phàm mở miệng nói cho hắn thêm một ít thời gian cho ngươi ba ngày Chu sát nhìn tần vấn thiên đạm mạc nói, hắn biết thái độ của hắn sẽ làm tần vấn thiên hận. Nhưng hắn không quan tâm. Chấm chấm, một thần văn sư cấp ba lợi hại mà thôi, lẽ nào thời điểm chiến đấu mình chậm rãi chờ hắn khắc họa thần văn? Huống hồ, tần vấn thiên vốn dĩ sẽ không có cơ hội, cũng không có can đảm như vậy, chỉ có thể bị bọn họ chế trụ. Triệu liệt thấy tình hình bên phủ trích tinh lộ ra vẻ suy tư, hắn đang nghĩ, bọn họ có nên chờ một chút hay không? Hoa gia Điện Đan Vương cũng nhìn bên này, ánh mắt rơi vào người Tần Vấn Thiên, phủ trích tinh tựa hồ khá trọng thị người này, năng lực thần văn của hắn hẳn là mạnh nhất. Trong đám người Điện Đan Vương, Bạch Phỉ cũng nhìn thấy Tần Vấn Thiên, không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nàng mơ hồ cảm giác, Tần Vấn Thiên rất quen thuộc, dường như nàng nhận thức, cảm giác này rất mãnh liệt, nhưng không nhớ lúc nào nhận thức một vị thần văn đại sư. Thời gian nàng gặp Tần Vấn Thiên, đã hơn nửa năm. Hơn nửa năm qua, tần vấn thiên bỏ đi non nớt hóa ra so với trước đây càng thêm tuấn giật hơn nữa thiếu vài phần thanh tú nhiều hơn mấy phần yêu tuấn khí chất lột xác để cho nàng nhất thời không nhận ra tần vấn thiên thay đổi quá lớn nhất là phương diện khí chất bạch phỉ vốn không quá thân quen với tần vấn thiên trước kia tần vấn thiên ở trong mắt nàng cũng chỉ là nhân vật tiểu quốc không nói ngoa chút nào nàng thậm chí còn không chăm chú nhìn kỹ qua tần vấn thiên nên bây giờ không nhận ra tần vấn thiên cũng là chuyện bình thường chỉ là cảm giác rất quen thuộc, đợi ba ngày nữa. Triệu liệt mở miệng nói, mặc dù tính tình hắn nôn nóng, nhưng biết xông vào mà nói chỉ sợ bọn họ sẽ tổn thất nặng nề với người, thậm chí là chính hắn, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Bây giờ, chỉ có thể chờ đợi, thật sự có biện pháp sao? Bạch Lộc Di si ở bên cạnh tần vấn thiên thấp giọng nói, nàng ở trên thần văn cũng có tạo nghệ không tệ, nhưng trước mắt thần văn, lại làm cho nàng thúc thủ vô sách, hoàn toàn nhìn không thấu, ta cẩn thận suy nghĩ lại một chút ánh mắt của tần vấn thiên nhìn chằm chằm hư ảnh trong hư không. Hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, ngày trước thiên tôn kia bày ra cục này, thì không thể nào là tử cục, chắc chắn có phương pháp phá giải, đây là khảo nghiệm đối với hậu nhân. Chẳng qua khảo nghiệm này quá khó khăn, hơn nữa một khi không thể thông qua, sẽ phải bỏ mạng. Ba ngày, rất nhiều người sớm đã không kiên nhẫn, thời điểm ngày thứ ba vừa xong, chu sắt liền nhìn về phía tần vấn thiên nói, đã đến giờ. Đôi mắt của tần vấn thiên chậm rãi mở ra, sau đó nhìn chu sát nói, ta không cách nào phá trận, nhưng sẽ thử đi tới, nhưng dựa vào thực lực của ta là không đủ, cần chư vị phủ trích tinh phối hợp với ta đi vào. Trong mắt chu sát có phong mang lóe lên một cái rồi biến mất, không thể phá trận, để cho bọn họ theo hắn. Chấm, vậy chẳng phải là muốn đi theo tần vấn thiên mạo hiểm. Bao nhiêu người, chu sát hỏi, chí ít 10 người. Tần vấn thiên đáp lại, ngươi là người của học viện Bạch Lộc mời tới, để người học viện Bạch Lộc theo ngươi, không khác biệt lắm, như vậy cũng đủ rồi chu sát đạm mạc nói tần vấn thiên nhíu mày nhưng trong nháy mắt liền khôi phục như cũ nhưng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn này đã bị chu sát bắt được yên tâm lần này học viện bạch lộc tới đều là tinh anh người đối với bọn họ hẳn tương đối quen thuộc còn sợ thực lực của bọn hắn không đủ chấm chu sát tiếp tục mở miệng nói tần vấn thiên cao mày mở miệng nói bạch lộc cảnh kiểu mạo hiểm này người nghĩ như thế nào chấm bạch lộc cảnh nghe tần vấn thiên xưng hô với hắn trong lòng không khỏi hơi có chút dị động Lúc trước, Tần Vấn Thiên cực kỳ khách khí với hắn, gọi hắn là cảnh đại ca, chỉ có thể như thế. Bạch Lộc Cảnh tự hồ hiểu ý tứ của Tần Vấn Thiên, gật đầu, được, ta cũng không thể khẳng định có thể thông qua, nhìn mệnh đi, các người theo sát ta, nhất định phải nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, không chỉ nhanh, mỗi bước ra một bước, đều dùng sức mạnh mạnh nhất của các người chấn áp, dẫm đạp đại địa. Tần Vấn Thiên nhìn đám người Bạch Lộc Cảnh nói, chỉ hai điểm này, tốc độ và sức mạnh, tốc độ nhanh nhất, sức mạnh mạnh nhất trấn áp. Thân xác mọi người lập lòe, phải giữ vững tốc độ, còn phải mỗi một bước dùng lực, độ khó rất lớn. Suy cho cùng, muốn nhanh, bộ pháp sẽ phải mềm mại, bồng bềnh mà qua, muốn làm được mỗi một bước đều có sức mạnh, khó khăn. Bạch lộc cảnh gật đầu, tùy tiện nói, chúng ta sẽ cố gắng hết sức, không phải cố gắng hết sức, mà là nhất định phải làm được, bằng không, chúng ta sẽ chết. Thân xác của tần vấn thiên nghiêm túc, Đám người Bạch Lộc Cảnh nghiêm nghị đều nghiêm túc gật đầu, chu sát thì nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, hắn ngược lại muốn xem xem, Tần Vấn Thiên dùng phương pháp gì đi tới. Bất kể thế nào đi nữa, đều có Tần Vấn Thiên làm người dẫn đường, bọn họ đứng lại nhìn kết quả, chúng ta sắp xếp trận doanh, ta và Bạch Lộc Di ở chính giữa, Bạch Lộc Cảnh ở phía sau ta, những người khác chia ra hai bên trái phải, cứ như vậy, các người có thể bù đắp sức mạnh thiếu hụt của ta và Bạch Lộc Di. Tần Vấn Thiên bố trí xong vị trí, mọi người nhao nhau đứng ngay ngắn tất cả đều hít sâu một hơi, tốt, chúng ta xuất phát. Tần Vấn Thiên cũng hít sâu một hơi, 12 người đều tràn ngập khí tức mạnh mẽ, thậm chí sau lưng không ít người, đều xuất hiện tinh thần chi dực, đi. Tần Vấn Thiên sải bước bước ra, mọi người đồng thời theo hắn cùng nhau bước ra, một tiếng trống vang lên, thần văn lưu động, bắt đầu bạo động, đùng. Đám người Tần Vấn Thiên lần thứ hai đồng thời bước ra rất nhanh, hơn nữa sức mạnh lớn vô cùng, hung hăng chấn động ở trên mặt đất, khí lưu bạo động như bị dùng lực ép xuống, khí thế hơi giảm, hắn đây đang trấn áp thần văn. Ánh mắt mọi người kết tụ lại, người này thật là to gan, nghĩ ra biện pháp như thế. Chỉ thấy đám người tần vấn thiên nhanh như thiểm điện, tốc độ đều cực nhanh, hơn nữa bộ pháp thần kỳ nhất trí, theo tần vấn thiên bước đều bốn phía bọn họ thần văn công kích kinh khủng muốn bạo khởi, nhưng khi chân bọn họ hạ xuống, liền yếu bớt vài phần, dường như bị trấn áp. Nhưng thần văn xa xa lại lưu động về phía bên cạnh bọn họ, công kích đáng sợ bắt đầu hội tụ, mau. Tần vấn thiên hét lớn một tiếng, không để ý bất kỳ thần văn công kích bọn họ tiếp tục đi phía trước thần văn công kích ở phía trước cuồn cuộn kéo tới lập tức hơi đình trệ bọn họ vọt thẳng vào trong đó luồng uy thế kinh khủng kia bị cứng rắn ép xuống trong nháy mắt mọi người bất ngờ phát hiện đám người tần vấn thiên chạy tới đối diện tuy nguy hiểm nhưng tốc độ quá nhanh thật giống như vài bước liền đi qua chỉ thấy bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời vọt tới cánh cửa kia phía sau thần văn công kích đáng sợ điên cuồng truy kích nơi đó có một mũi tên tiềm điện vô cùng sắc bén không tốt rồi. Đám người tần vấn thiên kinh hãi, công kích phía sau không bị trấn áp, dĩ nhiên đuổi theo. Các ngươi đi, chỉ thấy một lão giả ở phía sau đúng lúc này ngừng lại, hắn xoay người, tinh hồn chi quang hóa thành cổ thuẫn to lớn, đứng ở đó, cả người hắn lóe ra bạch phát, giơ tay lên oanh ra một đạo công kích đáng sợ. Âm âm, thanh âm công kích vang vọng, thần văn công kích bị hắn cứng rắn chặn một khoảng thời gian ngắn, nhưng đúng lúc này, thần văn công kích đồng thời cuốn tới, nuốt hết cả hắn, phu phu, một thanh âm nhẹ vang lên, đầu của lão giả kia bị xuyên thấu, sau đó cả người bị nuốt hết, những công kích kia còn như hồng hoang mãnh thú, thật là đáng sợ, trung thúc. Thần sắc của bạch lộc cảnh cứng đờ, giống lên một tiếng, thân thể của bọn họ vọt thẳng ra cánh cửa kia, mọi người đồng thời biến mất khỏi mảnh không gian này, thành công. Đúng lúc này, thần sắc mọi người đọng lại, lộ ra từng đạo phong mang. Những người đó đi ra ngoài, chúng ta xuất phát, làm giống như bọn họ. Dương Phàm đột nhiên đứng dậy, chu sát gật đầu, hiện tại đi qua là thích hợp nhất còn có thể đuổi theo tần vấn thiên thuật thần văn của tên kia lợi hại nếu phía trước còn có thần văn có thể tiếp tục lợi dụng dương phàm mang theo người phủ trích tinh kết thành trận hình giống như tần vấn thiên dạo bước mà ra đồng thời sức mạnh càng thêm đáng sợ trấn áp mặt đất nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện sự thực không nhẹ nhõm như trong tưởng tượng thời điểm bọn họ đi ra bước thứ hai liền phát hiện cả vùng không gian như muốn nghiêng ngả phía trước có một luồng sức mạnh kinh khủng cuốn ngược tới bọn họ tiến lên trên người dương phàm bảo phát khí tức đáng sợ mọi người tiếp tục xông về phía trước rất nhanh bọn họ gặp trở ngại khó có thể tưởng tượng sức mạnh hủy diệt không ngừng hấp thụ sinh mệnh tuy bọn họ vẫn duy trì đi về phía trước nhưng đội hình 20 người mạnh mẽ còn chưa tới cửa đã có 7 vị cường giả ngã xuống những người này toàn bộ đều là nguyên phủ đỉnh phong khốn kiếp chu sát nổi giận gầm lên một tiếng sát khí ngập trời tiếp tục dậm chân hắn dường như ý thức được Trước đây không lâu Tần Vấn Thiên nói để cho bọn họ phối hợp là cố ý kích bọn họ, thực sự mục đích vốn không có ý định đi cùng bọn họ mà là muốn đi cùng người của học viện Bạch Lộc. Đám người Tần Vấn Thiên đi về phía trước, so với bọn họ dễ dàng hơn quá nhiều, chỉ bỏ mạng một người. Rốt cuộc, thời điểm đám người chu sát bước qua cánh cửa kia, một mình phủ trích tinh bỏ mạng dòng dã 11 vị cương giả, kết cục có thể nói đau đớn thê thảm. Ánh mắt Lý Gia Tam Lão mở ra, nhìn chằm chằm những thân ảnh biến mất kia, bình tĩnh nói, ở nơi thí luyện, đắc tội thần văn đại sư cũng không phải hành động sáng suốt. Lý gia tam lão biết lộ tuyến tần vấn thiên đi có vẻ như là một lộ tuyến hoàn mỹ nhất. Giọng nói bình tĩnh này làm cho lòng người hơi nhảy lên, mặc dù tần vấn thiên không tận lực nhằm vào phủ trích tinh, thậm chí có thể nói căn bản không có vấn đề gì, nhưng phủ trích tinh lại vì bọn họ cao ngạo, bỏ ra cái giá đào đớn thê thảm. Thử nghĩ một chút, nếu như tần vấn thiên dẫn bọn hắn đi ra ngoài, còn có thể thảm như vậy sao?